chương 476, chỗ dựa vững vàng. Hoắc Khải suy nghĩ một chút rồi nói, thời gian vẫn còn khá dài, chắc khoảng một hoặc hai tháng. Nhưng ông có thể nói với bọn họ rằng thời gian càng dài thì họ sẽ càng được trả nhiều tiền thưởng hơn. Mục Thế Kiệt choáng váng, một cuộc khủng hoảng càng kéo dài thì công ty càng thiệt hại, vậy mà Hoắc Khải lại nói rằng thời gian kéo càng dài thì tiền thưởng càng nhiều. Xét trên logic kinh doanh, những gì Hoắc Khải vừa nói là hoàn toàn không đáng tin cậy. Nhưng sau 2 năm rèn luyện, Mục Thế Kiệt đã hiểu ra một chân lý, đó là không thể dùng lẽ thường để hiểu về các quyết định của người đàn ông đang ở trước mặt ông ta. Nhiều việc anh làm được còn nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường. Chưa nói gì đến chuyện khác, ai có thể nghĩ rằng một cửa hàng tao bao khởi đầu trong một căn nhà nhỏ rách nát, chỉ dựa vào một chiếc máy tính cách đây 2 năm lại có thể phát triển nhanh chóng thành một công ty tầm trung được định giá 5 tỷ và có tận 5 chi nhánh? Tốc độ phát triển nhanh như vậy chỉ còn tồn tại ở những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ rất may mắn, còn những công ty truyền thống thì đã sớm mất đi sức sống đó rồi. Vì vậy, bản thân Hoắc Khải đã là một kỳ tích. Trước mặt một kỳ tích mà suy đoán phải trái đúng sai, đó là chuyện không thể nào thực hiện được. Vì vậy, Mục Thế Kiệt cũng không chất vấn thêm, chỉ do dự một hồi rồi nói, "Được rồi, tôi sẽ nói cho bọn họ biết, nhưng không thể bảo đảm rằng bọn họ sẽ tin." Hắc Khải cười nói, không tin cũng là điều tốt, nếu có ai đó rời công ty vì sự cố này, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có ít nguy cơ tiềm ẩn hơn. Nếu đã không thể giúp đỡ nhau trên cùng một con thuyền, vậy thì chúng ta cũng không cần phải chia sẻ với họ. Mục Thế kiệt hiểu ý của Hắc Khải, mỗi lần khủng hoảng như vậy chính là mỗi lần thử thách lòng người. Nếu như có ai đó cảm thấy rằng công ty không thể vượt qua khó khăn, sau đó bắt đầu làm những điều gây hại cho công ty, vậy thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Mục Thế Kiệt thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Hoắc Khải đang cố ý tìm người diễn xuất, muốn nhân cơ hội loại bỏ một số nguy cơ tiềm ẩn có thể tồn tại trong công ty hay không. Bây giờ Hoắc Khải đã quyết định xong mọi chuyện, Mục Thế Kiệt cũng không còn gì để nói, nên ông ta chỉ báo cáo tình hình chung của chi nhánh giáp tử rồi rời đi. Hoắc Khải gọi điện cho Ninh Thần, yêu cầu cô tìm lại những nhà cung cấp nguyên liệu thô đó và ký hợp đồng mới. Nội dung của hợp đồng cũng rất đơn giản, đó là nguyên liệu của các nhà cung cấp này sau này phải do công ty hy vọng mới mua trước. Nói một cách đơn giản, họ chỉ có thể bán những nguyên liệu thô này cho người khác nếu như công ty hy vọng mới nói rõ rằng công ty không cần những nguyên liệu thô này nữa. Anh đã chi hơn một tỷ mua nguyên liệu thô rồi, còn muốn tiếp tục mua nữa sao, Ninh Thần bối rối hỏi. Tất nhiên rồi, Hoác Khải cười nói, em cứ làm đi, không sai đâu. Audio điện tử võ tấn bền Ninh Thần không biết được rốt cuộc là anh đang giấu bí kíp gì, nhưng vì Hoắc Khải đã nói như vậy nên cô chỉ có thể làm theo. Những nhà cung cấp nguyên liệu thô đó rất dễ nói chuyện, vì họ luôn mơ ước có được những khách hàng lớn như công ty Hy Vọng Mới. Mặc dù quyền ưu tiên mua nguyên liệu nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ngoài công ty này ra thì có ai còn muốn mua nó chứ? Hơn nữa, trên hợp đồng cũng viết rất rõ ràng kỳ hạn, dài nhất cũng không vượt quá 2 tháng. Nói cách khác, ngay cả khi hoác khải không mua số nguyên liệu thô này thì họ vẫn có thể tự do bán nó cho người khác sau thời gian chỉ hoãn tối đa là hai tháng bất kể thế nào thì bên phía nhà cung cấp nguyên liệu thô cũng không chịu thiệt sau khi hợp đồng thứ hai được ký kết hoác khải lại càng ung dung hơn anh thậm chí không đến công ty hy vọng mới để theo dõi tình hình chung thay vào đó anh đã đến công ty của nhà họ cơ nhà họ hoác không chỉ muốn đối phó với công ty hy vọng mới mà còn nhúng tay vào công việc của công ty cơ hương ngưng vì cô ấy đã dám tìm đến đường thì cạnh tranh với họ. Vì vậy, công ty của nhà họ cơ cũng đang bắt đầu bị đàn áp trên nhiều phương diện. Công việc làm ăn của nhà họ cơ mấy ngày nay cũng không khá khẩm hơn, nhiều đối tác đã gọi điện đến nói nhà họ hoắc đã lên tiếng rằng bọn họ có mâu thuẫn với nhà họ cơ. Các đối tác đương nhiên không muốn bị kẹp giữa, nên quyết định hạn chế hợp tác với nhà họ cơ. Đến bao giờ nhà họ hoắc không nhắm vào nhà họ cơ nữa thì lúc đó hãy nói chuyện tiếp. Những cuộc điện thoại đến từ các đối tác này khiến cơ hương ngưng đau đầu, cô ấy không biết phải giải quyết tình huống khó xử này như thế nào. Với thực lực của nhà họ Hoác, có thể dễ dàng giết được nhà họ cơ. Khi Hoác Khải đến văn phòng chi nhánh, cơ xuyên hải đã ở đó. Vị trí của cơ xuyên hải trong nhà họ cơ bây giờ đã tăng lên một cách nhanh chóng, chỉ đứng sau chủ tịch cơ Trấn Hùng. Lý do là vì ngoài việc ông ta là người quan trọng kết nối dòng chính và nhánh phụ, thì Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng cũng đã rất nhiều lần cố tình tâm bốc ông ta lên. Những rắc rối của gia đình lần này là do Cơ Hương Ngưng gây ra, nên Cơ Trấn Hùng trực tiếp phái Cơ Xuyên Hải đến để chịu trách nhiệm giải quyết. Cái gọi là chịu trách nhiệm giải quyết, thực chất chỉ là muốn tìm người để đổ lỗi. Khi Cơ Hương Ngưng thiết lập được mối quan hệ hợp tác với đường thị thông qua quyền phân phối sản phẩm của nhà máy điện tử, nhà họ Cơ đã vui mừng ra mặt. Bây giờ nhà họ hoác đến, bọn họ lại trở mặt không nhận thân. Cơ hương ngưng đã biết rõ bộ mặt này của người nhà từ lâu nên cũng không quá ngạc nhiên, mà đương nhiên cơ xuyên hải cũng sẽ không làm những chuyện quá tồi tệ với cô. Theo ý của ông ta, cơ hương ngưng nên nhân dịp này để xin lỗi gia đình và giải tỏa hiểu lầm. Còn những chuyện như thăng hạng sẽ không nhắc lại trong tương lai nữa. Còn chuyện hợp tác với công ty hy vọng mới thì hiện tại cơ chấn hùng không đề cập đến, họ đều biết nhà họ hoác đang nhắm tới công ty hy vọng mới, nhà họ cơ chỉ đang bị liên lụy làm sao ông ta có thể chủ động hợp tác với bên đó trong thời gian này được nữa. Về vấn đề xin lỗi gia đình, Cơ Hương Ngưng đã trực tiếp bác bỏ, cô ấy khẳng định mình không làm gì sai. Khi Hoắc Khải bước vào, anh thấy hai người đang tranh cãi về chuyện đó. Thấy anh đi tới, Cơ Xuyên Hải bất giác ngậm miệng lại, nhưng sau đó dường như cảm thấy quá mất mặt liền nói, "Phó tổng lý, cậu tới thật đúng lúc, mau giúp tôi khuyên tổng giám đốc Cơ đi." Vấn đề nắm quyền phân phối sản phẩm của nhà máy điện tử hợp tác với đường thị đã khiến cho nhà họ cơ bị nhà họ hót nhắm tới, bây giờ áp lực rất lớn. Bây giờ chỉ yêu cầu cô ấy xin lỗi gia đình, nhưng cô ấy lại không muốn, như vậy có hợp lý hay không? Tại sao phải xin lỗi, Hoắc Khải đi tới chỗ cơ hương ngưng, nhìn cơ xuyên hải nói, việc hợp tác với đường thị là một điều tuyệt vời đối với nhà họ cơ. Biết bao công ty khác hy vọng có thể gặp được một chuyện tốt như vậy, mà các người lại yêu cầu cô ấy xin lỗi vì chuyện đó, điều này mới thật sự là không hợp lý. Nhưng mà nhà họ hoác, nhà họ hoác là nhà họ hoác, liên quan gì, họ nhắm vào các người vì bọn họ là một gia tộc quá hung hãn. Dù cho không có sự việc nhà máy điện tử, họ cũng có thể tìm đủ mọi lý do cá nhân để tấn công nhà họ cơ. Vì vậy, tôi không thấy chuyện này là do lỗi của Tổng Giám Đốc Cơ. Nếu như muốn đổ lỗi, thì đây chính là lỗi của nhà họ cơ đã không nhớ công lao của cô ấy, nhưng lúc khó khăn lại muốn cô ấy đứng mũi chịu sao, đúng là chẳng còn gì để nói các người. Hoắc Khải nhìn cơ hương ngưng nói tiếp, bất kỳ quyết định nào của cô, tôi cũng ủng hộ, đừng lo lắng, mọi việc đều có tôi ở đây. Lời nói của anh khiến trái tim của cơ hương ngưng trở nên vững vàng hơn, cảm giác ấm áp lại dâng trào. Có người đàn ông này bên cạnh, dường như cô ấy thật sự không cần phải sợ bất cứ điều gì. Cô ấy gật đầu nói, tôi biết, nhưng nhà họ Hoắc lần này tấn công tới tấp như vậy, tôi thật sự chưa nghĩ ra cách nào. Hoác Khải cười nói, cô đã quên mất chúng ta tìm đến đường thị là vì điều gì rồi à? Còn không phải là vì đề phòng chuyện như ngày hôm nay xảy ra hay sao? Nếu chúng ta đã không thể đối phó nổi nhà họ Hoác, thì cứ tìm người ngang cơ với bọn họ ra đối phó là được. Ý anh là để đường thị đến giúp sao? Liệu họ có sẵn lòng không? Cơ hương ngừng ngập ngừng hỏi. Theo quan điểm của cô ấy, thì nhà họ cơ chỉ là một con cờ có thể tùy ý vứt bỏ, không ai có thể đảm bảo rằng Đường Thị sẵn sàng đối đầu trực diện với nhà họ Hoắc chỉ vì một nhà họ Cơ nhỏ bé. Nếu chỉ vì nhà họ Cơ, Đường Thị có thể không bằng lòng, nhưng cô cũng đừng quên là còn có tôi, Hoắc Khải nói, nhà họ Hoắc không chỉ nhắm vào nhà họ Cơ, mà còn nhắm vào công ty Hy Vọng Mới. Mà tôi đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đường Thị, một trong số những nội dung trong đó là họ sẽ phải giúp đỡ hết sức có thể khi chúng tôi gặp phải các cuộc tấn công vô cớ của các thế lực không nằm trong liên minh nhưng công ty hy vọng mới không mạnh hơn nhà họ Cơ của chúng tôi bao nhiêu, Cơ Xuyên Hải chất vấn. Ý tứ của ông ta rất đơn giản, công ty hy vọng mới và nhà họ Cơ có thể coi là hai công ty ngang hàng, nếu Đường Thị đã không muốn giúp đỡ nhà họ Cơ thì sao có thể sẵn sàng giúp đỡ công ty hy vọng mới được. Tôi có thứ mà nhà họ Cơ không có, và đó cũng chính là thứ mà Đường Thị thật sự mong muốn có được. Vì vậy, họ nhất định sẽ giúp đỡ, Hoắc Khải tự tin nói. Cơ Xuyên Hải ngay lập tức phản ứng anh đang nói về công nghệ VR. Sự hợp tác của bọn họ về công nghệ này đã được lan truyền trong giới kinh doanh và cơ xuyên Hải cũng đã nghe nói về nó. Từ góc độ này mà nói, Hoác Khải nói hoàn toàn có lý, nhà họ cơ không có công nghệ như vậy, đường thị đương nhiên có thể bỏ qua bọn họ, nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ công ty hy vọng mới. chương 477, vòng quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Dù nhiều người vẫn đang tuyệt vọng về tương lai khi mà đã bị nhà họ hót nhắm tới, nhưng Cơ Xuyên Hải thì không. Ông ta là một người rất khéo. Sự thể hiện của Hắc Khải và Cơ Hương ngưng trong hai năm qua thật sự đã thuyết phục được Cơ Xuyên Hải, nên trước khi thật sự đi vào bước đường cùng, ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng trở mặt với hai người này. Vì vậy, ông ta tin vào lời nói của Hắc Khải, gật đầu nói: được rồi, vậy các người nên đến quốc tế đường thị xem tình hình thế nào. Nếu bọn họ nguyện ý giúp đỡ thì tốt, còn nếu không cho dù đường thị không muốn giúp thì tôi cũng sẽ không xin lỗi nếu như tôi không sai. Đây là nguyên tắc, cơ hương ngưng lạnh lùng nói, nếu gia tộc cảm thấy tôi không làm được thì có thể chuyển cho người khác quản lý chi nhánh. Những việc nên làm thì tôi sẽ làm, còn những việc khác các người dù là nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Lời nói của cơ hương ngưng rõ ràng là không biết nể mặt ai, cơ xuyên hải rất tức giận, nhưng ông ta cũng bất lực, chỉ có thể từ bỏ. Dù thế nào đi nữa thì chuyện này vẫn phải phụ thuộc vào phản ứng của Đường thị. Để có được câu trả lời chính xác nhanh nhất có thể, Cơ Xuyên Hải thậm chí đã đến quốc tế Đường thị cùng với Cơ Hương Ngưng. Hoắc Khải cũng không phản đối, xét về mối quan hệ của anh với quốc tế Đường thị thì việc Cơ Xuyên Hải có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó, Hoắc Khải đưa cả hai đến tập đoàn thương mại quốc tế Đường thị. Lần này gặp lại Đường Quốc Diệu, vị chủ tịch của quốc tế Đường thị tỏ ra rất nhiệt tình. Sau khi tiến hành phân tích sâu trong vài ngày gần đây, các nhân viên kỹ thuật của Quốc tế Đường Thị tin rằng nếu kết quả kiểm tra cuối cùng giống như những gì mà Hoắc Khải đã nói, thì Quốc tế Đường Thị hoàn toàn có thể tận dụng sự hợp tác lần này để đánh dấu một bước ngoặt lớn ở trong nước. Do đó, Đường Quốc Diệu càng coi trọng sự hợp tác này. Đường Quốc Diệu cho rằng ông ấy đã rất rõ ràng về mục đích chuyến thăm lần này của Hoắc Khải, vì vậy khi họ gặp nhau, ông ấy đã nói nhất định sẽ giúp công ty Hy Vọng Mới chống lại nhà họ Hoắc. Nhưng Hoắc Khải lại cười, rồi lắc đầu nói, "Chủ tịch Đường sai rồi. Người cần ông giúp đỡ là nhà họ Cơ. Về phần công ty Hy vọng mới, chúng tôi có thể đối phó với nhà họ Hoắc, vẫn chưa cần giúp đỡ." Không chỉ Đường Quốc Diệu mà ngay cả Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải cũng đều sững sờ. Vốn dĩ họ cho rằng Hoắc Khải đến đây để ngỏ lời yêu cầu quốc tế Đường thị hỗ trợ giúp đỡ cả hai công ty, họ hoàn toàn không ngờ rằng Hoắc Khải thật sự lại đi từ chối Đường Quốc Diệu. "Anh đang làm cái gì vậy?" bị nhà họ Hoắc dọa đến ngu người rồi hay sao?" Đường Quốc Diệu nhìn Hoắc Khải một cách khó hiểu rồi hỏi, "Khủng hoảng của công ty Hy vọng mới đã giải quyết xong rồi sao? Hay là giữa anh và nhà họ Hoắc lại có thỏa thuận gì?" Theo quan điểm của Đường Quốc Diệu, công ty Hy vọng mới bây giờ đã là mục tiêu của nhà họ Hoắc, nếu họ không có sự trợ giúp của ông ấy thì chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Thủ đoạn của nhà họ Hoắc mặc dù rất bị ổi, nhưng nó cũng là thủ đoạn hiệu quả nhất trên thương trường thông qua việc tập trung một số lượng lớn các sản phẩm cạnh tranh, đối thủ sẽ dần mất đi thị phần và lợi nhuận, sau đó bọn họ liền đưa ra mức giá mua lại đủ khiến đối thủ thoát tim và để cho đối thủ tự lựa chọn có nên bán cho họ hay không. Đặt cái chết cùng lợi ích trên bàn cân trước mặt, vào tình huống đó thì có ai lại vì khí khái bản thân mà đi chọn cái chết đâu. Hầu hết các công ty nhỏ đều đã bị trinh phạt bằng thủ đoạn tương tự. Thực tế thì không chỉ nhà họ Hoác mà ngay cả quốc tế đường thị cũng không phải là chưa từng nghĩ qua việc sử dụng loại thủ đoạn này. Tiềm lực của công ty hy vọng mới lớn như vậy, nếu như đường thị nắm được công ty này trong tay nhất định sẽ có lợi rất nhiều. Nhưng sau khi tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu, quốc tế đường thị phát hiện ra rằng chi nhánh ở nước ngoài mà Hoác Khải đề cập trước đó lại được thành lập bởi con cháu dòng chính của nhà họ Hoác. Thế nên họ cũng không dám hành động hấp tấp. Bởi vì nếu lỡ đầu Hoác Khải bị ép quá mức mà đứng hẳn về phía nhà họ Hoác, thì quốc tế đường thị có thể sẽ gặp bất lợi lớn. Vì vậy, họ chỉ có thể tiếp tục hợp tác bình thường và quên đi những việc khác. Điều này cũng khiến cho đường quốc diệu đánh giá cao năng lực của Hoác Khải hơn, bởi vì trực giác của ông ấy thấy rằng vấn đề này không đơn giản như trong tưởng tượng. Chàng trai trẻ này có lẽ nghĩ rằng quốc tế đường thị đang có ý mua lại công ty của mình. Vì vậy đã chọn liên kết với con cháu dòng chính của nhà họ Hoắc để làm lá chắn ngay từ đầu. Quốc tế Đường Thị là lá chắn của anh dùng để chống lại nhà họ Hoắc, nhưng đồng thời nhà họ Hoắc cũng là lá chắn của anh để chống lại Quốc tế Đường Thị. Hoắc Khải đã đi đúng hướng, cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai doanh nghiệp siêu lớn này. Tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng xét trên tình hình hiện tại, anh đã tương đối thành công. Chỉ có điều bây giờ nhà họ Hoắc vẫn chưa thật sự xem Quốc tế Đường Thị là đối thủ bọn họ vẫn nghĩ nếu như nhà họ hoắc công kích thì sẽ không gặp phải bất lợi gì quá lớn chỉ cần thu mua được công ty hy vọng mới thì quốc tế đường thị sẽ không còn là vấn đề lớn nắm giữ được công nghệ tương lai rồi thì mọi khó khăn cũng xem như tan biến trong chớp mắt chúng tôi vẫn chưa vượt qua được cuộc khủng hoảng lại càng khó có khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với nhà họ hoắc lý do chính khiến chúng tôi không cần quốc tế đường thị trợ giúp là vì chúng tôi đã có cách đối phó có người khác can dự vào thì cũng không tiện. Hoắc Khải cười nói, ô, Đường Quốc Diệu có chút kinh ngạc nhìn anh, nói, vậy cậu có tiện nói ra ở đây việc làm cách nào mà các người có tự tin chống lại nhà họ Hoắc không? Điều này cũng không tiện nói, nhưng sau một thời gian nữa thì ông sẽ hiểu. Hoắc Khải nói, Đường Quốc Diệu ậm ừ, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Đối mặt với khủng hoảng, mọi tin tức cần phải được giữ bí mật tuyệt đối, đây là trận chiến sinh tử chỉ cần sơ suất một chút là sẽ mãi mãi chẳng thể ngóc đầu lên được. Vì vậy, đường quốc diệu có thể hiểu được lý do vì sao Hoác Khải cẩn thận từ chối nói ra sự thật. Lúc này, Hoác Khải lại lên tiếng, mặc dù bây giờ công ty hy vọng mới không cần đến sự giúp đỡ của quốc tế đường thị, nhưng nhà họ cơ rất cần. Như mọi người đã biết, một phần nguyên nhân khiến nhà họ cơ bị nhắm đến là vì họ muốn gây áp lực cho tôi, nhưng phần khác, nhà họ Hoác cũng đang muốn gây hấn với tập đoàn thương mại quốc tế đường thị. Nếu không phải do nắm quyền phân phối của nhà máy điện tử thì họ cũng sẽ không bao giờ để ý đến nhà họ Cơ. Nét mặt của Cơ Xuyên Hải và Cơ Hương ngưng như tối lại, vì điều mà Hoắc Khải nói ra cứ như đang tát cho bọn họ một cái vậy. Cái gì mà nhà họ Hoắc sẽ không bao giờ để ý đến nhà họ Cơ nếu như không có quyền phân phối của nhà máy điện tử chứ? Chẳng lẽ nhà họ Cơ không đáng để vào mắt như vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, Trước mặt nhà họ Hắc có khối tài sản hàng trăm tỷ thì nhà họ Cơ dường như chỉ là một hạt cát. Chuyện họ không để ý đến hạt cát này cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, hai người họ vẫn căng thẳng nhìn Đường Quốc Diệu. Câu trả lời của chủ tịch Đường sẽ quyết định sống chết của nhà họ Cơ trong trận chiến này. Đường Quốc Diệu không nhìn đến Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải, trong mắt của ông ấy, nhà họ Cơ chỉ là một con kiến phần lớn lý do mà ông ấy chịu hợp tác với nhà máy điện tử là vì ông ấy muốn cho nhà họ hoác sáng mắt ra. Tất nhiên, việc ông ấy muốn mở rộng thị trường trong nước cũng là một lý do, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Có thể trong mắt của quốc tế đường thị thì địa vị của nhà họ cơ không cao, hơn nữa quyền phân phối của nhà máy điện tử cũng không quá quan trọng, nhưng tôi xin chủ tịch đường hãy nhớ một câu, rằng doanh nhân trong nước rất gian xảo nhưng cũng cũng rất sụt rè. Họ thích tạo thành một vòng tròn khi họ làm việc. Bên trong và bên ngoài vòng tròn là những thế giới khác nhau. Nếu lần này nhà họ Hot tiêu diệt nhà họ Cơ mà Quốc tế Đường Thị không nhúng tay vào, thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho đám doanh nhân này. Mọi người sẽ mãi ghi nhớ rằng, khi hợp tác với Quốc tế Đường Thị, ngoài lợi nhuận thuần túy thì bọn họ sẽ không có được thêm lợi ích gì cả. Quốc tế Đường Thị và họ sẽ không bao giờ là một phần của cùng một vòng kết nối. Nếu như vậy thì sẽ có càng nhiều người bước vào vòng tròn quan hệ với nhà họ Hot. Đến lúc đó, sẽ không mất nhiều thời gian để nhà họ hoác dựa vào sức mạnh của giới kinh doanh trong nước để đánh bật tập đoàn thương mại quốc tế đường thị ra khỏi thị trường trong nước. Hoác Khải nói rất nghiêm trọng, đương nhiên những gì mà anh nói cũng là sự thật. Từ trước đến nay con người luôn rất coi trọng hai chữ, thế lực, sẵn sàng hợp tác với những người có thế lực mạnh và từ chối những người yếu thế hơn. Doanh nhân trong nước luôn thích lệ thuộc vào vòng quan hệ với các thế lực lớn để ấm thân, điều này có lẽ vẫn còn lạ lẫm đối với một tập đoàn quốc tế như Đường Thị. Hoắc Khải hy vọng có thể mượn chuyện này để nhắc nhở bọn họ, trước mắt là vì nhà họ cơ, sau này là vì mình. Đường Quốc Diệu cẩn thận nghe những lời này, tuy rằng ở nước ngoài đã lâu, nhưng ông ấy vẫn hiểu biết một chút về tính cách của các doanh nhân trong nước. Những năm gần đây, công việc kinh doanh trong nước của quốc tế đường thị bị tắc nghẽn, ngoài việc xa lạ với thị trường trong nước, một phần nguyên nhân là do các đối tác luôn gây ra những mâu thuẫn khó giải thích. Có lúc rõ ràng là vì những chuyện rất nhỏ nhặt mà vẫn làm cho bọn họ không muốn hợp tác làm ăn. Giờ đây, những gì Hoác Khải vừa nói đã khiến cho đường quốc diệu cuối cùng cũng hiểu được, quốc tế đường thị đang thiếu điều gì nhất ở thị trường trong nước. chương 478 tuyên bố, có lẽ các doanh nhân không thể đạt được sự thống nhất thật sự, nhưng ở một góc độ nào đó, họ vẫn sẵn sàng đoàn kết với nhau. Tuy nhiên, tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị bị ảnh hưởng bởi tư tưởng kinh doanh của nước ngoài nên luôn ít chú ý đến khía cạnh này, điều này khiến cho mọi người có ấn tượng rằng tập đoàn này quá tư lợi. Nếu như ai cũng nghĩ bạn là người thích qua cầu rút ván, vậy thì làm gì còn ai sẵn lòng hợp tác với bạn nữa? Có rất nhiều cách để có thể kiếm tiền, họ có thể sống tốt mà không cần có quốc tế Đường Thị, chưa kể việc kinh doanh của quốc tế Đường Thị tại thị trường trong nước cũng không quá thành công. Sau khi hiểu ra điều này, Đường Quốc Diệu cũng không làm khó dễ trong việc giúp nhà họ Cơ vượt qua cơn nguy kịch này nữa. Suy cho cùng, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với họ, nhưng lại có thể gặt hái được sự tin tưởng của các doanh nhân trong nước. "Lần này cậu tới đây chỉ để nói về chuyện của nhà họ Cơ thôi hay sao?" Đường Quốc Diệu đột nhiên hỏi. Hoắc Khải trả lời, "Cũng gần như vậy, ngoài ra vẫn còn một điều nữa mà tôi muốn nhờ chủ tịch Đường giúp đỡ." "Cậu nói đi." Tập đoàn thương mại quốc tế Đường thì ở nước ngoài rất có tiếng nói. Vì vậy tôi muốn nhờ chủ tịch đường giúp đỡ phát đi thông tin ở những nơi dễ lấy nguyên liệu làm sản phẩm giảm cân, khiến cho họ không cung cấp nguyên liệu vào trong nước, Hoác Khải nói. Đường quốc diệu sừng sốt, tại sao phải khiến cho nguyên liệu sản xuất sản phẩm giảm cân không được cung cấp vào trong nước? Ông ấy hoàn toàn không hiểu Hoác Khải làm vậy có mục đích gì, không phải nhà họ Hoác đang dùng thủ đoạn tạo ra nhiều sản phẩm nhái và hạ giá thấp để bao vây đàn áp công ty hy vọng mới hay sao? Trong hoàn cảnh này, nếu Hoắc Khải nói với ông ấy rằng anh muốn tìm một vài nhà cung cấp giá rẻ để giảm chi phí, sau đó sử dụng chương trình khuyến mãi giảm giá để hỗ trợ thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh đã không làm điều này mà còn làm ngược lại, điều này khiến cho ông ấy thật sự không thể hiểu nổi. "Cậu có thể cho tôi biết lý do được không?" Đường Quốc Diệu hỏi. "Mấy ngày nữa thì chủ tịch Đường sẽ hiểu," Hoắc Khải cười nói, "Tôi nghĩ với quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta thì chút chuyện nhỏ này cũng không tính là quá phiền toái." Nếu Hoắc Khải không nói thêm câu này, có thể Đường Quốc Diệu đã thật sự từ chối anh. Nhưng với lời nhắc nhở này, nếu Đường Quốc Diệu lại từ chối, cũng tức là tự đánh vào mặt mình. Muốn nắm được thị trường của người ta mà lại đi thờ ơ khi thấy người ta cần giúp đỡ, thử hỏi sau này còn ai dám hợp tác với ông ấy nữa. Vì vậy, Đường Quốc Diệu gật đầu nói, "Tất nhiên rồi, với ảnh hưởng của quốc tế Đường thị chúng tôi thì chuyện này vẫn có thể làm được." Vậy thì cảm ơn chủ tịch Đường." Hoắc Khải cười nói sau đó thì anh cũng không ở lại lâu hơn nhanh chóng rời đi cùng với cơ hương ngưng và cơ xuyên hải khi đường trọng vi nghe tin và đến công ty thì hoác khải đã ra đến sân bay biết anh đã đi rồi đường trọng vi đột nhiên cong môi bất mãn than thở với đường quốc diệu sao bố không ngăn anh ấy lại bố và cậu ấy chỉ là đối tác thôi cậu ấy còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm bố biết dùng lý do gì để ngăn cản cậu ấy rời đi đây đường quốc diệu nói rồi nhìn dáng vẻ không vui của con gái, ông ấy lại bật cười khà khà nói tiếp, lại còn bảo là không quan tâm đến chàng trai đó. Thế mà vừa nghe người ta rời đi là môi lại chề ra, nhìn kìa, treo cả bình nước tương lên cũng còn được đó. Bình thường 10 ngày nửa tháng không gặp bố cũng không thấy con nhớ mong dữ vậy. Làm sao có thể, xa bố một ngày là con đã vô cùng nhớ bố rồi, đường trọng vi nũng nịu nói. Đường quốc diệu bật cười thành tiếng, đương nhiên ông ta hiểu được tâm tư của con gái. Về vấn đề này, Đường Quốc Diệu không có ý kiến, cứ để thuận theo tự nhiên. Lúc ra sân bay, Cơ Xuyên Hải rốt cuộc cũng không nhịn được thắc mắc mà hỏi, "Phó tổng lý, cậu nghĩ thế quái nào mà lại đi từ chối sự giúp đỡ của Quốc tế Đường Thị?" "Tôi không từ chối họ, chẳng phải tôi đã nhờ Quốc tế Đường Thị giúp tìm nhà cung cấp để ngừng cung cấp nguyên liệu vào trong nước rồi đó sao?" Hoắc Khải nói. "Tôi không nói đến chuyện này, tôi đang nói chuyện cậu từ chối họ giúp cậu đối phó với nhà họ Hoắc." Hơn nữa Việc khiến nhà cung cấp nước ngoài ngừng cung cấp nguyên liệu vào trong nước cũng không giúp được gì cho cậu. Không phải tôi đánh giá thấp công ty Hy vọng mới, nhưng so với nhà họ Hoắc thì Hy vọng mới thật sự chẳng là gì cả. Nếu không có sự giúp đỡ của quốc tế Đường thị, tôi thật sự không thể biết làm thế nào cậu có thể vượt qua khó khăn này, Cơ Xuyên Hải nói với vẻ mặt lo lắng. Đây là bí mật của công ty, tôi không thể nói thẳng ra. Vẫn là câu nói đó, nếu mọi người muốn biết tại sao thì một khoảng thời gian sau mọi người sẽ hiểu thôi. Câu trả lời của anh đối với mọi người đều giống nhau, rằng thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi của bọn họ. Cơ Hương Ngưng cũng có cùng nghi ngờ, nhưng cô ấy không hỏi, vì cô ấy biết rằng nếu Hoắc Khải muốn nói thì anh sẽ tự nhiên nói ra, còn nếu anh đã không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng ích gì. Đối với những lo lắng của Cơ Xuyên Hải, Cơ Hương Ngưng cũng có, nhưng không quá nghiêm trọng. Năng lực của Hoắc Khải, đặc biệt là trong việc đối phó với khủng hoảng chắc chắn chính là một tài năng phi thường. Từ trước đến nay, tất cả những khủng hoảng khiến cơ hương ngưng bất lực đều được Hoắc Khải xử lý rất tốt, anh đã luôn biến mọi khủng hoảng thành cơ hội. Anh đã có thể xử lý tốt việc của nhà họ cơ, chẳng lẽ lại không thể xử lý tốt việc của công ty mình hay sao? Cơ hương ngưng không nghĩ vậy. Cô ấy có thể thấy rằng Hoắc Khải đã tự có chủ ý của mình, dựa vào phong độ của anh, đối phó với nhà họ Hoắc hẳn là không khó. Về phần anh liệu sẽ làm như thế nào, cơ hương ngưng đúng là không nghĩ ra được, cô ấy chỉ trông chờ vào màn trình diễn sau này của Hoác Khải, liệu nó có khiến cho cô ấy mở mang tầm mắt một lần nữa hay không? Còn nhà họ cơ đã có sự giúp đỡ của quốc tế đường thị nên cũng không còn vấn đề gì. Quả nhiên, ngay sau khi họ quay lại văn phòng chi nhánh của cơ hương ngưng, họ đã thấy một thành viên hội đồng quản trị đang đợi trong văn phòng. Nhìn thấy họ bước vào, Thành viên hội đồng quản trị kia vội vàng chào hỏi và vui mừng nói, tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị vừa đưa ra tuyên bố. Là người đại diện cho quyền phân phối của nhà máy điện tử, nhà họ Cơ có quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị và quốc tế Đường Thị sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ đối tác của mình. Tôi cũng nghe nói rằng người của quốc tế Đường Thị đã đến nhà họ Hoắc để đàm phán, hơn nữa nhiều đối tác đã chủ động gọi cho chúng tôi để hỏi về điều này họ nói rằng chỉ cần quốc tế đường thị thật sự có thể giải quyết ổn thỏa nhà họ hoắc thì việc hợp tác trong tương lai sẽ không thành vấn đề. Cơ hương ngưng đã mong đợi tất cả những điều này từ lâu nên gật đầu, có quốc tế đường thị bên cạnh thì nhà họ hoắc có thể không dám làm cho chúng ta khó xử, nhưng họ sẽ không rút lui nhanh chóng vì thể diện của họ. Vì vậy, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần để đương đầu với một khoảng thời gian khó khăn sắp tới. Thành viên hội đồng quản trị kia ngay lập tức mỉm cười và gật đầu đáp lại, dù cho sẽ có một thời gian khó khăn cũng không có vấn đề gì, đã lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, chẳng lẽ họ còn sợ chút chuyện này hay sao? Chỉ cần gia tộc không gặp phải những vấn đề lớn khó giải quyết thì mọi chuyện đều dễ nói hơn. Chủ tịch yêu cầu tôi nói với cô rằng lần này cô đã đàm phán rất tốt với quốc tế Đường thị, nếu rắc rối này có thể được giải quyết, ông ta sẽ thưởng cho cô một phần thưởng lớn. Quyết định này đưa ra hoàn toàn là để xoa dịu cơ Hương Ngưng. Dù sao thì thái độ trước đó của ông ta đối với cô ấy cũng có phần không tốt. Năng lực cá nhân của Cơ Hương Ngưng chỉ đứng sau Hoắc Khải, nên nếu thật sự từ bỏ cô ấy, nhà họ Cơ sẽ không thể tìm được người thứ hai có năng lực như vậy. Hơn nữa, nhiều người bây giờ đã quen với việc để Cơ Hương Ngưng ra quyết định, còn họ chỉ ngồi đó thu tiền. Một năm trước, Cơ Hương Ngưng chỉ phụ trách hai công ty chi nhánh, nhưng hiện tại, ngoài mặt cô ấy phụ trách ba công ty chi nhánh sau lưng còn có rất nhiều người nắm quyền chi nhánh chủ động mời cô ấy hợp tác. Có những chuyện tuy không báo cáo với gia tộc, nhưng nhất định sẽ nói một tiếng trước với cơ hương ngưng. Ở một góc độ nào đó mà nói, quyền lực của cơ hương ngưng trong gia tộc bây giờ có thể được coi như là chỉ đứng sau cơ chấn hùng. Nắm giữ nhiều công ty chi nhánh như vậy, tất cả công việc dồn chung vào một chỗ, lượng công việc khổng lồ đến mức đủ để ép đến điên bất kỳ một người nhà họ cơ nào nhưng Cơ Hương ngừng xử lý công việc vô cùng gọn gàng ngăn nắp, còn liên hiệp rất nhiều nghiệp vụ của các chi nhánh công ty tiến hành mở rộng và phát triển toàn diện. Điều này đã mang lại lợi ích cho nhiều chi nhánh, nên nó cũng khiến nhiều người suy nghĩ về việc có nên giao các chi nhánh cho cô ấy quản lý luôn hay không. Dù sao nắm giữ công ty chi nhánh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như để cho Cơ Hương ngưng phụ trách, không chỉ có thể kiếm nhiều tiền hơn, còn có thể không cần phải nặng đầu mỗi ngày. Vậy tại sao lại không làm chứ? một nửa lý do khiến cơ hương ngưng có thể giải quyết công việc của các chi nhánh này một cách thuận lợi là do Hoác Khải đã giúp cô ấy đưa ra các kế hoạch chiến lược. Còn nửa lý do còn lại, đó là vì cô ấy chăm chỉ, học hỏi nhanh và tiến bộ rất nhiều. Một năm trước đây, cơ hương ngưng không hề có khả năng xử lý nhiều việc như vậy. Những bây giờ người nhà họ cơ đã bắt đầu dựa vào cơ hương ngưng nhiều hơn, còn cơ hương ngưng thì lại dựa dẫm vào Hoác Khải. Việc hoàn thành kế hoạch đầu tiên của Hoác Khải đã không còn xa nữa sau tuyên bố của quốc tế đường thị, một số đối tác lớn gan đã bắt đầu cung cấp nguồn hàng cho nhà họ cơ. Điều khiến họ vui mừng là nhà họ hoác cũng không hề tức giận mà chỉ im lặng. chương 479 coi thường. Sự im lặng của nhà họ hoác chứng tỏ rằng sự trợ giúp của quốc tế đường thị có hiệu quả. Mà hiệu quả này khiến cho rất nhiều đối tác khôi phục việc cung cấp hàng hóa. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, nhà họ cơ đã hồi phục lại như ban đầu, nhưng tình hình bây giờ của hy vọng mới thì vô cùng tồi tệ. Những cửa hàng tao bao nhiều như mang mọc sau mưa, liên tiếp xuất hiện, khiến lượt truy cập của cửa hàng tao bao từ ngày đầu giảm xuống 10% đến giờ đã giảm xuống hơn một nửa. Thấy lợi nhuận trượt dài khiến người trên kẻ dưới trong công ty đều cảm thấy bất an. Rất nhiều người đều đưa ra kiến nghị công ty phải tiến hành khiếu nại, đóng cửa những cửa hàng nhỏ này, nhưng phòng pháp chế và phòng quan hệ công chúng của công ty cứ như đồng loạt mất trí, coi như không nghe không thấy chuyện này. Họ nghe nói, đó là yêu cầu của Hoác Khải và Ninh Thần, không cần quan tâm những cửa hàng này. Quyết định này khiến cho tất cả mọi người đều không thể hiểu được, một vài nhân viên cảm thấy không có hy vọng mà nảy sinh ra ý tưởng nhảy việc. Họ bắt đầu liên hệ với công ty săn đầu người hoặc dứt khoát gửi CV cho công ty khác. Nhân viên của hy vọng mới có năng lực làm việc rất tốt, Họ luôn là đối tượng mà những công ty săn đầu người lớn chú trọng nhất và cũng là những người được săn đón nhất. Thông thường, rất ít người có thể đào được người của hy vọng mới. Nếu đào được thì thật là quý như vàng. Bây giờ có người sẵn sàng nhảy việc, đương nhiên là công ty săn đầu người rất vui, dốc hết sức để giúp đỡ lôi kéo quan hệ, giới thiệu công ty khác. Các loại phúc lợi, đãi ngộ cao đưa tới tận mồm mà không mất đồng nào. Một bên là tương lai không có hy vọng, một bên là lương cao Đãi ngộ cao, ít nhất là gấp đôi bây giờ thì người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Đến cả những tầng lớp quản lý cao cấp như Giản Tư Tư cũng bị công ty săn đầu người tới đào. Vài giám đốc còn bị họ đào đi thật, là người của phòng quảng cáo. Chuyện như thế khiến Ninh Thần cực kỳ tức giận. Nhân viên bình thường đi thì đi, họ là tầng lớp thấp, đi hay đến thì tùy. Nhưng vài giám đốc đều là những người gia nhập công ty từ ngày đầu, không dễ gì mới đào tạo được bây giờ lại nhảy việc sao? Hơn nữa, đây lại còn là lúc công ty cần họ. Sự phản bội lúc đầu của Ninh Hạo Bân đã khiến Ninh Thần vô cùng tức giận, bây giờ lại đến giám đốc quảng cáo thì càng như thêm dầu vào lửa. Ngày hôm sau khi người kia chủ động từ chức, Ninh Thần đưa ra một thông báo ở công ty. Người xưa đã nói, người đông sức lớn, nhưng cũng có câu, đến lúc hoạn nạn mới biết lòng nhau. Tôi cũng không muốn giảng về đạo đức nhưng có người vong ơn phụ nghĩa. Vì thế công ty Hy vọng mới chính thức tuyên bố, những nhân viên sau đây đã vĩnh viễn có tên trong danh sách đen tuyển dụng của công ty. Sau này, cho dù người đó có thành tích cao đến đâu thì đều không được tuyển dụng tại Hy vọng mới. Công ty nào nhận những người này vào làm cũng tự động được xem như sự lựa chọn cuối cùng nếu có hợp tác trong tương lai với Hy vọng mới. Điều chúng ta cần bây giờ chính là tin tưởng lẫn nhau, ngoài ra không còn yêu cầu gì khác. Sau khi thông báo này được phát ra đã khiến không ít người chế giễu nhất là những người đã rời khỏi công ty và những người tuyển dụng họ. Hy vọng mới còn khó giữ nổi mình mà còn dám uy hiếp người khác. Nói thì dọa người lắm, nhưng nếu các người phá sản rồi thì lời nói có ghê gớm hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có người đang sống mới có tư cách chỉ huy. Lần lượt từ giám đốc đến quản lý cấp trung rồi đến nhân viên, từ tổng công ty cho đến các chi nhánh, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đã nghỉ việc gần trăm người đối với công ty có tổng số nhân viên không quá ngàn người mà nói thì tỷ lệ từ chức như thế đã được tính là cao rồi. Khi người thứ 100 xin thôi việc thì hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần lại đến hy vọng mới lần nữa. Vẫn là phòng làm việc đó, vẫn những con người đó nhưng lần này, người nhà họ Hoác tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Họ không đập bàn, cũng không đập ghế, chỉ cười nhìn Hoác Khải, Ninh Thần và những người khác. Nghe nói công ty này gần đây có không ít người thôi việc nhỉ. Sao thế, điều kiện làm việc ở đây kém thế sao, Hoắc Thanh Vân cố ra vẻ không hiểu hỏi. Giản tư tư và những người khác nghe thấy thì tức trợn mắt, rất muốn tát cho mấy người này vài phát. Nếu không phải các anh dở trò đằng sau thì chúng tôi sao có thể mất đi nhiều người như thế? Trong công ty có càng nhiều người nghỉ việc thì những người ở lại trong lòng lại càng như lửa đốt. Những ngày tháng tốt đẹp đã bị đám người nhà họ hoác làm loạn như cào cào. Trong số những người vẫn còn ở lại, có một bộ phận nhỏ là đang do dự khi nào thì đi, hoặc là vẫn chưa tìm được công ty nào khác. Mà đa số là ôm một bụng tức, bây giờ họ muốn hợp sức lại, muốn xem rốt cuộc nhà họ Hoắc sẽ gây khó dễ cho hy vọng mới đến mức độ nào. Nếu công ty thật sự phá sản thì họ sẵn sàng sống chết với công ty, giỏi lắm thì đến khi không còn lối thoát thì lại nghĩ những chuyện sau này. Dù sao, với kinh nghiệm làm việc mấy năm nay, họ muốn tìm việc cũng không khó. Chúng tôi đang có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Không biết lần này các anh đến đây làm gì? Nếu chỉ muốn nói mấy chuyện linh tinh thì chúng tôi sẽ không tiếp, Ninh Thần nói. Theo tính cách của cô, có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế thì có thể thấy, nhà họ Hoắc đã tạo áp lực không nhỏ cho cô rồi. Mà cô càng như vậy thì người nhà họ Hoắc càng vui vẻ. Đến tổng giám đốc còn nóng ruột như thế chứng tỏ hy vọng mới thật sự đi vào ngõ cụt rồi. Tổng giám đốc Ninh Hà tất phải vội vàng đuổi người đi như thế, đương nhiên chúng tôi mang tin tức tốt đến để thương thảo với quý công ty rồi. Thế này đi, Tổng giám đốc Ninh xem tập tài liệu này trước, có gì không hiểu thì cứ hỏi chúng tôi, hoặc lập quần nói xong thì lấy một tập tài liệu trong tay người đứng bên cạnh rồi đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần nhận lấy, cô chỉ nhìn liếc qua thì đã vứt tập hồ sơ lên mặt bàn, lạnh lùng nói, đừng mơ. Trên bao bì của tập tài liệu, viết rõ ràng mấy chữ lớn, phương án thu mua công ty hy vọng mới. Hoác lập quần mỉm cười, nói, ninh thần từ chối ngay như vậy quả thật thiếu lý trí quá rồi. Giá cả mà nhà họ Hoác đưa ra đã rất hợp lý. Giá trị công ty hy vọng mới là 5 tỷ, chúng tôi cũng sẵn sàng trả 5 tỷ. Theo tình hình hiện tại, lẽ nào Tổng Giám Đốc Ninh không cảm thấy cầm 5 tỷ là sự lựa chọn đúng đắn sao? Hơn nữa nếu cô không muốn nghỉ hưu sớm như thế, thì trong phương án chúng tôi đã có nhắc đến chuyện có thể tuyển dụng toàn bộ nhân viên của công ty ở lại tiếp tục làm việc. Cứ một thời gian, tổng bộ nhà họ Hoác sẽ chỉ phái người đến giám sát chứ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty. Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì hy vọng mới còn chưa niêm yết chứng khoán, ngoài một phần quyền cổ phần bán cho công ty đầu tư mạo hiểm và một vài người ra thì 99% quyền cổ phần đều nằm trong tay cô và anh Lý. Cho nên, 5 tỷ này gần như có thể nói là thu nhập của hai vợ chồng cô cho dù không chia cho người khác thì cũng không ai nói được gì. Những điều anh nói không sai, nếu tôi đồng ý phương án thu mua này, đích thực là có thể cầm được một khoản gần 5 tỷ, Hoắc Khải bỗng nhiên lên tiếng, nhưng nhà họ Hoắc có vẻ quá nhỏ mọn rồi, 5 tỷ để thu mua hy vọng mới sao. Muốn thu mua thì ít nhất cũng phải bỏ ra chút thành ý chứ. Hoắc lập quần cười lớn nhìn anh, nói chuyện này thì dễ nói rồi, anh Lý có thể nói một con số, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc ý kiến cá nhân của anh. Vậy thì tốt, Hoắc Khải cũng cười lên rồi nói, tin chắc rằng các anh đều từng nghe, công ty đầu tư mạo hiểm mua quyền cổ phiếu của công ty chúng tôi theo giá 10.000 một cổ phiếu. Mà chúng tôi có kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu, chiếm 10% quyền cổ phiếu của công ty. Cho nên, sau khi tính toán thì thật ra giá trị của công ty chúng tôi là 1.000 tỷ. Đương nhiên, để thể hiện thành ý của chúng tôi, nếu nhà họ Hoắc thật sự sẵn lòng thu mua thì có thể thanh toán 100 triệu đô, Khoản tiền còn lại coi như là món quà mà tôi tặng nhà họ Hóc. Vốn dĩ những người khác nghe Hóc Khải và Hóc Lập Quần thật sự thương thảo giá thu mua thì đều kinh ngạc, giản tư tư suýt chút nữa mở miệng ngăn cản. Kết quả là khi nghe thấy lời của Hóc Khải, họ đều không nén được mà bật cười. Một ngàn tỷ, chủ tịch thật sự dám nói con số đó. Phải biết rằng, tài sản của nhà họ Hóc cũng không quá mấy trăm tỷ, bán cả nhà họ Hóc cũng không được nhiều tiền như thế không có công ty nào trên toàn thế giới có thể bỏ ra một ngàn tỷ để thu mua. Nên đây vốn dĩ chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm mà thôi. Đương nhiên, họ biết Hoác Khải đang cố ý trêu chọc nhà họ Hoác, muốn thu mua chúng tôi, chỉ cần đủ tiền là được. Đáng tiếc, nhà họ Hoác không mua nổi giá đó. Hoác Lập Quần, Hoác Thanh Vân và những người khác nghe thấy thế thì sắc mặt trở nên xám xịt, đương nhiên họ hiểu được Hoác Khải chỉ đang đùa giỡn mà thôi nụ cười trên khuôn mặt hoác lập quần dần biến mất mà thay vào đó là vẻ u ám. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi nói, hành động này của anh Lý có phải quá là coi thường nhà họ hoác chúng tôi rồi không? Không hề, thật sự tôi rất coi trọng nhà họ hoác, hoác khải mỉm cười, nói còn thứ mà tôi coi thường, chính là hai người các anh. chương 480, tai họa ngập trời. Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần nghe thấy thế thì xứng người, sau đó nhìn chằm chằm Hoác Khải với vẻ mặt u ám. Hoắc lập quần đập bàn, sẵn giọng nói: Họ lý kia, anh nghĩ anh là cái thá gì? Hay anh cảm thấy nhà họ hó Hoắc không trị được anh? Tôi lại không cảm thấy nhà họ hó Hoắc bó tay với tôi, nhưng thủ đoạn của các anh quá đê hèn khiến tôi không nhìn nổi mà thôi. Dùng thủ đoạn bị ổi này mà muốn tôi khuất phục sao? Anh cho rằng, hy vọng mới dễ dàng bị đánh đổ như vậy sao? Đồng minh của chúng tôi cũng không phải người ăn chay đâu, Hoắc Khải nói. Đồng minh. Hoác Lập Quần lạnh giọng nói, anh đang nói đến quốc tế đường thị sao? Không sai, thật sự chúng tôi rất nể quốc tế đường thị, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ ông ấy. Công ty nhỏ như công ty của anh, nhà họ Hoác muốn loại bỏ thì dễ như trở bàn tay. Anh cho rằng quốc tế đường thị sẽ thật sự vì hy vọng mới mà trở mặt với nhà họ Hoác sao? Ảo tưởng quá đấy. Hoác Thanh Vân cũng đứng lên nói, không sai, hy vọng mới phát triển rất tốt, nhưng đứng trước nhà họ Hoác chúng tôi thì không đáng nhắc đến anh vừa tham gia vào thị trường chưa lâu, không hiểu sự khốc liệt trên thương trường. Chỉ cần nhà họ hót muốn thì không ai ngăn được chúng tôi. Nếu các anh đã cảm thấy nhà họ hót nhất định sẽ thắng thì hà tất phải đến công ty chúng tôi đưa ra phương án thu mua gì đó chứ. Tôi nói thẳng cho các anh biết, hy vọng mới có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không bán cho các anh, hoắc khải nói. Sắc mặt hai anh em hoắc Thanh Vân và hoắc Lập Quần càng khó coi nhưng không nói được lời nào. Những người phụ trách công ty nhỏ mà anh ta từng gặp đến giờ phút này thì đã sớm bị dọa cho hai chân không đứng vững, không ngừng cầu xin họ. Còn người như Hoắc Khải, họ vẫn chưa từng gặp, nhưng cuối cùng vẫn chung một kết cục mà thôi. Thứ mà không có được thì sẽ tiêu diệt nó, đây chính là phong cách của nhà họ Hoắc. Thái độ của Hoắc Khải đã vô cùng rõ ràng, thà chết chứ không phục. Hoắc Thanh Vân lạnh lùng nói, "Anh Lý, tốt nhất là anh suy xét cho kỹ, nhiều nhân viên đang theo anh kiếm cơm." nếu xử lý công việc theo cảm tính thì chính là không có trách nhiệm với họ. Tư tư, tiễn khách, hoắc khải không thèm nhìn họ mà nói luôn. Giản tư tư lập tức đi qua bên đó, nói, mời các anh về cho. Người ta đã ra lệnh đuổi khách thì hoắc lập quần và hoắc thanh vân có muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình cũng không thể làm mất mặt nhà họ hoắc. Họ chỉ lạnh lùng hư một tiếng rồi rời đi. Nhưng trước khi đi, hoắc thanh vân còn ném lại một câu đầy hằn học, theo tôi biết, dòng tiền của hy vọng mới không dư giả gì, chỉ có hai ba trăm triệu tiền mặt, các người có thể chống đỡ được bao lâu. Đến khi không chống đỡ nổi nữa thì cũng không còn cái giá này đâu. Hoác Khải không thèm quan tâm đến họ, quay sang thản nhiên nói chuyện với ninh thần. Mấy người Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân thấy vậy thì càng tức tối, lúc này với dậm giật rời đi. Khi họ đi, còn có rất nhiều nhân viên của hy vọng mới tỏ vẻ đuổi người, nhưng cũng nhiều người lo lắng nhìn về phía văn phòng. Quyết định của tầng quản lý cao cấp đối với họ mang tính khích lệ tinh thần rất lớn và cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng nhà họ Hoắc dù sao cũng là nhà họ Hoắc, là sự tồn tại mà hy vọng mới không thể chiến thắng. Đối địch với công ty như vậy, tuyệt đối không phải là cách tốt. Tầng lớp quản lý cao cấp có thể vì mặt mũi mà không quan tâm sống chết của cấp dưới, nhưng họ nhất định phải cân nhắc đường lui cho mình. Thế là, rất nhiều người bắt đầu suy xét đến chuyện tìm công ty khác. Giản tư tư cũng kịp thời nhắc nhở Hoác Khải điểm này, nhưng Hoác Khải chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, đãi cắt tìm vàng, những người còn lại chắc chắn chính là những người tinh nhuệ. Sau khi Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần rời đi 3 tiếng đồng hồ thì có càng nhiều cửa hàng tao bao xuất hiện. Thậm chí cả mảng bán hàng truyền thống cũng có không ít đại lý không rõ nguồn gốc xuất hiện, bán hàng với giá thấp hơn. Cả cửa hàng trực tuyến và truyền thống đều bị tấn công khiến ngắn ngủi chỉ trong thời gian một tuần, hy vọng mới đã chịu tổn thất nặng nề. Do lượng hàng bán không bằng trước đây, số lượng hàng tồn động quá lớn khiến những đại lý chính thức thường xuyên phàn nàn. Thậm chí có không ít đại lý đã mua hàng từ kênh khác rồi bán ra với giá thấp. Hành động này chính là một kiểu phản bội, nhưng đứng trước lợi ích, còn có ai muốn cân nhắc đến những chuyện khác. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Số lượng nhân viên từ trước ở hy vọng mới ngày càng nhiều, từ tháng thứ hai lại có thêm hơn trăm người rời đi mà công ty lại phải bỏ ra càng nhiều chi phí hơn nữa. Vì hàng không bán được, anh muốn dùng giá tương đương để duy trì các kênh bán hàng thì phải giảm lợi nhuận, thế chẳng khác gì đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Đây cũng là lần đầu tiên công ty hy vọng mới gặp cảnh thua lỗ. Khi báo cáo lỗ của tháng được công bố thì đến giám đốc tài chính giản tư tư cũng phải nhíu mày. Cô ấy thật sự không nhịn nổi chạy đi tìm Hoắc Khải, hỏi anh rốt cuộc lúc nào mới có thể cải thiện tình hình này. Bây giờ, Tình hình tài chính đang trong tình cảnh tiền vào nhỏ giọt, tiền ra như nước. Nếu cứ như vậy thì chỉ còn nước đóng cửa mà thôi. Mà vào lúc này, nhà họ Hắc lại đến lần thứ ba, nhưng hai anh em nhà kia không đến mà chỉ cử một nhân viên bình thường đến. Phương án thu mua cũng đổi một bản khác, giá cũng 5 tỷ, bây giờ chỉ còn 3 tỷ thôi. Hơn nữa, đối phương nói cũng rất rõ ràng, nếu hy vọng mới vẫn không đồng ý phương án thu mua này thì phương án lần sau chỉ có 1 tỷ, thậm chí còn ít hơn. Đừng nói người khác, đến của Mục Thế Kiệt cũng đứng ngồi không yên. Dù sao, chuyện mua bán hy vọng mới cũng có liên quan đến ông ta. Chưa nói đến quyền cổ phần ở tổng công ty mà còn không ít quyền cổ phần ở chi nhánh Giáp Tử. Giá bán đi càng thấp thì ông ta thiệt hại càng nhiều. Lúc đầu, vì công thức pha chế mới bị tiết lộ suýt chút nữa thì phá sản nên sau đó chi nhánh Giáp Tử đã được bán cho Hóc Khải với giá chưa đến 10 triệu. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Mục Thế Kiệt ông ta vẫn luôn nghĩ, trong đợt khủng hoảng lần hai này, khi còn có thể bán được giá tốt, sao lại không bán chứ? Có lẽ trước đây, ông ta cũng rất sẵn sàng tin tưởng Hoác Khải, nhưng trước khủng hoảng không thể tưởng tượng nổi trước mắt, ông ta chỉ có thể tin vào tiền bạc. Khi bản thân ông ta còn chưa có câu trả lời, thì có vài người cũng sở hữu quyền cổ phần của công ty giáp tử đã cùng tới, tỏ ra không vui vẻ gì, kêu gọi tổng công ty phải cho họ một đáp án. Mục Thế Kiệt đứng ở bên cạnh, còn chưa mở miệng ra khuyên nhủ. Điều này cũng thể hiện thái độ của ông ta. Cuối cùng, Hoắc Khải kêu Ninh Thần và Giản Tư Tư đưa cho họ một phương án. Dựa vào giá trị hiện tại, thu mua cổ phần trong tay những người này. Giá cả của mỗi cổ phần đều theo tính theo giá 3 tỷ mà nhà họ Hoắc đưa ra trong phương án thu mua. Có một vài người tính toán, cảm thấy giá cả khá hợp lý, thì bán ngay tại chỗ. Chỉ có số ít cảm thấy không đáng hoặc không hài lòng với giá này. Lúc đầu, nhà họ Hoác có thể trả 5 tỷ cơ mà, bây giờ tự nhiên mất đi 2 tỷ. Khoản tiền này, tổng công ty phải bỏ ra. Hoác Khải không thèm để ý đến ý kiến của những người này. Họ bán hay không cũng chỉ có bấy nhiêu tiền mà thôi. Vốn dĩ, cổ phần còn lại của chi nhánh giáp tử chỉ còn hơn 30%, sau một hồi thu mua, chỉ còn lại không đầy 18%. Trừ mục thế kiệt ra thì đa số đều bán lại cổ phần, rút vốn bằng tiền mặt hơn nửa tháng sau ninh thần nói cho hoắc khải biết mục thế kiệt cũng đến để rút vốn ông ta chỉ để lại một phần trăm cổ phần có thể vì ngại mặt mũi nếu mục thế kiệt cũng đã làm thế thì những người còn lại sao còn duy trì được thêm nữa chuyện này khiến ninh thần rất buồn phiền mục thế kiệt thuộc tầng lớp quản lý cao cấp lâu nhất góp sức với công ty từ khi thành lập cho đến bây giờ từ trước đến nay đãi ngộ dành cho ông ta cũng không ít ngoài việc chia lãi thức thì lương cũng rất cao Thế mà khi tai họa ngập trời, thì tổng quản lý mục lại chọn con đường khác. Nghĩ thoáng ra một chút, bây giờ họ đi, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Vì cuộc khủng hoảng này, chúng ta vẫn có thể xử lý. Nếu thật sự gặp phải khủng hoảng không thể giải quyết thì những chuyện như này xảy ra cũng rất bình thường, hoắc khải nói. Nụ cười vẫn tràn đầy trên khuôn mặt của anh, từ đầu đến cuối anh vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc Hoắc Khải làm thế nào mà ở trong tình huống như thế này vẫn có thể giữ bình tĩnh? Lẽ nào, người này thật sự không hiểu, tình hình của công ty đã tồi đến mức nào rồi sao? Sau ngày đó, trong tất cả các chi nhánh của hy vọng mới chỉ còn 1% cổ phần ở trong tay của Mục Thế Kiệt, còn lại 99% đều quay về tổng công ty. Vì thế mà tổng công ty lại phải chi ra một khoản tiền lớn, khiến cho tài chính đã khó khăn lại càng trồng chất khó khăn. Bây giờ, Giản Tư Tư cũng lo đến bạc cả tóc, mỗi ngày ngồi trong văn phòng nghĩ đến làm thế nào để kiếm thêm được nhiều tiền. Điều này cũng ảnh hưởng khiến tâm trạng của cô ấy trở nên nóng nảy hơn nhiều. Cho đến một ngày, khi Ninh Hạo Bân đến giao tài liệu thì Giản Tư Tư đang bận rộn gọi điện cho ngân hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 481, nguồn lợi nhuận mới. Sau khi Giản Tư Tư gọi điện xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ninh Hạo Bân vẫn đứng ở đó liền hỏi sao anh vẫn chưa rời đi ninh hạo bân nhìn cô ấy nói thấy cô bận quá tôi muốn hỏi xem có giúp được gì không anh không giúp được tôi đâu không ai có thể giúp tôi hết giản tư tư sốt ruột xua tay nói anh đi làm việc của mình đi nếu mọi người đều có thể làm tốt phần việc của mình không làm phiền đến tôi là đã rất tốt rồi trạng thái làm việc của cô bây giờ không tốt lắm cô nên nghỉ ngơi một chút đi ninh hạo bân nói nghỉ ngơi sao Giản Tư Tư ngẩng đầu nhìn anh ta nói, anh có biết tình hình bây giờ gấp bách như thế nào không? Mỗi giây mỗi phút đều đáng giá. Vậy mà anh còn bảo tôi nghỉ ngơi. Nhưng càng nôn nóng lại càng làm không tốt. Đây không phải là điều mà cô đã nói với tôi hay sao? Ninh Hạo Bân nói. Giản Tư Tư sững người. Sau đó khịt mũi nói, tình hình thì có lúa này lúc khác, lúc đầu nói với anh là vì chỉ mình anh nôn nóng, nhưng hiện tại toàn bộ công ty đều đang khủng hoảng. Hai chuyện này làm sao có thể so sánh được? nhưng tôi nghĩ công ty không có vấn đề gì không phải mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường hay sao ngoại trừ lợi nhuận có giảm đi một chút thì mọi thứ vẫn như trước ninh hạo bân nói anh thì biết cái gì phát triển công ty là để có thêm lợi nhuận bây giờ lợi nhuận lại ngày càng giảm đó không phải là vấn đề lớn hay sao ngay cả sếp cũng không tỏ ra nôn nóng nên đương nhiên đây không phải là chuyện gì to tát tôi cảm thấy công việc hiện giờ như đã rơi vào một vòng luẩn quẩn kỳ lạ vậy người nên lo lắng nhất thì lại vững vàng như núi thái sơn ngược lại những người khác thì cứ lo lắng không thôi đó là vì trước đây ông chủ không can dự nhiều vào việc của công ty nên không hiểu tình hình cụ thể bây giờ cô không hề nghĩ rằng thật ra là do chính cô không hiểu mục đích thật sự của ông chủ hay sao ninh hạo bân nói giản tư tư sửng suốt hỏi ý của anh là anh thấy ông chủ còn có mục đích khác sao tôi cũng không nhìn ra được ninh hạo bân thẳng thắn lắc đầu Lòng giả của ông chủ thâm sâu hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nhiều khi tôi còn nghĩ ông chủ giống như mấy lão cáo già 70 tuổi vậy. Tài tính toán mưu lược của người đàn ông đó không phải thứ mà chúng ta có thể so sánh được. Vì ông chủ đã không nôn nóng, nên chắc chắn trong vấn đề này chúng ta cũng không cần quá nôn nóng. Giản Tư Tư im lặng, cô cũng đồng ý với những gì mà Ninh Hạo Bân vừa nói, ông chủ luôn là một người thấu tình đạt lý, sao lần này lại có thể phạm một sai lầm sơ cấp đến như vậy được? Nhưng tất cả mọi người đều không thể hiểu được điều Hắc Khải muốn, nên chẳng làm cách nào để có thể bình tĩnh được. Điều khiến cho Giản Tư Tư ngạc nhiên hơn cả là sau khi rất nhiều người rời công ty, thì Ninh Hạo Bân, người phản bội đầu tiên, lại chọn ở lại. Hơn nữa, anh ta vẫn tin tưởng vào Hắc Khải. Đây là điều mà Giản Tư Tư không bao giờ có thể ngờ tới. Đúng lý ra mà nói, với những bất bình giữa Ninh Hạo Bân và công ty, không phải anh ta nên là người đầu tiên ra đi hay sao? tôi đã đến nhiều công ty khác cuối cùng mới nhận thấy rằng không có công ty nào có thể so sánh được với hy vọng mới đó không phải là sự khác biệt về quy mô mà là sự khác biệt trong môi trường làm việc cơ bản môi trường làm việc tại đây là môi trường làm việc tốt nhất mà tôi từng thấy nơi này luôn tràn đầy hy vọng dù có bao nhiêu khó khăn rắc rối cũng có thể giải quyết được ninh hạo bân nói cho nên tôi nghĩ cuộc khủng hoảng lần này cũng vậy chúng ta phải có lòng tin đối với công ty và tin tưởng vào ông chủ giản tư tư ngơ ngác nhìn ninh hạo bân kẻ phản bội đầu tiên đang tin tưởng vào ông chủ của mình trong khi cô ấy lại đang bắt đầu nghi ngờ ông chủ tuy rằng trong lòng cô ấy không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật nếu không thì cô ấy đã không luống cuống lên như thế sau một lúc im lặng giản tư tư nói anh nói đúng tôi đang có trạng thái làm việc không tốt cảm ơn anh đã nhắc nhở không cần cảm ơn đây là việc tôi nên làm ninh hạo bân khẽ gật đầu nói nếu không có việc gì nữa thì tôi đi làm việc trước. Nhìn thấy anh ta xoay người rời đi, giản tư tư có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không gọi anh ta lại. Thật ra cô ấy rất muốn bảo Ninh Hảo Bân giúp mình, bởi vì hiện tại có quá nhiều việc, dựa vào một mình cô ấy cũng có chút khó khăn. Nhưng nghĩ đến thân phận của Ninh Hảo Bân, Hoác Khải từng nói rằng việc đề bạt người này phải được yêu cầu theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất, nên giản tư tư cũng không muốn phá lệ, nếu không thì sau này người trong công ty sẽ không còn biết sợ nữa. Một tuần nữa lại trôi qua, vào một buổi sáng, giản tư tư được Ninh Thần gọi đến văn phòng. Ninh Thần lấy ra một thẻ ngân hàng mới đưa cho cô ấy rồi nói, đây là tài khoản của chi nhánh Ninh Mão. Bây giờ nó được giao cho em, có khoảng 100 triệu tiền mặt trong đó, em phải sử dụng thật tốt nó. Giản tư tư ngạc nhiên nhìn tấm thẻ ngân hàng, rồi bối rối hỏi, chị từ đâu lấy được tiền vậy? Ninh thần cười nhẹ, nói, đương nhiên là lấy được từ đối thủ rồi. Đối thủ, giản tư tư khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại, ý chị là từ nhà họ Hoắc. Nhưng tại sao nhà họ Hoắc lại đưa tiền cho chúng ta? Chị và ông chủ định bán công ty sao? Đương nhiên không phải, công ty đang hoạt động tốt, sao lại muốn bán đi chứ? Ninh Thần lắc đầu cười nói, đây là tiền mà nhà họ Hoắc đưa để mua đồ của chúng ta, sau này sẽ có nhiều hơn. Mọi người đều đã làm việc chăm chỉ trong những ngày này, em có thể chi cho nhân viên những khoản tiền thưởng thích hợp để thúc đẩy tinh thần. Cầm thẻ ngân hàng, Giản Tư Tư vẫn không hiểu, nhà họ Hóp mua gì của công ty mình. Sau đó, Ninh Thần giải thích với cô ấy rằng bọn họ muốn mua đống nguyên liệu thô sản xuất sản phẩm giảm cân đã được công ty mua với giá hơn 1 tỷ đồng kia. Số nguyên liệu này đủ để chi nhánh Giáp Tử sản xuất liên tục trong vài năm, nên sẽ không bao giờ có thể sử dụng hết trong một thời gian ngắn hơn nữa gần đây công ty còn bị các cửa hàng bên ngoài chèn ép nên lượng hàng bán ra còn giảm hơn nữa ngược lại những kẻ làm hàng nhái đã bán ra được một lượng hàng khổng lồ nguyên liệu thô mà những kẻ làm hàng nhái thu mua ban đầu đã cạn kiệt chỉ sau vài tháng các nhà sản xuất không dự trữ trước nguyên vật liệu sẽ đến nhà cung cấp nguyên liệu để mua hàng khi đến đó họ mới phát hiện ra rằng hoác khải đã thu mua hết nguyên liệu từ trước cho dù bọn họ có muốn đặt hàng mới thì cũng không thể, vì Hoắc Khải đã ký thỏa thuận mua hàng ưu tiên với các nhà cung cấp này. Nói một cách đơn giản, chỉ cần Hoắc Khải không gật đầu, thì trong vòng 2 tháng sẽ không ai có thể mua được dù chỉ nửa cân nguyên liệu từ các nhà cung cấp. Không có nguyên liệu thì không sản xuất được thành phẩm, nhà sản xuất bán hết hàng thì vô cùng lo lắng. Những kẻ làm hàng nhái đã nếm trái ngọt rồi, tuy rằng giá cả bán ra rất thấp, nhưng nhà họ Hoắc đã trợ cấp một phần nên chi phí bỏ ra của bọn họ cũng không cao, vẫn có thể kiếm tiền tốt. Lúc này, Hoác Khải mới cử người từ chi nhánh Đinh Mão đến nói với bọn họ rằng họ có thể mua số nguyên liệu thô này với giá cao hơn 30% so với giá thị trường. Tất nhiên những nhà sản xuất đó sẽ không đồng ý, họ ngay lập tức tìm gặp nhà họ Hoác để báo cáo tình hình. Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân bắt đầu sử dụng các mối quan hệ ở nước ngoài của nhà họ Hoác để tìm nhà cung cấp mới. Kết quả là, khi họ đã tìm thấy một vài công ty thì được biết rằng đường thị đã ký một thỏa thuận đặc biệt với các công ty đó, nên tạm thời các công ty đó không được phép cung cấp bất kỳ nguyên liệu thô nào vào trong nước. Thỏa thuận này được ràng buộc bởi một hợp đồng chính thức, và không ai dám vi phạm nó, nếu không thì sẽ phải đối mặt với một hình phạt rất nặng. Nguồn cung ở nước ngoài bị chặn, vì vậy các nhà sản xuất phải quay lại chi nhánh đinh máu để mua nguyên liệu. Dù cho giá có cao hơn giá thị trường 30%, nhưng giá này vẫn có lãi chỉ có điều lãi sẽ ít hơn trước. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề lớn nhất chỉ là tăng giá sản phẩm. Dù sao, ngay cả khi có tăng giá lên, thì giá sản phẩm của họ vẫn sẽ thấp hơn giá sản phẩm của công ty hy vọng mới. 100 triệu tiền mặt vừa đưa cho Giản Tư Tư đã có được bằng cách này. Nói cách khác, họ có thể thu được 30% lợi nhuận dòng bằng cách tích trữ hàng hóa trước và chỉ dựa vào việc bán nguyên liệu thô. Những nguyên liệu thô này đều được cất giữ trong kho của nhà cung cấp nên công ty hy vọng mới không gặp phải bất cứ khó khăn gì. Giản tư tư nghe đến ngẩn cả ngươi, trên đời còn có loại chuyện này hay sao? Không thể xử lý vấn đề sản phẩm chính thức, liền bắt đầu xử lý từ vấn đề nguyên liệu thô. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Chính xác mà nói, sẽ không ai có thể nghĩ đến điều này. Lúc đầu, Hoác Khải đã mua quá nhiều nguyên liệu, đến nỗi gần như tiêu hết tiền mặt của công ty, lại còn phải thế chấp công ty, vô số người đã cười nhạo xem anh là kẻ ngốc. Bọn họ đang ở trong hoàn cảnh này mà còn điên cuồng thích chữ hàng hóa, đây không phải là tự đi tìm cái chết hay sao? Nhưng bây giờ, những người đó đều đã dần sáng mắt ra. Chỉ cần ngồi yên mà có được 30% lợi nhuận đưa đến tận cửa, đây là một con số không hề nhỏ. Dù sao thì quy mô tổng hợp của các nhà sản xuất đó hiện đã vượt qua công ty hy vọng mới rồi. chương 482, lần tăng giá thứ 2. Cùng lúc đó, trong một công ty chi nhánh của nhà họ Hoắc, Hoắc Lập Quần đang tát thẳng vào mặt cấp dưới và giận dữ chửi rủa, làm ăn kiểu gì vậy, bây giờ mới đến nói cho tôi biết. Người bị đánh là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của công ty chi nhánh, tuy cũng mang họ Hoắc nhưng hoàn toàn không thể so sánh với cốt cán của gia tộc như Hoắc Lập Quần. Người này thậm chí không dám che mặt, chỉ biết cúi đầu giải thích, vốn dĩ chúng tôi cho rằng có thể tiếp tục cung cấp nguyên liệu thông qua các công ty ở nước ngoài, vì vậy chúng tôi mới không để tâm đến vấn đề này chẳng ngờ rằng nguồn hàng ở nước ngoài đã bị quốc tế đường thị cắt đứt sếp cũng biết đấy tầm ảnh hưởng của nhà họ hoắc ở trong nước mạnh hơn quốc tế đường thị nhưng ở nước ngoài thì hoàn toàn trái ngược quốc tế đường thị đã hoạt động ở nước ngoài nhiều năm như vậy với mạng lưới rộng lớn và hiểu biết về các quy tắc kỹ lưỡng hơn chúng ta những công ty nước ngoài đó thậm chí còn thích làm việc với bọn họ hơn ngay cả khi chúng ta sẵn sàng hỗ trợ trả tiền phạt họ cũng quyết không phá vỡ hợp đồng. Vậy nên các người mới chủ động để những người đó mua nguyên liệu thô từ hy vọng mới với giá cao. Các người có biết làm thế là ngu xuẩn đến mức nào không? Chúng ta đã bao vây và đàn áp bọn họ trong mấy tháng qua, để bây giờ tất cả đều trở thành vô ích vì cách làm việc ngu xuẩn đó, hoặc lập quần tức giận nói. Nhưng theo tôi được biết, lần này bọn họ chỉ bán được gần 100 triệu tiền nguyên liệu thô. Sử dụng những nguyên liệu thô này, phe ta có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn, đủ để bù lại số tiền đó. Hơn nữa dòng tiền hiện tại của hy vọng mới gần như đã bị cắt đứt. Nếu không có kinh phí bổ sung, họ sẽ vẫn ở trong tình trạng tuyệt vọng, giám đốc phòng quan hệ công chúng nói. Các người thì biết cái quái gì, hoặc lập quần hung hăng chừng mắt nhìn người trước mặt rồi nói, bây giờ đối với hy vọng mới, điều quan trọng nhất không phải là kiếm tiền, mà là duy trì tình trạng ổn định càng lâu càng tốt đừng quên là chúng ta cũng đang trợ cấp cho những nhà sản xuất đó, để hỗ trợ mức giá bán thấp của họ. Tuy không tốn kém bao nhiêu nhưng đó cũng là tiền, nếu còn trì hoãn thêm một ngày, sẽ mất nhiều hơn được. Thậm chí hy vọng mới còn có thể bán công ty cho người khác, chẳng hạn như bán cho quốc tế đường thị. Nhưng chúng tôi đã điều tra rồi, cốt lõi công nghệ VR của họ đến từ công ty do Hoác Giai Minh sáng lập mặc dù chúng tôi phát hiện ra rằng Hoắc Gia Minh và người đàn ông tên Lý Phong này đã trở thành bạn bè thông qua giáo sư Triệu Vĩnh An, nhưng chúng tôi tin khi gia tộc đối mặt với những rắc rối lớn, Hoắc Gia Minh sẽ không đi giúp người ngoài. Hơn nữa, không phải sếp đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ sử dụng điều này để ra điều kiện với quốc tế đường thị. Nếu như họ muốn sử dụng công nghệ VR của chúng ta thì họ phải nhường ra một phần thị phần nhất định công ty chi nhánh ở nước ngoài của Hoác Giai Minh đã lọt vào mắt xanh của dòng chính nhà họ Hoác. Từ trước đến nay không ai để ý đến đứa cháu chỉ thích đàn piano, cờ vua, thư pháp và hội họa là Hoác Giai Minh, nhưng lần này, công ty chi nhánh ở nước ngoài do Hoác Giai Minh sáng lập lại đạt được thành quả lớn như vậy, thật sự khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Hoác lập quần hừ một tiếng rồi nói, công ty chi nhánh ở nước ngoài đó nằm trong tay của Hoác Giai Minh đúng là lãng phí cậu ta hoàn toàn không biết cách sử dụng những tài nguyên này. Nếu không thì làm sao đến bây giờ chúng ta mới biết công ty của cậu ta đã sở hữu loại công nghệ hàng đầu như công nghệ VR vậy? Đúng vậy, nếu như để xếp vào Hoác Thanh Vân phụ trách thì nhất định nguồn tài nguyên đó sẽ phát huy vai trò lớn hơn, giám đốc phòng quan hệ công chúng bắt đầu tâm bốc. Được rồi, bất định hot, bây giờ tôi nói rõ với các người một lần cuối, mau mau đi tìm nhà cung cấp mới càng sớm càng tốt, và chuyện tương tự như thế này không bao giờ được phép xảy ra nữa. Nếu như có lần sau thì đừng trách tôi không nể mặt ai, hoặc lập quần nói. Giám đốc phòng quan hệ công chúng không dám phản bác, chỉ có thể đáp lại rồi lui ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy khổ sở không thôi. Tìm một nhà cung cấp mới, nói làm như dễ lắm vậy. Hoắc Khải đều đã ký hợp đồng ưu tiên trước với tất cả các nhà cung cấp quy mô lớn, nghĩa là không ai có thể mua nguyên liệu trong vòng 2 tháng nếu không có sự đồng ý của anh, nếu muốn mua thì chỉ có thể mua từ hy vọng mới. Công ty hy vọng mới trước đó dự trữ hơn 1 tỷ tiền nguyên liệu, nếu giá tăng 30% thì ít nhất cũng phải mất 2 tỷ mới ăn tới được. 2 tỷ sao? Vừa nghĩ đến đây, giám đốc phòng quan hệ công chúng liền cảm thấy đau đầu, thậm chí người này còn nghĩ, hay là đi từ trước sớm, nếu không mấy ngày nữa lại bị hoác lập quần đánh cho một trận. Nhà họ hoác sắp xếp thứ bậc vô cùng nghiêm khắc, con cháu trong hàng thừa kế thứ hai rất có quyền thế trong công ty chi nhánh, ngay cả khi không phải là chủ tịch của chi nhánh này, anh ta vẫn có thể nắm quyền điều động cao nhất sau khi anh ta đến. Đây là lý do tại sao con cháu nhà họ Hó Hóc luôn muốn leo lên cao hơn và cũng chính là nguồn động lực của họ. Muốn đứng trên người khác thì phải bỏ ra một nỗ lực xứng đáng, còn không thì đừng mong nghĩ tới. Những ngày sau đó, công ty Hy Vọng mới vẫn tiếp tục sống trong một khoảng thời gian khó khăn. Nguyên liệu đã nhanh chóng được các nhà sản xuất hàng nhái đó chuyển thành sản phẩm để bán ra thị trường theo yêu cầu của nhà họ Hoắc, những kẻ làm hàng nhái cứ gióng chống khua chiêng, giải hàng khắp đất nước, đến nỗi không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Hoắc Khải không hề quan tâm đến chuyện này, ngay cả khi các đại lý của công ty bí mật mua những hàng hóa rẻ tiền hơn và bán chúng với giá thấp, anh cũng không quan tâm. Dù sao nhà Hoắc cũng đang theo dõi và yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng, nhà sản xuất hàng nhái dù muốn kiếm tiền cũng không dám giảm chất lượng. Vì chất lượng cũng gần giống như nhau, Vậy thì quan tâm nhiều đến bọn họ làm cái gì chứ? Nguyên liệu đã nhanh chóng được thị trường tiêu thụ hết, sau đó các nhà sản xuất hàng nhái lại tìm nhà cung cấp yêu cầu được mua lại nguyên liệu. Những nhà cung cấp nguyên liệu bây giờ cũng vô cùng khó xử, một bên là các nhà sản xuất khác thúc giục nguyên liệu, một bên là hợp đồng ưu tiên với công ty Hy vọng mới, bên nào cũng không thể đắc tội được. Điều quan trọng nhất là, ngay cả khi công ty Hy vọng mới không truy cứu trách nhiệm ngay bây giờ, thì họ cũng không thể cung cấp thêm nguyên liệu được nữa. Do hợp đồng 1 tỷ bán nguyên liệu trước đó đã tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho, xét về khả năng tiêu thụ của thị trường đối với các nguyên liệu này không cao nên họ không tiếp tục tích trữ quá nhiều nguyên liệu. Bây giờ khi muốn tích trữ thì họ lại nhận ra rằng các nhà cung cấp ở nước ngoài đã bị chặn, trong khi chất lượng dây truyền tinh chế trong nước của những nguyên liệu này không cao, nên sau khi mua về thì họ còn phải thực hiện thêm các công đoạn xử lý thứ cấp, điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm chậm năng suất tiêu thụ nhà họ hoác đã thông báo với các nhà sản xuất rằng họ đang gấp rút liên hệ với các nhà cung cấp mới muốn nhà sản xuất giảm bớt lượng bán ra tuy nhiên các nhà sản xuất này cuối cùng cũng đã nắm bắt được cơ hội kiếm được nhiều tiền làm sao họ có thể dễ dàng bỏ qua được khi đứng trước quyền lợi thì tuyệt đối không ai muốn trở thành một đứa trẻ nghe lời cả tên tuổi của nhà họ hoác có thể khiến các công ty có khối tài sản bạc tỷ hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ phải khiếp sợ. Nhưng đối với những nhà sản xuất nhỏ này, những người chỉ nhắm mục tiêu vào khoảng hàng chục triệu thì nhà họ Hoắc không phải là một vấn đề lớn. Nếu như nhà họ Hoắc thật sự muốn gây sự với bọn họ thì bọn họ cũng rất sẵn sàng đóng cửa. Dù sao mấy công ty nhỏ cũng không quan tâm nhiều đến cái gọi là hiệu ứng thương hiệu, có đóng cửa thì cũng có thể mở cửa trở lại ở bất kỳ đâu. Uy nghiêm của nhà họ Hoắc chẳng là gì trước mặt những người làm ăn nhỏ này. Sau đó thì công ty Hy vọng mới lại nhận được khoản thanh toán thứ hai. Theo yêu cầu của Hóc Khải, giá bán nguyên liệu lần này đã tăng thêm 30%. Tính ra, giá nguyên liệu đầu vào đã được nâng lên 60%, lợi nhuận mà các nhà sản xuất này thu được gần như đã bị công ty Hy vọng mới vắt kiệt. Điều này khiến các nhà sản xuất rất không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Có lẽ vì sự bao vây và chèn ép công ty Hy vọng mới của các nhà sản xuất hàng nhái trong khoảng thời gian qua nên thương hiệu sản phẩm của công ty hy vọng mới đã nở rộ trên cả nước, đại lý phân phối có mặt ở khắp nơi khiến ai cũng biết đến sản phẩm giảm cân của công ty này. Ai đã từng dùng rồi đều giới thiệu cho người khác, còn người chưa dùng bao giờ thì nghĩ sản phẩm này có vẻ cũng không đắt, mua một ít dùng thử cũng không sao. Nhìn toàn cuộc, có thể thấy rằng thị phần của công ty hy vọng mới đã được mở rộng ra ít nhất là gấp 3 lần. Nếu chỉ dựa vào thực lực của công ty Hy vọng mới mà muốn tự mình nới rộng thị phần thì ít nhất cũng phải mất từ 2 đến 3 năm mới có thể thành công được như thế. Chỉ trong vài tháng muốn hoàn thành được mục tiêu này thì cần phải tốn rất nhiều sức người và sức của. Khi thị trường mở rộng và có quá nhiều người mua sẽ dẫn đến tình trạng lãi ít nhưng tiêu thụ quá nhanh. Các nhà sản xuất nhìn thấy nhiều khách hàng xếp hàng mua hàng của mình nhưng lại rất muốn họ đừng mua nữa. Trơ mắt nhìn lợi nhuận bị phát kiệt bọn họ cũng chỉ có thể vừa nguyền rủa công ty hy vọng mới nham hiểm vừa nguyền rủa nhà họ hoắc vô dụng đã biết là phải đối phó với công ty hy vọng mới vậy tại sao không biết tích chữ nguyên liệu sớm hơn chứ nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nhà họ hoắc họ chỉ nghĩ về việc bắt đầu chèn ép công ty hy vọng mới từ các sản phẩm cạnh tranh nào đâu có thể nghĩ đến chuyện công ty hy vọng mới lại bắt chẹt họ trong vấn đề nguyên liệu thôi chứ Chẳng phải ngay cả những nhà sản xuất kia cũng chưa từng nghĩ ra chuyện đó hay sao? Đúng là chó chê mèo lắm lông. Cũng có một số nhà sản xuất thông minh, để đề phòng việc bị tăng giá vào lần mua tiếp theo nên họ muốn mua thêm nhiều nguyên liệu thô, nhưng đã bị từ chối. Hoắc Khải đã thu thập thông tin của những người này và nắm được mạng lưới hoạt động rõ ràng của tất cả các cửa hàng tiêu thụ hàng nhái. Chương 483: Cá nằm trên thớt có người của công ty hy vọng mới theo dõi hàng ngày để biết có thể bán được bao nhiêu hàng hóa tại mỗi cửa hàng tiêu thụ hàng nhái, và biết cả về số lượng hàng được cung cấp. Vì vậy, khi những nhà sản xuất hàng nhái này mua nguyên liệu, công ty hy vọng mới cũng phân bổ lượng nguyên liệu bán cho họ dựa trên những thông tin này. Có trả nhiều tiền hơn cũng không có nghĩa là bọn họ được mua nhiều nguyên liệu hơn. Cho dù bọn họ có không đủ nguyên liệu để ra hàng thì công ty hy vọng mới cũng không bán thêm. Hoắc Khải khiến cho tất cả các cửa hàng đều phải trở nên đồng nhất, không ai có thể tận dụng để kiếm lợi. Trong vụ mua bán lần này, công ty Hy vọng mới kiếm được 150 triệu. 100 triệu trước đó đưa cho Giản Tư Tư đã được tính toán kỹ lưỡng, trừ một phần tiền thưởng cho nhân viên, phần còn lại dùng để duy trì hoạt động bình thường của các kênh phân phối sản phẩm. Ban đầu, cô ấy đã đề nghị bù lỗ cho các nhà phân phối, nhưng Hoắc Khải đã kiên quyết phản đối. Các kênh phân phối sản phẩm phải tự kiểm soát rủi ro, không phải lúc nào cũng trông chờ vào sự hỗ trợ của trụ sở chính. Khủng hoảng xảy ra thì ai cũng phải đối mặt, chứ không phải phó mặc hoàn toàn cho trụ sở chính giải quyết. Vì đã muốn kiếm tiền từ chúng tôi thì cũng phải có ý thức chấp nhận rủi ro cùng nhau. Các đại lý cũng có thể mua hàng từ người khác, dù sao thì trụ sở chính cũng sẽ không bao giờ bù lỗ giúp một xu nào. Quyết định này khiến Giản Tư Tư cảm thấy rất không ổn. Nhà họ Hoắc vẫn biết trợ giá bù lỗ cho các nhà sản xuất của họ, còn chúng ta chẳng những không trợ giá mà còn muốn bán với giá gốc. Hiện thị phần của công ty Hy vọng mới chỉ còn khoảng 30%. Ngoại trừ một bộ phận khách hàng thân thiết thì chẳng ai lại đi quan tâm đến hàng hóa giá cao. Gần 70% thị phần bị cướp mất khiến cho số lượng đại lý phân phối của công ty bị thu hẹp đáng kể. Không đếm xuể có bao nhiêu người đã chọn cách rời đi vào lúc này. Nếu tất cả mọi người đều rời đi, thì làm sao công ty hy vọng mới có thể tồn tại được. Cho nên giản tư tư mới hy vọng sẽ ổn định được những người vẫn còn ở lại. Thật không may, Hoác Khải lại hoàn toàn suy nghĩ khác với những gì mà cô ấy nghĩ. Một người chỉ nhìn vào hiện tại, còn người kia thì đang nhìn vào tương lai. Một người nói rằng hiện tại quyết định tương lai, người kia lại nói rằng tương lai không thể thấy trước được, đánh giá tương lai dựa trên tình hình hiện tại cũng vô ích. Nói chung, đây chính là sự chênh lệch về khoảng cách tầm nhìn giữa hai bên, cũng giống như chim đậu trên cành đang nói chuyện với ếch ngồi đáy giếng vậy. Chỉ một tháng sau, 150 triệu khác lại được đưa đến tay, khiến cho Giản Tư Tư không biết phải nói gì. Ban đầu cô ấy đã nghĩ nên sử dụng 100 triệu kia đúng cách, không thể tiêu phí một xu nào, sợ đến lúc công ty lại không còn vốn. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như hàng tỷ đồng nguyên liệu dự trữ trước đó khá hữu dụng dù chỉ trông chờ vào việc bán những nguyên liệu thô này thì cũng đủ để công ty chống đỡ rất lâu. Lần thứ hai bán nguyên liệu với giá cao, công ty hy vọng mới mặc dù cũng có lo lắng, nhưng sắc mặt của Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần thì đã tái xanh. Hai lần bán nguyên liệu, tiền thu về cộng lại lên tới 250 triệu, số tiền này công ty hy vọng mới phải làm cả năm mới kiếm được. Họ còn hơn một tỷ nguyên liệu trong tay, nếu bán ra hết với mức giá hiện tại thì còn kiếm được số tiền bằng bao nhiêu năm làm việc nữa đến lúc này hoác lập quần và hoác thanh vân mới nhận ra âm mưu bao vây và đàn áp công ty hy vọng mới dường như đã sắp thất bại nhưng họ vẫn không nản lòng vì công ty hy vọng mới dù kiếm được tiền nhưng lại mất đi thị phần nắm một tỷ nguyên liệu trong tay thì sao hợp đồng ưu tiên mua nguyên liệu của bọn họ cũng chỉ có kỳ hạn một năm đợi đến một năm sau thì cũng coi như họ đã từ bỏ thị trường này hoàn toàn lúc đó hy vọng mới sẽ dùng cách gì khác để chống lại nhà họ hoác được nhưng một năm là quá dài, nhà họ Hoác không thể chờ lâu như vậy. Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, chiêu mộ thêm càng nhiều nhà sản xuất tham gia cạnh tranh. Khi có nhiều người tham gia cạnh tranh hơn, giá sản phẩm trên thị trường sẽ trực tiếp bị đẩy xuống, lợi nhuận cũng sẽ bị bóp chặt. Nếu như không có trợ giá bù lỗ từ nhà họ Hoác thì nhiều người cũng không định tiếp tục. Khi một tháng nữa trôi qua và nguyên liệu thô đã được tiêu thụ hết, các nhà sản xuất này cũng đã từ bỏ việc tìm kiếm nhà cung cấp khác, mà trực tiếp tìm đến hy vọng mới để mua nguyên liệu. Mọi người trong công ty đã đưa ra nhiều ý kiến trong tháng này, trong đó ý kiến được đưa ra nhiều nhất là cắt nguồn cung cấp nguyên liệu, khiến cho các nhà sản xuất đó hết hàng. Nhưng ý kiến này vẫn bị hoác khải bác bỏ. Anh khẳng định vẫn sẽ cung cấp nguyên liệu thô cho bọn họ bình thường, tuyệt đối không đi theo hướng cắt nguồn cung cấp nguyên liệu này. Cũng như lúc đầu, không ai có thể hiểu tại sao anh lại làm như thế. Nếu nguồn cung bị cắt và nhà sản xuất hết hàng, liệu hy vọng mới có thể chớp lấy cơ hội để giành lại thị trường. Nếu cứ để cho các nhà sản xuất hàng nhái này tiếp tục bán hàng, cho dù giá bán nguyên liệu có cao hơn một chút, thì khi thị phần bị cướp sạch, khoản lợi nhuận từ việc bán nguyên liệu cũng không thể bằng mức giá 5 tỷ mà nhà họ hoác đưa ra ban đầu. Tuy nhiên, lợi nhuận 250 triệu kia đã khiến những người này hiểu ra được một chân lý đó là tầm nhìn và chiến lược của ông chủ chắc chắn không phải là thứ mà họ có thể so sánh được cũng giống như trong đợt khủng hoảng đầu tiên ai có thể ngờ rằng ông chủ lại thế chấp toàn bộ khu nhà xưởng chỉ để vay một tỷ đồng sau đó đi đầu cơ nguyên liệu để bán được giá cao mọi người đều cho rằng ông chủ đã điên rồi công ty vốn đã rất khó khăn mà còn cầm tiền đi mua nhiều nguyên liệu như vậy lại còn không đồng ý hạ giá nhưng bây giờ thì khác Hoắc Khải đã chứng minh với bọn họ bằng sự thật rằng mỗi bước đi của anh đều có sự tính toán kỹ lưỡng phía sau. Bây giờ mọi người vẫn chưa thể nào hiểu được cách tiếp cận của anh, nhưng vì anh đã kiên quyết nên chắc chắn phải có lý do cho sự kiên quyết đó của anh. Còn về việc tại sao Hoắc Khải không giải thích, mọi người đều có thể hiểu được. Bởi vì bây giờ có rất nhiều người đã rời đi khỏi công ty Hy vọng mới, mặc dù vẫn còn một số chưa rời đi, nhưng trong lòng họ cũng đã tồn tại nhiều mâu thuẫn lẫn nghi ngờ giải thích rõ ràng vào lúc này rất có thể sẽ bị phản bội, vậy nên cứ để thời gian trả lời là tốt nhất. Trong tháng thứ ba bán nguyên liệu, giá cả cũng tăng thêm 30%. Lần tăng giá này nằm ngoài dự đoán của nhiều người, khiến cho bọn họ bắt đầu mắng chửi thẳng mặt hoác khải. Giá nguyên liệu đầu vào tăng gần gấp đôi, kể cả khi giảm chi phí sản xuất nhiều nhất có thể thì giá thành sản phẩm cuối cùng cũng sẽ gần bằng với giá của công ty hy vọng mới. Nếu muốn kiếm lời, các nhà sản xuất hàng nhái phải bán với mức giá cao hơn Hy vọng mới hoặc tiếp tục tìm đến sự trợ cấp từ nhà họ Hoắc. Rõ ràng là ai cũng muốn chọn con đường thứ hai vì giá cả cao nên hiện tại không có nhiều người mua hàng của Hy vọng mới nên nếu họ cũng bán với giá này thì e rằng cũng không ai thèm mua. Hơn nữa, nhà họ Hoắc đã muốn bọn họ giúp bao vây công ty Hy vọng mới thì đương nhiên cũng phải trả giá. Hoắc Lập Quần và Hoắc Thanh Vân hiện tại cũng có chút đau đầu nguyên liệu đều do Hoắc Khải kiểm soát. Bọn họ cũng không còn cách nào khác. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đã bị sa thải, nhưng người mới tới cũng chẳng biết phải làm gì. Các nhà cung cấp quy mô lớn trong nước đều đã được Hoắc Khải ký hợp đồng trước, nếu như họ vi phạm hợp đồng một lần thì phải mất mấy năm làm không công mới đền nổi. Những người này có thể sợ hãi thế lực của nhà họ Hoắc, nhưng đối mặt với mức thiệt hại cao mất trời, làm sao bọn họ có thể chọn cách phá sản để giúp nhà họ Hoắc được? Kế hoạch được Hoắc Khải lập ra trước đây bây giờ đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của nó. Nhà họ Hock đã phải nhờ đến các luật sư của phòng pháp chế tiến hành khởi kiện lên tòa án, yêu cầu điều tra toàn diện về vụ độc quyền nguyên liệu của công ty Hy vọng mới. Nhưng cho dù có thể khởi tố, thì sau khi điều tra rõ ràng rồi tiến hành xét xử, nhanh nhất cũng phải mất mấy tháng, còn có thể phải đợi đến một năm sau. Mà bây giờ yêu cầu của các nhà sản xuất cũng rất rõ ràng nếu nhà họ hoắc muốn chúng tôi đảm bảo chất lượng thì phải trợ giá bù lỗ cho chúng tôi, còn nếu không thì chúng tôi không thể duy trì mức giá hiện tại. không có lợi nhuận thì làm gì nữa? chẳng lẽ bắt chúng tôi làm việc không công sao? nếu nhà họ hót không quan tâm thì bọn họ sẽ đi tìm các nhà cung cấp nội địa cấp thấp khác. sau khi hạ thấp chất lượng thì chi phí cũng sẽ giảm xuống và bọn họ sẽ có lợi nhuận. hoắc lập quần và hoắc thanh vân đương nhiên sẽ không đồng ý với điều này lý do khiến các nhà sản xuất hàng nhái này có thể hoạt động phần lớn là vì chất lượng sản phẩm giống với hy vọng mới nhưng giá thành lại rẻ hơn. Nếu như chất lượng giảm xuống thì ai sẽ còn muốn mua những thứ hàng nhái này nữa? Trên thị trường sản phẩm giảm cân có biết bao nhiêu thương hiệu khác, tại sao công ty hy vọng mới có thể phát triển mạnh đến như vậy, đó chẳng phải là vì sản phẩm của bọn họ có thể phát huy được tác dụng hay sao? Nhà họ hoác nhìn thấy được điều này rất rõ ràng, nên họ sẽ không tự đào mồ chôn mình. Cuối cùng, Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân đã đồng ý trợ cấp 30% chênh lệch giá cho các nhà sản xuất để đảm bảo lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, vào tháng thứ tư, khi Hoác Khải tăng giá 30% thêm một lần nữa, Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân đã không thể chịu đựng được nữa. Chỉ riêng giá nguyên liệu đầu vào đã đắt hơn thành phẩm rồi, vậy tiếp tục chơi thế nào đây? Chẳng lẽ bảo họ tiếp tục trợ giá bù lỗ 60% cho những người kia hay sao? Cho dù nhà họ Hót làm ăn lớn nên chút tiền này cũng có thể chi ra được, nhưng còn tháng sau thì sao? Nếu tháng sau giá lại tăng thì sao? Phương pháp của Hót Khải cũng giống như luộc ếch trong nước ấm, phải mất một thời gian thì những người đó mới hiểu ra rằng bọn họ đều đã trở thành cá nằm trên thớt, chỉ còn chờ bị giết chết. Chương 484, chuyển biến. Đến tháng thứ tư, giá nguyên vật liệu của Hy Vọng mới lại tiếp tục tăng thêm 30%. Lúc giá của nó còn là 90% nhiều bên còn tự an ủi rằng ít nhất còn giữ lại 10%, vẫn chưa tính là tăng gấp mấy lần. Nhưng bây giờ giá đã lên đến 120% khiến bọn họ muốn chửi thề kinh khủng. Chỉ nguyên tiền mua nguyên vật liệu thôi đã đắt hơn cả mua thành phẩm của hy vọng mới trên tao bao rồi. Thế này ai mà chơi nổi? Bọn họ không buồn làm lọ ẩn gì với hy vọng mới mà tìm thẳng đến nhà họ hoắc yêu cầu tăng tiền bồi thường, ít nhất phải bù 60%. Hoắc Lập Quần với Hoắc Thanh Vân thì bận rộn cho người đi tố cáo hy vọng mới độc chiếm thị trường, hiện giờ cuộc điều tra chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ rất muốn an ủi đám nhà máy kia, không để họ quá mức lo lắng. Nhưng ai chịu nghe? Nhà họ Hoắc các người và hy vọng mới đánh nhau, chúng tôi chỉ cổ vũ cho vui chứ không thể tham gia vào được. Một là các người tăng tiền đền bù, không thì phải làm theo quy tắc của chúng tôi. Quy tắc của nhà máy chính là tìm được nhà cung ứng có giá tiền và chất lượng thấp hơn, như vậy mới không phải chịu gông cùm của hy vọng mới. Nhưng nhà họ Hoác còn hiểu điều này rõ hơn bọn họ, nên đương nhiên sẽ không muốn sự việc trở nên như thế. Cuối cùng, Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân chỉ đành đồng ý tiếp tục tăng tiền bồi thường. Hiện giờ bọn họ đang ở thế cưỡi trên lưng cọp, nếu không tăng tiền bồi thường thì kế hoạch vây công sẽ thất bại. Trong lịch sử của nhà họ Hoác, chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Bọn họ không thể trở thành trò cười của nhà họ Hoác được cho dù trong lòng có khó chịu thế nào thì cũng phải cắn răng mà làm tiếp. Thế mà đến tháng thứ năm, khi giá cả đã tăng lên 150% thì hai anh em nhà này cũng không thể chịu nổi được nữa. Không phải nói là nhà họ hoác không có nhiều tiền như thế, mà là tính tổng lại số tiền bồi thường thì cũng phải đến 100 triệu rồi. Bọn họ cũng thấy được, tăng 30% giá lên mỗi tháng đã là trạng thái bình thường trừ khi có quyết định bắt hy vọng mới ngừng việc kinh doanh phi pháp như thế ra thì bọn họ sẽ không ngừng đâu. 100 triệu với nhà họ Hoác thì không nhiều, nhưng với hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần thì lại không hề ít. Mỗi một tháng tăng lên 30%, rồi sẽ có một ngày bồi thường mà bọn họ phải tra ra sẽ đạt đến một con số kinh người. Khi đó thì phí tổn thu mua sẽ ra sao? Bọn họ không sợ hy vọng mới đẩy giá lên cao, chỉ sợ bản thân tốn mấy trăm triệu đến mấy tỷ xong thì hoắc khải lại không bán. Cho dù hy vọng mới lúc ấy có phá sản thì nhiều nhất bọn họ cũng chỉ phá sản công ty chi nhánh liên quan đến ngành giảm cân mà thôi. Bây giờ ai cũng biết Hy vọng mới và Quốc tế Đường thì cùng một vài công ty cỡ lớn khác đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược. Công ty với xuất phát điểm là giảm cân này dường như đang chuyển loại hình. Sự chia tách các công nghiệp cơ bản có lẽ sẽ khiến lợi nhuận của bọn họ giảm đi, nhưng bọn họ sẽ không thể sụp đổ khi ấy nhà họ hoắc tiêu hết tiền nhưng lại thu mua thất bại có thể biết được sẽ bị bao nhiêu người châm chọc nghĩ đến tình huống cực đoan đó đám người hoắc lập quần và hoắc thanh vân đã thương lượng nghiêm túc và quyết định giữ nguyên giá tiền bồi thường về phí tổn do giá tăng mới các nhà máy kia sẽ phải tự chịu nhà họ hoắc không phải kiểu coi tiền như rác các người muốn làm giàu thì phải chịu rủi ro không thể cứ cho các người tiền và để nhà họ hoắc chúng tôi chịu một mình được Câu trả lời của Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân khiến đám nhà máy kia không muốn làm tiếp nữa. Rất nhiều người quay đầu bỏ đi, tìm bên cung ứng thấp kém hơn để bán hàng. Nếu nhà họ Hoác các người không tăng tiền đền bù thì đừng trách tội này không nghe lời. Còn một số nhà máy quy mô lớn hơn chút, vừa không nỡ bỏ thị trường lại càng không dám đắc tội nhà họ Hoác, chỉ có thể bất lực quay về chống chọi. Cũng may lợi nhuận của mấy tháng trước rất cao, bây giờ lỗ chút đỉnh thì vẫn chịu được đến tháng thứ sáu, giá lại tăng lên 30% nữa. Lúc này thì nhiều người đã không còn thấy lạ nữa rồi. Lợi nhuận của năm tháng trước đã được Hoác Khải lấy ra một nửa để thu mua nguyên vật liệu, đảm bảo cho bên nhà máy bán nguyên liệu không có quá nhiều hàng tích trữ. Nhưng bắt đầu từ tháng này, có rất nhiều bên nhà máy đã dùng nguyên vật liệu giá rẻ để làm hàng. Ít nhất ở hiện tại thì doanh số không quá khác biệt với lúc trước. Do chi phí vật tư xuống dốc không phanh và cộng thêm tiền bồi thường của nhà họ hóc khiến bọn họ coi như cũng có lợi nhuận. Rất nhiều người nhìn tình hình này thì cũng thấy rung động. Hy vọng mới vừa thả tin tăng giá ra thì lập tức có càng nhiều người đi tìm bên cung ứng giá rẻ. Cho nên, vào tháng thứ 6, Hy vọng mới chỉ thu về được một nửa so với những tháng trước. Nhưng kể cả thế, bọn họ vẫn đã kiếm được mấy tỷ trong vòng 6 tháng. Xong tiền lên đến hàng tỷ khiến áp lực tài chính của giản tư tư gần như không còn mà Hoác Khải và Ninh thần cũng mở cuộc họp toàn thể nhân viên tuyên bố rằng những ai còn đang tiếp tục làm việc ở hy vọng mới thì sẽ được thưởng 100.000 tính ra thì mỗi tháng sẽ được khoảng 160.000 gì đó trải qua hơn nửa năm lựa chọn và đào thải nhân viên của hy vọng mới bây giờ chỉ còn có 6 700 người một người 100.000 700 người là 70 triệu một số tiền lớn như vậy khiến các nhân viên điên cuồng hô to, hy vọng mới. Hơn nửa năm nay, bọn họ thật sự quá ấm ức. Những người bạn mà biết bọn họ làm việc ở hy vọng mới thì đều châm chọc, khuyên họ rời đi. Rất nhiều người đã rời đi, tìm một công việc tốt hơn, có người thậm chí còn có lương cao hơn ít nhất 6 lần. Nhưng những người ở lại đều đang ấm ức vô cùng. Bọn họ muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng lựa chọn của bản thân không sai. Lãi một tỷ, mỗi người được thưởng 100 ngàn. Tất cả đều khiến bọn họ mừng muốn khóc. Bản thân không bỏ công ty lúc công ty gặp khó khăn, công ty cũng xuất hiện và đưa cho bọn họ hy vọng mới vào lúc bình minh. Đây chính là hy vọng mới, một nơi không bao giờ thất bại. 70 triệu tiền thưởng được lấy ra, tiền chất như núi. Các bên truyền thông được mời đến cũng chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Hàng trăm nhân viên cầm 100 ngàn tiền mặt trên tay, ai ai cũng vui vẻ cười đùa là tổng giám đốc, ninh thần tự tay phát thưởng cho mọi người. Mỗi một người bước lên sẽ đều nhận được lời cảm ơn của cô. Cảm ơn các bạn đã không từ bỏ, cảm ơn các bạn đã kiên trì đến cùng, cảm ơn các bạn đã trưởng thành cùng công ty. Nghe tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm động vô cùng. Đây chính là điều mà họ cần nhất. Đến tháng thứ bảy, giá vẫn tăng lên 30% như cũ, càng nhiều nhà máy lựa chọn nguyên liệu giá rẻ những nơi kiên quyết giữ mình cũng không còn nhiều nhưng đến tháng này những nhà máy di rời trận địa bắt đầu nổ ra những tin tức tiêu cực rất nhiều khách hàng khi mua về đã thấy rằng hiệu quả sản phẩm kém hơn trước kể cả dụng cụ thể thao cũng vậy sản phẩm mới mua chưa được mấy tuần đã bắt đầu bị hoen dỉ thậm chí còn thiếu bộ phận lúc bọn họ đi tìm chăm sóc khách hàng thì đều nhận được những câu trả lời rất qua loa sản phẩm của chúng tôi vẫn giữ nguyên chất lượng không chút thay đổi, anh chỉ có thể mua lại vài lần để thử. Về vấn đề chất lượng dụng cụ thể thao yếu kém cũng vậy, bên nhà máy không có ý định thừa nhận trách nhiệm mà đổ hết lên đầu người sử dụng. Nào là đặt máy ở nơi ẩm ướt, hay sử dụng không đúng cách, thậm chí còn nói khách hàng đem đồ giả đến lừa gạt. Câu trả lời này khiến cho khách hàng tức điên, bọn họ đến trang web của Hy vọng mới chửi đồng, yêu cầu Hy vọng mới đưa ra câu trả lời. Khi bên quan hệ công chúng báo cáo tình huống lên, Ninh thần cũng đã làm xong bản thông báo và phát qua các phương tiện truyền thông. Hy vọng mới chúng tôi luôn giữ vững tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm, tất cả sản phẩm không đạt chuẩn chắc chắn sẽ không được bán ra ngoài. Hiện giờ có vô số bên làm nhái theo sản phẩm của Hy vọng mới, mong người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, phân biệt thật giả. Ở bên dưới bài đăng là đính kèm ảnh so sánh sản phẩm của Hy vọng mới và sản phẩm giả mạo. Có thể dễ dàng phân biệt thông qua các tem chống giả được gia công đặc thù bên khách hàng về nhà lôi sản phẩm ra xem mới nhận ra hàng của mình chẳng có tem chống giả. Các nhà máy kia cũng phản ứng rất nhanh và làm giả tem chống giả. Bọn họ chẳng có bất kỳ sự trột dạ hay cho rằng sẽ có phiền toái gì, vì mấy tháng trước, tất cả đều mô phỏng theo hy vọng mới, thậm chí còn bán đổ dưới danh nghĩa hy vọng mới mà hy vọng mới chẳng làm ra động thái gì, như là không biết có chuyện này vậy. chương 485, Bồi Thường có người từng đi nghe ngóng nội bộ thì biết tin bộ phận pháp chế của hy vọng mới có ý định khởi kiệt, nhưng lại bị xếp lớn từ chối, nói rằng chi phí kiện tụng quá cao, không muốn dây vào. Cho nên, đám nhà máy này chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào khi mô phỏng lại sản phẩm. Nhưng khi một lượng lớn sản phẩm giả mạo lên sàn thì bộ phận pháp chế của hy vọng mới đã nhanh chóng hành động. Bọn họ tập hợp một loạt chứng cứ, sau đó tố cáo lên tòa án, yêu cầu dừng lại mọi hành động vi phạm bản quyền và bồi thường tổn thất. Khi giấy của tòa án được gửi đến tay các nhà máy đó thì bọn họ đều đưa hết cả ra. Không phải nói ngại dây vào sao, thế nào mà lại khởi kiện rồi. Từ danh sách có trong đơn khởi kiện, có thể thấy rằng hầu như toàn bộ các nhà máy làm giả tem chống giả đều có, cũng tức là việc khởi kiện này không phải suy nghĩ nhất thời mà là đã ủ mưu từ trước. Bao nhiêu chứng cứ như vậy, chỉ thu thập thôi cũng đã tốn không ít thời gian rồi. Hy vọng mới có thể tìm được hết chứng cứ chỉ trong thời gian ngắn như thế, chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Các nhà máy không có tem chống giả thì cũng vẫn được Hy vọng mới quan sát. Bọn họ chỉ bắt người làm giả, miễn là chất lượng của các anh đạt thì có thể bán dưới danh nghĩa của Hy vọng mới. Thậm chí, có nhà máy nói, sau khi mua hàng gặp vấn đề, có khách hàng gọi về số máy của Hy vọng mới thì công ty này cũng thật sự đi đến giải quyết cho người ta. Việc này khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng Hy vọng mới có vấn đề về não. Nhà chúng tôi mượn danh nhà anh để bán đồ, không trả tiền cho anh mà anh vẫn giúp chúng tôi khâu hậu mãi. Vậy được, sau này các anh cứ lo phần đấy đi. Đám nhà máy đó nghĩ xong thì trực tiếp đổi hết số điện thoại của dịch vụ hậu mãi thành số của Hy vọng mới, đẩy hết chuyện qua cho bọn họ còn bản thân chỉ lo kiếm tiền. Bộ phận pháp chế cũng chú ý và báo cáo vấn đề này lên cho Ninh thần. Ninh Thần tỏ vẻ không truy cứu vấn đề này, chỉ cần chất lượng sản phẩm đạt thì công ty có thể phục trách phần hậu mãi. Có nhiều người trong công ty không hiểu, đã không truy cứu trách nhiệm thì thôi, tại sao còn phải đi giúp bọn họ. Nhưng Ninh Thần đã học được từ Hoác Khải là, vào những lúc này thì không cần giải thích, dù sao cũng không trả thiếu đồng lương nào, bảo làm gì thì cứ làm đi. Nhiều nhân viên của công ty còn rất trẻ, nhưng sau khi vào công ty thì lại y hệt cụ già. Cấp trên dám tỏ thái độ với bạn thì bạn cũng không làm nữa, giữ lại sự tự do và tôn nghiêm của bản thân. Nhưng ở Hy vọng mới thì không có chuyện đó. Nếu bạn dám không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thì sẽ bị đuổi cổ ngay. Hơn nữa, theo ước định trên hợp đồng thì bạn còn phải nộp một số tiền phạt khổng lồ vì đã làm trái hợp đồng nữa kia. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể chấn vấn mệnh lệnh cấp trên. Có thể nghi ngờ, thậm chí từ chối chấp hành. Nhưng sau đó sẽ có nhóm giám sát chuyên môn tiến hành kiểm tra. Nếu phát hiện việc nghi ngờ của bạn là hành vi sai lầm thì cũng sẽ bị phạt ít nhất 30.000, không giới hạn mức phạt. Như vậy, lúc nhân viên của công ty hy vọng mới nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên thì sẽ cẩn trọng hơn nhiều. Nếu không nắm chắc thì sẽ không dễ dàng làm trái mệnh lệnh. Mà nếu sự nghi ngờ của bạn được nhóm giám sát xác nhận là đúng thì sẽ thưởng ít nhất 100.000, không giới hạn mức thưởng giới hạn phạt thì thấp còn giới hạn thưởng lại cao, khiến cho các nhân viên cảm nhận được sự nhân từ của công ty, cũng khiến mỗi lần bọn họ chấp hành mệnh lệnh thì sẽ đều bất giác suy nghĩ xem việc này có lỗ hổng gì không. Lâu dần, năng lực tư duy của các nhân viên cũng được nâng cao. Bất kỳ chuyện gì bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ từ cái căn bản nhất. Mà kết quả của việc này chính là năng lực chấp hành rất cao. Tất cả các mệnh lệnh ban bố từ trên xuống dưới đều được chấp hành cực kỳ hoàn mỹ. Có nhiều công ty hợp tác với Hy vọng mới cũng phát hiện, trong quá trình hợp tác, năng lực của nhân viên công ty này quá mạnh. Cho dù chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, làm chuyện gì cũng còn tốt hơn cả giám đốc của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao nhân viên của Hy vọng mới đều được hoan nghênh trên thị trường tuyển dụng. Các nhà máy bị kiện cho đến giờ vẫn cảm thấy hoang mang tột độ, không biết nên làm thế nào. Có người đóng cửa chạy trốn, có người thì tìm đến bộ phận pháp chế của Hy vọng mới đền tiền cho qua chuyện, cũng có người định cứng đầu đối diện, có người thì lại đi tìm nhà họ hoác. Nhưng dã dây đến pháp luật rồi thì nhà họ hoác cũng không thể giúp được họ. Vì trong chuyện này hy vọng mới đã tìm được một điểm vô cùng hoàn hảo. Bọn họ không tìm những người có chất lượng tương đồng mà chỉ tìm những bên làm giả tem chống giả. Vì chuyện này là tội phạm pháp vô cùng rõ ràng, dù bên nhà máy có nói gì đi nữa thì cũng không thể thắng nổi. Nhà họ hoác thông minh như thế, Sao có thể dây vào vụ này được? Bọn họ chỉ có thể chạy thật xa và không thừa nhận bất kỳ quan hệ nào với đám người kia mà thôi. Như vậy, chẳng ai dám tiếp tục làm giả tem chống giả nữa. Những nhà máy bị khởi kiện cũng đã được đưa hết lên trang web chính thức của Hy vọng mới, cho người tiêu dùng biết đâu là nhà giả mạo. Các bên truyền thông được bộ phận quan hệ công chúng của Hy vọng mới mua lại các vị trí thông báo nóng nhất với giá cao, tin tức khắp nơi, không ai là không biết. Hiện giờ con người vô cùng coi trọng sức khỏe, cho dù có là nhãn hàng lớn cực kỳ chính quy nhưng nếu một lần gặp phải vấn đề về sức khỏe thì nhãn hàng này thậm chí có thể phá sản. Mà đám nhà máy kia vốn dĩ đã chẳng phải nhãn hàng đáng tin gì, bọn họ đều mượn danh hy vọng mới để kiếm tiền, đến lúc gặp nguy cơ thì phá sản còn nhanh hơn. Điều khiến bọn họ cảm thấy may mắn chính là hy vọng mới đồng ý hòa giải và không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật nếu bọn họ chịu bồi thường tiền bồi thường sẽ dựa vào doanh thu của mỗi nhà máy. Về mặt này, hy vọng mới yêu cầu các nhà máy đưa ra biểu đồ tài chính cụ thể và thật chi tiết. Nếu đền bọn họ tra được lỗ hổng nào hay lỗi làm giả nào thì xin lỗi nhé, hẹn gặp nhau tại tòa, không cho mấy người ngồi tù thì chúng tôi sẽ thua. Yêu cầu này khiến các nhà máy bất an vô cùng. Nếu giao biểu đồ tài chính ra thì tức là nộp mạng sống cho hy vọng mới. Nếu bọn họ lấy đây là chứng cứ thì họ sẽ chết thảm vô cùng nhưng nếu không giao ra thì cũng sẽ chết như vậy mà chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu sau khi nghĩ lại đám người nãy vẫn lựa chọn con đường có tia hy vọng sống kia bọn họ khổ não đưa biểu đồ tài chính cho bộ phận pháp chế của hy vọng mới bộ phận pháp chế lại giao cho bộ phận tài chính một nhóm chuyên gia kế toán đang chờ sẵn để kiểm tra bọn họ dựa theo lời dặn ninh thần và theo sự dẫn dắt của giản tư tư tiến hành kiểm tra sắp xếp quyết định số tiền là một mặt Mặt khác còn phải xem doanh số và tình hình tiêu thụ tại địa phương của đám nhà máy này. Ninh Thần chỉ đích bộ phận kế toán phải đưa ra báo cáo tổng kết thật chính xác. Lúc đám nhà máy này lên bờ xuống ruộng vì hy vọng mới thì thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Trong 3 tháng tiếp theo, hy vọng mới đã bán ra được khoảng 2 tỷ tiền nguyên vật liệu. Mà giá cũng đã tăng lên gấp 4. Đến tháng thứ 10 Ninh thần nói với Hoắc Khải, rằng trang web chính thức của công ty nhận được phản hồi của nhiều khách hàng rằng giờ ở địa phương không thể mua trực tiếp hàng từ những bên cung cấp kia nữa. Mặc dù Hy vọng Mới đã liên kết với đường sắt và chuyển phát nhanh của địa phương để lập nên hệ thống giao hàng trong ngày, nhưng không thể sánh bằng việc ra ngoài đi mấy phút là mua được đồ. Một người muốn giảm cân sẽ không ngại việc đi thêm mấy bước để mua đâu. Vì thế mà các khách hàng yêu cầu Hy vọng Mới tăng số lượng các cửa hàng tại địa phương cho bọn họ hưởng thụ việc đi bộ mua sắm. Ngoài ra, bộ phận thị trường cũng nhận được số liệu mới. Hiện giờ số lượng nhà máy bán hàng nhái của Hy vọng mới cộng lại còn chưa được đến con số 5. Mà năm nhà máy này cũng đang nằm trên bờ vực phá sản rồi. Số lợi nhuận lúc trước đã tiêu sạch, tính cả tiền đền bù của nhà họ Hóc vào cũng không đủ để thu lợi trước mặt số nguyên vật liệu với giá cao mất kia. Sau khi hay tin, Hoắc Khải chỉ cười và nói với Ninh Thần: bảo bộ phận thị trường chú ý, khi nào tất cả nhà máy biến mất thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Ngày này đến cũng nhanh, chỉ qua nửa tháng, mấy nhà máy này đã đóng cửa sạch. Đến cuối tháng, hy vọng mới tuyên bố rút đơn kiện, đồng thời, bộ phận quan hệ công chúng cũng mở cuộc họp báo tuyên bố một sự kiện lớn. Đó là, công ty hy vọng mới quyết định sẽ đầu tư 1 tỷ để lập hệ thống phân phối trên toàn quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 486, khoản lợi cực lớn. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, mạng lưới phân phối bắt đầu thành lập đã được đưa vào sử dụng. Khắp nơi trên cả nước đều xuất hiện điểm bán hàng của hy vọng mới. Tốc độ này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng một tỷ nghe thì có vẻ không ít, nhưng muốn làm được chuyện này ít nhất phải chuẩn bị mấy tháng. Hy vọng mới chỉ dùng 3 ngày, sao họ có thể làm được như vậy? Có người chuyên phân tích thị trường đã điều tra, sau đó phát hiện ra rằng điểm bán hàng đã xuất hiện từ trước, đều là cửa hàng đã từng kinh doanh trước đó. Nguyên nhân mà hy vọng mới rút đơn kiện là vì những cửa hàng này đã bồi thường một số tiền lớn. Cơ bản là phải nôn ra hết tất cả lợi nhuận thu được trước đó. Đồng thời, họ phải miễn phí chuyển giao vô điều hiện hệ thống cửa hàng phân phối vào tay hy vọng mới, nếu không, những cửa hàng này đều phải ăn cơm tù. Vốn dĩ, bây giờ tất cả nguyên liệu đều bị hy vọng mới độc quyền, không có lợi nhuận, họ cũng không muốn làm bây giờ lại bị kiện làm hàng giả hàng nhái nên hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này nếu như sau này muốn làm thì cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hy vọng mới công ty này quả thật quá dã man rồi từ đó với sự hỗ trợ của những cửa hàng bán sản phẩm lậu này mà điểm bán hàng của hy vọng mới được đưa vào sử dụng với tốc độ kinh người như thế cũng có rất nhiều người cảm thấy tuy rằng lần này hy vọng mới thu được khoản lớn nhưng có vẻ hơi quá đà rồi đặt nhiều điểm bán trên toàn quốc như thế, ngộ nhỡ lỗ vốn thì sao? Phải biết rằng, hiện nay có rất nhiều công ty đột nhiên từ đỉnh cao rơi xuống, thậm chí là phá sản, nguyên nhân lớn nhất là hệ thống cửa hàng quá nhiều, dẫn đến có rất nhiều chính sách, nhân sự, quản lý không theo kịp. Tiền là phiền phức dễ xử lý nhất, chỉ có việc quản lý mới là việc mà các doanh nghiệp lớn phải chú trọng. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, sau khi hy vọng mới khai trương điểm bán, kinh doanh cực kỳ tốt. Hơn nữa, các phương án kinh doanh liên tiếp xuất hiện. Ngoài ra, ở mỗi tỉnh trên toàn quốc, họ lại thành lập một trung tâm chăm sóc khách hàng vừa để phát triển kênh bán hàng thành phố cấp 2, lại giống như là có một địa chỉ tin cậy chính hãng. Từ những trung tâm chăm sóc khách hàng này tiến hành lưu kho vận chuyển, phát triển các hoạt động trước và sau bán hàng. Từ sự thành thạo này có thể thấy, rõ ràng họ đã được huấn luyện rất nhiều lần. Điều này lại khiến người khác vô cùng khó hiểu. Vừa mới đạt được quyền sở hữu của các điểm bán này, tại sao có thể thành thục được đến mức độ đó? Chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là từ trước đó rất lâu, Hy vọng mới đã thực hiện công tác chuẩn bị tương tự rồi. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc tấn công nhằm vào Hy vọng mới lại chính là công ty này. Nguyên vật liệu tăng giá khiến cho Hy vọng mới kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó lại kiếm được một khoản bồi thường lớn từ các cửa hàng bán sản phẩm lậu mà việc xây dựng hệ thống phân phối này lại là chuyện quan trọng nhất. Sau nhiều tháng, vật lộn, những cửa hàng bán đồ nhái này đã hoàn thiện được hệ thống này. Việc hy vọng mới cần làm, chỉ là tiến hành tổng hợp và tối ưu hóa họ. Những chuyện như thế lại là sở trường của Hoác Khải và các nhân viên của hy vọng mới, cũng không xa lạ gì. Họ loại bỏ những điểm bán có doanh số bán hàng không đạt tiêu chuẩn, bỏ nhiều công sức hơn vào điểm bán có thành tích tốt. Sau đó, liên kết những điểm này thành chuỗi, hình thành một hệ thống tổng thể và hoàn hảo. Nếu không có hàng trăm, hàng tỷ thì rất khó thành lập hệ thống phân phối này. Một tỷ mà hy vọng mới đầu tư, chỉ là để tối ưu hóa và nâng cấp điểm bán, trên thực tế chi phí cũng không nhiều. Số tiền còn dư dùng để dự phòng. Điều quan trọng nhất là, sau một tháng hy vọng mới đưa ra thông báo, doanh số bán hàng trong tháng đã đạt được đột phá mang tính lịch sử, đạt được hơn 200 triệu. Kể ra, đồ giảm cân một tháng bán được 100 triệu, thật ra cũng không có gì ghê gớm. Có rất nhiều thần thoại của các sản phẩm về mảng bảo vệ sức khỏe đều đạt hàng chục tỷ một năm. Nhưng nên biết rằng, trước khi hy vọng mới bị tấn công, doanh số bán hàng của năm cũng chưa đến một tỷ. Bây giờ một tháng đã bán được hơn 200 triệu, mà đây còn là do hệ thống phân phối vừa thành lập, khách hàng còn chưa có thói quen mua sắm cố định. Ngoài ra, các cửa hàng nhái trước đó đã để lại ấn tượng xấu, cũng ít nhiều gây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đã khác, Thêm vài tháng nữa, doanh số bán hàng tăng gấp đôi cũng là chuyện bình thường, không có gì là lạ. Cũng có thể nói, sau khi trải qua một cuộc tấn công, không những doanh số bán hàng từ mức chạm đáy tăng trở lại mà còn đạt mức cao kỷ lục. Nếu doanh số bán hàng của họ thật sự có thể tăng gấp 2 3 lần, vậy thì giá trị công ty cũng lớn hơn cả trước đây. Mà theo công thức định giá của thị trường vốn, đến nay, giá trị của Hy vọng mới có thể dễ dàng đạt được con số 2 3 chục tỷ. Đây chủ yếu là do sự vất vả của những cửa hàng bán đồ nhái đã bỏ ra khai phá thị trường, tiết kiệm cho hy vọng mới vô số tiền của và công sức. Có thể nói, họ là người hưởng lợi tuyệt đối, không có bất kỳ ai có thể đạt được lợi ích lớn như thế. Một cuộc tấn công thương mại khiến cho hy vọng mới lớn mạnh đến mức độ này, thật sự là điều không ai có thể ngờ đến tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn công ty này tiếp nhận và tận dụng những lợi ích mà những cửa hàng bán sản phẩm nhái để lại, bộ não của họ bây giờ có chút choáng váng. Rõ ràng mấy tháng trước còn đứng trước nguy cơ phá sản bất kỳ lúc nào mà tại sao bây giờ bỗng nhiên lại thay đổi 180 độ thế. Từ trước đến nay chưa từng nghe chuyện hàng chính hãng có thể xử lý nhiều hàng nhái như thế lại còn nhận được tất cả các khoản lợi. Nếu nói người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc thì những người trong nội bộ hy vọng mới cũng như thế. Hơn nữa, trong sự kinh ngạc còn có sự tôn kính đối với Hoắc Khải. Nhiều người rời bỏ công ty như thế đều là vì cảm thấy không còn hy vọng nữa. Nhưng bây giờ, những người ở lại đều biết, tất cả những người rời đi, tương lai nhất định sẽ hối hận. Vì trong thế giới của họ, chắc chắn sẽ không có ông chủ thứ hai tài giỏi như Hoắc Khải. Đến cuộc khủng hoảng lớn như vậy còn có thể chuyển nguy thành an, có một ông chủ như vậy dẫn dắt thì sợ gì không có tương lai. Còn về nhà họ Hoắc thì bây giờ đã thật sự biến thành trò cười rồi. Hai anh em Hoắc Lập Quần và Hoắc Thanh Vân sau khi quay về bị những quản lý cấp cao trong dòng họ mắng chửi cho một trận. Tiền phụ cấp cho các cửa hàng hơn mấy tỷ tệ, tốn nhiều tiền như thế còn chưa nói, chuyện thu mua lại thành trò cười, thế thì làm sao mà chịu được. Hai anh em nhà kia cũng rất ấm ức, rõ ràng vẫn luôn chiếm ưu thế, nhưng trước mắt một cái không hiểu sao lại thảm hại như vậy. Tất cả mọi chuyện mà Hoắc Khải làm rất dễ hiểu, nhưng chuyện họ không hiểu là tại sao họ không nhìn thấy những điều đó. Có một số chuyện xảy ra rồi mới bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng đơn giản, nhưng lúc đó thì người trong cuộc lại mù mờ. Nếu là người trong cuộc nhưng lại nhìn ra thế cục như người ngoài cuộc mới có tư cách hơn người. Hoắc Khải, chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số đó. Nhà họ Hoắc trở thành trò cười, nhà người nhà họ cơ bây giờ lại không nói nên lời. Họ không phải kẻ ngốc Đương nhiên hiểu được tại sao trước đây Hy vọng mới vẫn không màng tới những cửa hàng bán hàng nhái kia. Nguyên nhân rất đơn giản, Hy vọng mới đã sớm nhìn chằm chằm vào những người này, chỉ là muốn giành được lợi ích lớn hơn mới án binh bất động. Những cửa hàng bán đồ nhái này điên cuồng giúp anh mở rộng thị trường, cuối cùng đến một đồng cũng không giữ được, còn phải mất rất nhiều tiền. Chiến lược như thế khiến tất cả mọi người đang chìm trong mơ hồ, còn nhiều chuyện trước đây vẫn chưa hiểu thì bây giờ, liếc mắt đã có thể hiểu rõ càng hiểu rõ thì càng cảm thấy kính nể hoắc khải, bởi vì từ khi bắt đầu, anh đã luôn lên kế hoạch cho những chuyện này. Người khác vẫn đang nghĩ làm thế nào mà hy vọng mới có thể chống đỡ qua cuộc khủng hoảng thì anh đã bắt đầu bố trí thu lợi sau này. Trong mắt người đàn ông này, lẽ nào không có nguy hiểm thật sự sao? Hay là nói, vốn dĩ anh không cảm thấy đây là một cuộc khủng hoảng. Trong tất cả mọi người, Cơ Hương Ngưng có thể coi là bình tĩnh nhất bởi vì cô ấy đã từng thấy năng lực chuyển khủng hoảng thành cơ hội của Hoác Khải rất nhiều lần rồi. Khả năng này là do trời sinh, không phải ai muốn là có được. Bản thân cơ hương ngưng cũng không làm được, cho nên đối với chuyện Hoác Khải có thể làm đến điểm này thì trong lòng cô ấy cảm thấy tôn sùng vô cùng. Thậm chí loại tôn sùng này sâu trong lòng cô ấy bắt đầu từ sự tán thưởng cho đến kính nể, cuối cùng trở thành một loại sùng bái. Bây giờ, cơ hương ngưng vô cùng ngưỡng mộ ninh thần, vì cô đã được gả cho người đàn ông ưu tú nhất thế giới này. Có một người chồng như thế thì đời này cũng đáng giá. Càng nghĩ như thế, Cơ Hương ngưng lại càng hối hận hơn về quyết định ban đầu của mình. Nếu cô ấy không bắt Ninh Thần giúp gánh trách nhiệm thì bây giờ người đứng bên Hoắc Khải chính là cô ấy. Nhưng trên đời này không có loại thuốc hối hận để mua, cho dù Cơ Hương ngưng có hối hận như thế nào thì cũng chỉ có thể giấu kín những suy nghĩ này sâu trong đáy lòng cô ấy không thể nói cho bất kỳ ai, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ nghĩ nhiều rồi sẽ vì kích động mà làm ra những việc khiến bản thân càng hối hận. chương 487, Trò Hề Tóm lại, lợi ích mà lần này hy vọng mới thu được có thể nói là chưa từng có, khiến ai cũng sửng sốt. Theo những số liệu liên quan, ít nhất lợi ích thu được cũng ở trong khoảng 5 tỷ đến 10 tỷ. Dù sao, hệ thống phân phối toàn quốc kia cũng có giá trị rất lớn, chưa kể còn được bồi thường rất nhiều, còn vụ nhà họ hoác sai người kiện hy vọng mới độc quyền nguyên liệu thì cuối cùng cũng kết thúc. Vì người khởi kiện đều bị hy vọng mới kiện lại, bây giờ vẫn chưa có ai mở xưởng. Làm sao kiện được nếu bị thiếu mất nguyên cáo? Đến cuối cùng, hy vọng mới đã đưa ra thông báo, nói rằng công ty sẽ không mua bán nguyên liệu nữa, chứ càng không nói đến tự ý tăng giá, sau khi bị phạt mấy trăm ngàn thì vụ độc quyền này cũng kết thúc. Tòa án cũng không ngốc, họ biết chuyện hy vọng mới tăng giá là để tự bảo vệ mình. Tuy rằng bán hàng độc quyền, tự ý tăng giá đúng là làm loạn quy luật vận hành của thị trường, nhưng thấy anh xử lý một đám hàng giả, kém chất lượng, lại thêm chuyện hy vọng mới lại là doanh nghiệp tân tiến dẫn đầu của tỉnh nên được chính quyền quan tâm hơn. Khi bước vào tháng mới, tất cả đã khôi phục lại như bình thường. Không có cuộc tấn công gây áp lực cho mọi người, những cửa hàng bán hàng nhái cũng biến mất, lại thêm sự duy trì quảng cáo truyền miệng và xây dựng chính sách giá khiến doanh số bán hàng của Hy vọng mới không ngừng tăng lên chưa đến vài tháng đã tăng lên đến mức khiến người ta kinh ngạc. Khi chuyện này đã được giải quyết, Hoắc Khải lại bắt đầu kế hoạch kết đồng minh mới. Lúc trước, do việc xử lý cuộc tấn công thương mại chiếm quá nhiều công sức, hơn nữa nếu chuyện này chưa được giải quyết, thì những công ty khác sẽ không muốn vì thế mà mâu thuẫn với nhà họ Hoắc, cho nên ai cũng có sự kiêng rẻ đối với chuyện hợp tác. Nếu lúc đó đi đàm phán hợp tác thì tỷ lệ thất bại sẽ cực lớn. Nhưng bây giờ thì khác, hy vọng mới vừa đánh bại cuộc tấn công thương mại của nhà họ Hoác, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Một công ty mà ngay cả nhà họ Hoác cũng không phải là đối thủ, có tỷ lệ tăng trưởng kinh người, chắc chắn là đồng minh đáng được lựa chọn nhất. Cho nên, sau cuộc đàm phán, Hoác Khải cũng không có quá nhiều phiền toái, dễ dàng kết thêm đồng minh với số lượng lên đến hai con số. Nhóm liên minh do quốc tế đường thị dẫn đầu đang lên kế hoạch mở rộng lãnh thổ, tự tạo ra thị trường có sự giúp đỡ của họ, sự khai thác thị trường tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng sau khi tạo lên tiếng vang đủ lớn thì những người như từ lực phàm cũng qua lại nhiều lần. Hoác Khải biết, bản thân anh đã bị thế lực kia chú ý nhiều hơn. Nhưng trong thời gian mấy tháng này, anh cũng đang thử tìm gián điệp thương mại có thể tồn tại ở trong nội bộ công ty. Thật ra có vài người bị anh cho vào tầm ngắm nhưng những người này đều đã chủ động từ chức, có thể lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy Hy vọng mới đã tới bước đường cùng, ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Nhưng Hoắc Khải có thể chắc chắn một điều, có lẽ hơn một nửa số người như thế đã từ trước rồi nhưng vẫn còn có người ở lại. Bất kỳ công ty nào cũng vậy, trước khi thật sự tuyên bố phá sản thì luôn có cơ hội đảo ngược tình hình. Chuyện trên thương trường, chẳng qua là cầm tiền nói chuyện. Chỉ cần có tiền, anh có sản phẩm hay không, đắc tội với ai đều không quan trọng. Người còn ở lại, nhất định sẽ che giấu càng kín kẽ muốn tìm ra họ thì chắc chắn phải dùng cách khác thường. Mà những cách này rất dễ đánh rắn động cỏ, trong tình huống bắt buộc mới có thể dùng. Tạm thời, nếu người kia đã che giấu kín kẽ như thế thì chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng, có thể là một nhân viên bình thường. Đối phó với một nhân viên nhỏ bé thì Hoác Khải vẫn có một cách, cho nên trước tiên không quan tâm đến họ. Kiểu người như thế ở lại thì trong tương lai, có lẽ sẽ có ích tất cả sức lực và tinh thần của Hóc Khải đều đặt vào việc kết đồng minh. Anh muốn dùng hết sức mình, trong thời gian ngắn nhất có thể móc nối tất cả những công ty trên danh sách. Bởi vì xây dựng một nhóm đồng minh không phải là anh kéo tổng giám đốc của công ty đó ăn một bữa cơm, làm quen một chút là có thể được. Nếu ký kết hợp đồng cũng chỉ có thể coi như là mới hoàn thành xong việc xây nền tảng. Muốn nhóm đồng minh phát huy tác dụng còn phải dựa vào thời gian tương tác với nhau thời gian xây dựng xong nền tảng càng sớm thì càng có nhiều thời gian để hai bên tương tác. Vì nhà họ Hoác bây giờ đã có chút rối loạn. Sau khi kết hôn với con gái nhà họ Đinh, kẻ giả mạo kia đã rất ít xuất hiện trước mặt những người trong dòng họ. Phần lớn thời gian đều nói là đi du lịch khắp thế giới. Hắn ta dường như vui chơi quên lối về, hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp của nhà họ Hoác. Rất nhiều người cảm thấy không hiểu nổi và tiếc nuối, lẽ nào thật sự đúng như câu nói, tuổi nhỏ là thiên tài, lớn lên đa số sẽ mở nhạt như người bình thường. Người tài giỏi như Hoắc Khải, từng được vô số người sùng bái, những bài học về kinh doanh kinh điển của anh còn được các doanh nghiệp lớn làm thành sách để huấn luyện cho cấp dưới. Nhưng bây giờ, sau khi lấy vợ, ngôi sao hy vọng lại tỏ ra xa sút Người nắm quyền của nhà họ Hoắc đã đổi thành chủ tịch hội đồng quản trị, mà thành viên của hội đồng quản trị cũng không ngừng thay đổi trong thời gian này. Nếu có người chú ý đến nhà họ Hoắc thì nhất định sẽ phát hiện, thành viên hội đồng quản trị đã bị đổi hơn một nửa. Rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, lý lịch thấp kém nhưng quyền lực thì lại không hề ít. Những quản lý cao cấp mới thăng chức này đều có vẻ bài xích tất cả những thứ từng có, cho nên họ đặt ra các loại quy tắc, còn xung đột với những quy định cũ. Mà điều này khiến những người cũ vô cùng bất bình, tuy rằng ngôi sao hy vọng đã không quan tâm đến công ty nữa, nhưng các ông cũng không thể nói sửa là sửa vậy các ông coi hắn ta là gì? Hơn nữa chế độ quy định trước đây đối với dòng họ cũng không có gì bất lợi, trái lại còn khiến mọi người tích cực hơn. Tại sao phải thay đổi? Điều quan trọng là một khi sửa đổi chế độ quy định thì đối với phe cũ sẽ bị yếu thế hơn, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Chính vì điều này mà phe cũ và phe mới này sinh tranh chấp, nhà họ Hoc cũng vì thế mà xuất hiện giãn nứt. Không ít người không thuộc dòng họ đều vì thế mà rời khỏi nhà họ Hoc. Đối với họ mà nói, khi ngôi sao hy vọng đã tắt thì bản thân họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà sự ra đi của họ khiến nhà họ hóc phát sinh ra rất nhiều lỗ hổng, nhưng lỗ hổng này đã được lấp đầy rất nhanh chóng. Nội bộ loạn như cào cào của nhà họ hóc cứ tiếp tục như thế trong thời gian dài. Khi số lượng công ty mà hóc khải kết đồng minh đạt đến con số 27, nhà họ hóc xảy ra một cuộc xung đột cực lớn. Hoắc Tích Nguyên đứng đầu phe cũ và Hoắc Trạch Minh đứng đầu phe mới xảy ra sự tranh chấp khó có thể hòa giải về việc phân chia quyền lực ở chi nhánh. Ông chú này trước đây hoạt động nghệ thuật, đối với những nghiệp vụ trong công ty cũng không hiểu biết nhiều, chỉ phụ trách mảng quan hệ công chúng. Mà sau khi kẻ giả mạo gần như rời khỏi sự nghiệp của dòng họ thì Hoắc Trạch Minh đột nhiên trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị. Chính điều này khiến Hoắc Tích Nguyên vẫn luôn cao ngạo, cho rằng năng lực của bản thân mạnh hơn bất kỳ ai cảm thấy không vui vẻ gì nếu như phải có người nắm quyền thì đó phải là hoắc tích nguyên, hoắc trạch minh tuổi gì mà đòi đến lượt. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của dòng họ thế mà lại bất ngờ phê duyệt sự tuyển chọn này. Sau khi Hoác Trạch Minh nhậm chức thì việc đầu tiên là thu hồi lại chi nhánh nào đó mà Hoác Tích Nguyên quản lý. Lý do rất đơn giản là công ty này liên quan đến những bí mật của tổng công ty nên phải do Hoác Trạch Minh quản lý. Hoác Tích Nguyên nghe thấy thế thì tức nổ mũi, ý của ông là Hoác Tích Nguyên tôi không đáng để tin tưởng đúng không? nhiều công ty như vậy, đa số đều do tôi đích thân dẫn dắt, bây giờ ông nói một câu liên quan đến chuyện cơ mật liền mang đi, như thế cũng được sao? Cho nên, Hoác Tích Nguyên dẫn người đứng trước cổng công ty. Tổng giám đốc mới nhậm chức của chi nhánh bị chặn lại ở cửa, nói thế nào cũng không được vào. Đừng nói cậu là tổng giám đốc mới nhậm chức, nói mồm không tính, trên người cậu có dấu đỏ không? Không có, vậy xin lỗi, chúng tôi không thừa nhận. Dấu đỏ ở trong công ty. Đúng rồi, nhưng cậu muốn vào để lấy cũng không được, cậu lại không phải người của công ty chúng tôi, lấy tư cách gì mà đi vào, dựa vào đâu lấy dấu đỏ ra dùng. Không có giấy nhậm chức cột dấu đỏ, vậy thì cậu chỉ là người qua đường mà thôi. Tổng giám đốc mới nhậm chức rất trẻ tuổi, lại là thân tín mà hoác trạch mình đích thân chọn lựa, sao có thể chịu được nỗi nhục này. Một tổng giám đốc lại bị một đám bảo vệ chặn ngoài cửa không vào được, đây không phải là chuyện cười hay sao? Hai bên đầu tiên là cái cọ, sau đó bộc phát thành xung đột, ồn ào đến mức không thể giảng hòa. Đến cuối cùng, hai bên đều bị đưa đi thẩm tra, sau đó bên nào cũng khởi kiện. Tôi kiện ông ngăn cản công ty vận hành bình thường, cậu kiện tôi đánh người, ai cũng đều cho mình là người có lý. Chuyện này ồn ào khá lớn, rất nhiều người đều đang theo dõi chuyện cười của nhà họ Hoắc, muốn xem trò hề này rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào. Cũng có rất nhiều người cảm khái nhà họ Hoắc không có ngôi sao hy vọng, quả nhiên chính là một mớ hỗn độn. Chương 488, nghị quyết. Mà kết cục sau cùng của trò hề vẫn là thế lực mới do Hoắc Trạch Minh cầm đầu giành được thắng lợi sau cùng. Cậu có thể làm cho tổng giám đốc của tôi không vào được công ty, nhưng không có dấu mộc cũng chẳng sao hết. Từ phương diện pháp luật, chỉ cần chủ tịch hội đồng quản trị thông qua nghị quyết này, tất cả mọi thứ có thể làm lại từ đầu. Thế nên, cho dù không có dấu mộc, cho dù không thể vào công ty, vẫn có thể lấy hết mọi thứ của cậu đi. Từ tài liệu của công ty, tới tiền vốn, cùng đủ thứ tài sản, khoáng, sạch như chùi, để lại cho cậu một cái vỏ rỗng thì đã sao nào? Sự kiện này mang lại đả kích cực kỳ lớn cho Hoắc Tích Nguyên và những người khác, thậm chí họ không hiểu rốt cuộc mình đã thua ở chỗ nào. Theo lẽ thường, chuyện như thế này chắc chắn Hoắc Tích Nguyên sẽ chiếm ưu thế, bởi vì trước nay ông ta vẫn là nhân vật có thực quyền trong gia tộc. Thế nhưng bây giờ, Đa số thành viên của hội đồng quản trị lại ủng hộ Hoắc Trạch Minh. Hoắc Khải không quan tâm tới tranh đấu trong nhà họ Hoắc, đối với anh mà nói, gia tộc này đã không còn là mục tiêu sau cùng. Tuy rằng việc Hoắc Trạch Minh gây khó dễ đủ cho thấy đối phương đã giành được đủ sức mạnh cần thiết ở nhà họ Hoắc và có thể bắt đầu tranh giành quyền lực, nhưng đối với Hoắc Khải mà nói, chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Cho dù nhà họ Hoắc thực sự bị cướp mất, anh cũng chỉ thấy mất mát trong lòng, nhưng trong tương lai không xa, nhất định anh sẽ đích thân lấy lại những thứ đã đánh mất. Ngoài ra, sau khi kẻ giả mạo kia không quan tâm tới thế sự nữa, mọi người dần dần dồn sự chú ý sang Hoắc Khải. Qua nghiên cứu cuộc vây quét lần này, họ phát hiện ra tư chất thiên bẩm đáng kính ngạc của Hoắc Khải trên phương diện kinh doanh. Một công ty nhỏ chỉ đáng giá 5 tỷ tệ, thế mà có thể giành được thắng lợi trong cuộc vây quét bằng thương mại của nhà họ Hoắc, đúng là khó lòng tin nổi. Mỗi một quyết định của Hoắc Khải đều vô cùng hoàn hảo mọi sắp xếp của anh khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Biến cuộc vây quét này thành công cụ để mở rộng thị trường, biến những công xưởng tư nhân đạo nhái thành con cừu chịu tội. Cho dù sau cùng sẽ chết, cũng phải cống hiến được phần sức mạnh cuối cùng. Cuộc vây quét này đối với nhà họ hoác chỉ là một trò cười, nhưng trong mắt của những người tinh thông kinh doanh, đây là một chiến dịch thu mua ngược cực kỳ kinh điển. Cái tên Lý Phong nhanh chóng lan truyền khắp giới kinh doanh. Không ít người nói rằng, anh sẽ lại là một ngôi sao hy vọng khác đương nhiên cũng có người cảm thấy lời khen này có vẻ hơi lố ngôi sao hy vọng của nhà họ hoắc sở dĩ nổi tiếng như thế phải kiếm được từ trận chiến này tới trận chiến khác còn về người tên lý phong kia bây giờ chỉ mới tiến hành một trận đấu với nhà họ hoắc tuy rằng cách thức giành chiến thắng của anh khiến người ta thấy kinh ngạc và phấn khích nhưng chắc chắn không thể nào so bì cùng ngôi sao hy vọng được cũng có người khác nói qua việc nhỏ mà thấy được việc lớn quan trận tranh đấu của Lý Phong với nhà họ Hó Hoắc là nhìn ra được tiềm lực của người này. Điều anh thiếu chỉ là thời gian, thành tựu trong tương lai chắc chắn không thua kém gì ngôi sao hy vọng của nhà họ Hó Hoắc. Rất nhiều người nảy sinh tranh cãi, nhưng Hoắc Khải không để tâm tới những chuyện này. Người khác bình luận thế nào, anh chẳng buồn quan tâm, và lại, đứng từ góc độ lý trí, Hoắc Khải còn hy vọng mình không được ai chú ý. Chỉ có như thế, anh mới có thêm thời gian để phát triển khi hành động vây quét của nhà họ Hoác đã triệt để thất bại, sau khi công ty hy vọng mới kiếm được nguồn lợi nhuận lớn, người nhà họ cơ cũng bắt đầu bối rối. Lúc công ty hy vọng mới bị nhà họ Hoác nhắm tới, nhà họ cơ không lựa chọn đứng ra giúp đỡ, thậm chí trong thời khắc then chốt nhất còn muốn chơi trò, ném đá xuống giếng, với cơ hương ngưng. May mà nhờ lời đề nghị của Hoác Khải, cơ hương ngưng kịp thời tìm tới sự giúp đỡ của quốc tế đường thị, nếu không thì vị trí của cô ấy khó lòng giữ được. Mà bây giờ, Hoắc Khải dùng một lần thắng lợi nữa để chứng minh bản thân mình, cũng chứng minh thực lực của hy vọng mới. Khi thông báo của mấy chục công ty liên minh được đưa ra, người nhà họ cơ chết xứng. Họ đành mặt dày tìm tới cơ hương ngưng, hy vọng thông qua cô ấy mà trèo kéo quan hệ với hy vọng mới. Cơ hương ngưng không từ chối, cô ấy chỉ đưa ra một điều kiện khiến người nhà họ cơ càng thêm khó chịu. Ngoài việc tham gia vào hội đồng quản trị đã nói trước đó, cô ấy còn muốn có quyền điều khiển hoàn toàn một công ty con cách nói, điều khiển hoàn toàn, có nghĩa là công ty con này hoàn toàn thoát khỏi quyền nắm giữ cổ phần của nhà họ cơ, chỉ có cơ hương ngưng là người duy nhất giữ cổ phần. Đối với nhà họ cơ mà nói, cho cô ấy một vị trí ở hội đồng quản trị cũng không quá khó khăn, thế nhưng, cho cơ hương ngưng một công ty con để cô ấy toàn quyền quyết định sẽ khiến họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bây giờ mấy công ty mà cơ hương ngưng quản lý đều có xu hướng phát triển tốt, giúp tài sản nhà họ cơ đang dần dần phát triển tới mốc chục tỷ. Nhưng những công ty con này có phát triển tốt đến mấy vẫn là sản nghiệp của nhà họ Cơ. Nếu giao công ty con cho cô ấy toàn quyền quản lý, lỡ như cô ấy chuyên tâm điều hành công ty của riêng mình, không ngó ngàng tới sản nghiệp của nhà họ Cơ thì phải làm sao? Năng lực cá nhân của Cơ Hương Ngưng không có chỗ nào để chê, lại có quý nhân như Hoắc Khải hỗ trợ, tiền đồ trong tương lai không thể nào giới hạn nổi. Đối với cô gái đến từ nhánh phụ này, nhà họ Cơ vừa yêu vừa hận. Thái độ của Cơ Hương Ngưng rất cứng rắn họ không đồng ý thì tôi không đàm phán, có giỏi thì mấy người tự đàm phán được hợp đồng nha. Không phải người nhà họ cơ chưa từng thử, nhưng cơ xuyên hải mới tìm tới Hoác Khải một lần đã bị từ chối thẳng thừng rồi. Lý do của Hoác Khải rất đơn giản, anh chỉ là người đại diện pháp lý của công ty, tổng giám đốc là ninh thần, các ông muốn hợp tác mà đi tìm anh là tìm nhầm người rồi nhé. Cơ xuyên hải tới tìm ninh thần, lý do từ chối của cô ấy càng khiến ông ta muốn ộc máu. Nhà họ cơ xin lỗi nha, chẳng có tiền đồ phát triển gì hết, cũng không dính dáng gì tới nghiệp vụ của công ty chúng tôi, không cần hợp tác với các ông cho lắm. Ninh thần nói như vậy đương nhiên là vì Hoắc Khải đã dặn trước, anh biết thừa tâm tư của cơ xuyên hải thế nào. Cuối cùng ông ta cũng hiểu ra, trừ khi cơ hương ngưng đích thân ra mặt, nếu không, không thể nào đàm phán thành công được. Khi nhận được kết quả thế này, cũng có người nổi nóng nói rằng cùng lắm thì từ bỏ mối lợi này. Chỉ là via gì đó thôi mà, ghê gớm lắm đâu. Những người nói được câu này toàn là dạng đầu óc đơn giản, nhưng cơ chấn hùng thông tuệ hơn họ nhiều. Tuy rằng ông ta không hiểu biết nhiều về khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng vẫn biết rõ rằng tương lai của kỹ thuật VR sẽ cực kỳ rực rỡ. Khi khoa học kỹ thuật đủ tiên tiến, kết nối giữa hư ảo và hiện thực sẽ dựa hết vào kỹ thuật. Nói một câu hơi quá đà, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nhân loại, tất cả mọi thứ mà bạn đọc được trong tiểu thuyết viễn tưởng có thể trở thành hiện thực nhờ vào loại kỹ thuật này. Nếu nhà họ cơ không nắm lấy cơ hội này, sau này chắc chắn họ sẽ hối hận. Đừng tưởng rằng bây giờ sản nghiệp của họ vẫn khá ổn, nhưng khi VR làm chúa tể của mọi thứ, những thứ này sẽ biến thành sản nghiệp lụn bại. Giống như khi thương mại điện tử phất lên, nền kinh tế thực suýt chút nữa bị hủy hoại. Nói đơn giản hơn chút, máy vi tính đã khiến bản tính bị thời đại đào thải hoàn toàn. Mỗi khi kỹ thuật mới và lý luận mới xuất hiện, nó sẽ thay đổi rất nhiều việc của thế giới này. Tuy đã lớn tuổi nhưng cơ chấn hùng cũng muốn được lưu lại một nét bút sâu đậm trong trang sử phát triển của nhà họ cơ. Nét bút này nhất định phải là công lao chứ không thể lời mắng chửi. Ông ta suy nghĩ rất lâu, thêm vào đó, trước kia cơ hương ngưng kết giao được khá nhiều đồng minh, công ty của rất nhiều người phải kiếm tiền nhờ cô ấy. Thế nên, sau cùng hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, Cơ Hương Ngưng được nâng lên hàng thừa kế thứ nhất, đồng thời nhậm chức tại hội đồng quản trị. Ngoài ra, giúp thêm một công ty con mới làm phần thưởng cho cô ấy. Công ty con này có 63% quyền cổ phần thuộc về cá nhân Cơ Hương Ngưng, 37% quyền cổ phần còn lại thuộc về nhà họ Cơ. Ban đầu suy nghĩ của nhà họ Cơ mà cho cô ấy 51% cũng coi như có quyền quyết định hoàn toàn rồi. Nhưng Cơ Hương Ngưng không đồng ý bởi vì cô biết công ty con này về đến tay mình không dễ dàng gì, sau này rất nhiều tự tin của mình phải dựa vào nó mới kiếm được. Sau nhiều lần thương thảo và đàm phán, cuối cùng quyết định tỷ lệ này. Cho dù 37% quyền cổ phần thuộc về nhà họ cơ, nhưng cơ hương ngưng cũng không buồn bã lắm. Bởi vì Hoác Khải từng nói một câu khiến cô nhớ như in. Cô muốn khống chế một người thì trước hết phải cho người đó lợi ích đủ nhiều, khiến người đó không nỡ rời khỏi cô nữa quyền cổ phần 37% kia giống như miếng mồi câu mà Cơ Hương Ngưng dùng để câu cá. Tóm lại bản thân cô tiến tới mục tiêu chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Cơ, tiền kiếm được sau cùng vẫn để lót đường cho nhà họ Cơ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngày nhậm chức tại hội đồng quản trị, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải cùng nhau xuất hiện tại nhà họ Cơ, nhận lời chúc tụng của đám đông. Bây giờ người của nhà họ Cơ khá kính trọng Hoắc Khải, thậm chí là nể sợ giá trị tài sản của hy vọng mới đã vượt qua nhà họ cơ, đứng từ góc độ kinh tế, địa vị xã hội của Hoác Khải không hề thua kém cơ chấn hùng. Nếu cộng thêm tiềm lực của công ty, thậm chí còn vượt xa cơ chấn hùng. Không một ai dám bất kính với anh, thậm chí không ai thực sự coi anh như phó tổng giám đốc của công ty con nhà họ cơ. chương 489, giả thiết. Phó tổng giám đốc Lý, nào, tôi xin kính cậu một ly. Một thành viên hội đồng quản trị của nhà họ Cơ chủ động bước tới kính rượu anh. Nhiều người ở bên cạnh vội vàng hùa theo, trong nghi thức đón chào này, mức độ được quan tâm của họ Khải còn vượt cả Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng không hề cảm thấy bất mãn, cô nhìn về phía người đàn ông được đám đông vây quanh, trong lòng tràn ngập cảm thán. Khi vừa mới vào công ty, anh là một tên mọt sách nói như rồng leo làm như mèo mửa, không coi ai ra gì. Nhưng hiện giờ, anh trở thành đối tượng mà tất cả mọi người muốn nịnh nọt, lấy lòng. Cho dù anh là con riêng của nhà họ Lý, nhưng cứ là con riêng của gia tộc lớn thì sẽ giỏi như anh à. Đáp án hiển nhiên là phủ định rồi, nếu không cũng chẳng có nhiều cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước bị người ta bóc phốt. Địa vị của Hoác Khải ở nhà họ cơ không hề tầm thường khiến cơ hương ngưng thấy vui vẻ, chỉ ít điều này chứng minh mắt nhìn người của cô không hề sai. Cơ chấn hùng ngồi xuống bên cạnh, trước tiên vẫn chúc mừng cơ hương ngưng, sau đó mới thì thầm hỏi, đã đàm phán ổn thoải với bên hy vọng mới chưa? Vẫn chưa đàm phán, cơ hương ngưng trả lời. Cơ chấn hùng sững người, sau đó lập tức nhíu mày, sao vẫn chưa đàm phán? Đừng quên, chúng tôi đã đáp ứng hết điều kiện của cô rồi. Tôi nói chưa đàm phán chứ không có nghĩa là không đàm phán. Việc phát triển kỹ thuật VR cần thời gian, trong phương diện này, nhà họ cơ không giúp sức được gì chỉ cần gia nhập được thì việc sớm hay muộn trên danh nghĩa có gì khác biệt, cơ hương ngưng đặt câu vặn hỏi. Cơ chấn hùng nghẹn họng, không thể nói được gì, đành phải bảo tất cả mọi người trong gia tộc đang đợi kết quả sau cùng, cô không thể nuốt lời đâu đấy. Đừng quên, tiến vào hội đồng quản trị đồng nghĩa với trách nhiệm to lớn hơn. Nếu cô không gánh vác nổi, hội đồng quản trị sẽ không đồng ý để cô tiếp tục nhậm chức đâu. Câu nói này đã mang cả hàm ý uy hiếp rồi nhưng cơ hương ngưng vẫn không quá để tâm, muốn bãi nhiệm tôi cũng không thành vấn đề, các ông cứ liệu mà làm là được. Thái độ, sao cũng được, cũng cô khiến cơ chấn hùng không còn gì để nói. Bây giờ cả nhà họ cơ này có ai dám đòi bãi nhiệm cơ hương ngưng? Bãi nhiệm cô ấy rồi thì công ty hy vọng mới còn liên quan gì tới họ đâu. Thế nên cơ chấn hùng cũng chỉ có thể nín nhịn, dù trong lòng tức anh ách đến mức nào đi chăng nữa cũng phải nuốt ngược về. May mà quan hệ khá tốt của cơ xuyên hải và cơ hương ngưng vẫn còn nguyên đó, ông ta nói đỡ cho vài câu để vớt phát tình hình. Cơ hương ngưng cũng biết chắc chắn phải đàm phán, bất kể là với Hoắc Khải hay với Ninh Thần, họ không thể nào từ chối yêu cầu hợp tác của cô được. Về việc đàm phán thế nào, cơ hương ngưng phải nghĩ lại. Cô không muốn dùng quan hệ cá nhân để cưỡng ép chiếm được lợi ích từ bất kỳ ai, càng ỉ lại vào Hoắc Khải, cô càng muốn phân chia rạch ròi với anh trên phương diện kinh doanh. Nếu không, lòng cô sẽ thấy hụt hạc lắm một buổi tiệc rượu được tổ chức vì cơ hương ngưng sau cùng biến thành sâu diễn cá nhân của hoác khải tất cả mọi người vây quanh ai ngược lại rất ít người quan tâm tới chính chủ người khác không muốn nghĩ tới điều này chứ hoác khải không thể ngó lơ được tuy rằng ban đầu anh đối đãi với cơ hương ngưng như một công cụ nhưng sau thời gian dài qua lại hai người đã trở thành bạn bè rồi nói một cách công bằng năng lực cá nhân của cơ hương ngưng vẫn mạnh hơn ninh thần cô ấy đủ lý trí suy xét việc gì cũng toàn diện hơn, là một người phụ nữ có chủ kiến. Cô ấy sở hữu toàn bộ yếu tố cá nhân để thành công, chỉ thiếu mỗi thời cơ thôi. Người như thế này, hoác khải bằng lòng đào tạo thêm, cho dù trong tương lai chưa chắc cơ hương ngừng sẽ nghe lời anh. Nhưng việc kinh doanh vốn phải như vậy, người bên cạnh mình càng giỏi giang thì việc kinh doanh của mình càng dễ dàng. Nếu người xung quanh toàn là dạng bùn nhão không chát nổi tường, cho dù bản lĩnh của mình cao cường đến câu cũng vẫn chật vật, làm người hưởng năm. Vì thế, khi bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hoác Khải chủ động đi tìm cơ hương ngưng. Hoác Khải bưng ly rượu đỏ tới ngồi xuống bên cạnh cô, đồng thời nới với mấy người nhà họ cơ định đi theo, xin lỗi, tôi muốn nói chuyện cùng tổng giám đốc cơ. Mấy người kia thức thời bỏ đi hết, không một ai dám tới làm phiền. Điều này khiến khóe miệng của cơ hương ngưng khẽ nhếch lên, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Hoác Khải chủ động tới tìm cô, cô vẫn rất vui nhưng cơ hương ngưng vẫn hỏi, sao không nói chuyện tiếp với họ? Không có gì đáng nói cả, kiến thức của mấy người ấy còn lâu mới bị được cô, nói chuyện với họ cũng vô vị, hoắc khải nhìn về phía cô, ngược lại, cô mới là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy, sao lại ngồi đây trông cô đơn thế này? Quen rồi, cơ hương ngưng bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Câu này không phải nói đùa, khi việc làm ăn càng lúc càng tốt thì cơ hương ngưng càng ngày càng thấy cô đơn. Tất cả mọi người trong công ty đều mong chờ cô giành được đủ thứ lợi ích, nhưng không một ai có thể nói vài câu thật lòng. Đây cũng là lý do khiến cô ỉ lại vào Hoác Khải đến vậy, bởi vì cô biết rằng Hoác Khải là người duy nhất không dựa vào cô để giành được lợi ích, mà là người không ngừng tạo ra lợi ích cho cô. Đương nhiên, có lẽ thứ mà người đàn ông này muốn là thứ khác, nhưng chỉ ít tính đến thời điểm này, cơ hương ngưng chỉ cảm nhận được hơi thở khiến cô yên tâm từ anh. Thói quen này không tốt lắm đâu, Cô muốn có được thành tựu lớn hơn thì phải học cách qua lại với người khác. Cho dù cô không muốn, nhưng vẫn phải làm công tác xã giao. Bởi vì họ không phải là đối tượng hợp tác có cũng được mà không có cũng xong của cô, mà là nguồn lực hỗ trợ không thể thiếu bên cạnh cô, Hoắc Khải nói. Nguồn lực hỗ trợ? Họ ư? Cơ Hương ngừng bĩu môi với vẻ khinh thường. Năng lực của họ quả thực không ra gì, nhưng đừng quên, cô đang ở trong một doanh nghiệp gia đình. Nếu không có những người này, nhà họ cơ không thể tồn tại được vậy thì đối với cô mà nói tất cả chỉ là trống rỗng thế nên sự tồn tại của họ vốn dĩ đã là sự giúp đỡ lớn nhất với cô rồi khoác khải nói cơ hương ngưng thoáng sững người sau đó lập tức hiểu ra ý đồ của anh không có những người này thì không có nhà họ cơ giống như làn da của con người trông có vẻ như thiếu mất một miếng cũng không sao nhưng nếu mất đi rồi mình có còn là mình nữa không cho dù vẫn có thể sống sót nhưng sẽ sống rất chật vật. Vẫn luôn biết rằng kiến giải của anh và những người này có khác biệt rất lớn, nhưng thật không ngờ, anh có thể nói đỡ cho những kẻ vô dụng này hay ho đến vậy. Nếu tôi ngốc nghếch một chút, có lẽ đã vì lời nói của anh mà coi họ như đấng cứu thế rồi, Cơ Hương ngưng nói. Hoắc Khải bật cười, coi như đấng cứu thế thì hơi quá đà đấy, nhưng họ cũng không phải kẻ địch của cô, đừng lúc nào cũng dương cung bạt kiếm như thế. Được rồi, Cơ Hương ngưng khẽ nhún vai thế họ bảo tôi tìm anh đàm phán chuyện hợp tác, anh nghĩ thế nào? Phần trăm thị trường luôn cố định, phần lớn phải chia cho vài công ty quan trọng. Nếu nhà họ cơ muốn, chỉ có thể kém đi một phần. Nhưng một phần này chắc cũng có thể đủ để nhà họ cơ trở thành một công ty lớn với tài sản hàng chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ rồi. Tiền đề là cô có thể lợi dụng nó thật tốt, hoặc khải đáp. Không cần nhiều đến vậy, cái mà họ cần chỉ là quan hệ hợp tác, về phần cho bao nhiêu, họ không quyết định được, tôi cũng không muốn quyết định, càng không hy vọng anh quyết định, cơ hương ngưng nói. Hoác Khải nghe xong cảm thấy không hiểu lắm, không muốn bất kỳ ai quyết định, nghĩa là thế nào. Nghe có vẻ giống như không muốn hợp tác, nhưng chắc chắn không phải ý này. Nhìn biểu cảm của anh, cơ hương ngưng biết người đàn ông này không hiểu cô đang nói gì. Nhưng như thế cũng tốt, anh không hiểu thì cô đỡ phải thấy ngượng ngùng. Thôi, sau này tôi tìm ninh thần đàm phán, yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng hai người đâu cơ hương ngưng nói tôi cũng không sợ cô lợi dụng cô tưởng rằng dỗ dành vợ tôi dễ lắm hả bản lĩnh làm kinh doanh của cô ấy cũng không kém đâu hoác khải cười nhìn nụ cười trên gương mặt hoác khải nghe vẻ hạnh phúc của anh khi nhắc tới ninh thần cơ hương ngưng cảm thấy mất tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào cô đột nhiên hỏi một câu anh có từng nghĩ rằng nếu ban đầu không bị đập vào đầu không lấy ninh thần anh sẽ thế nào không hừm Hoắc Khải không hiểu lắm, chưa từng nghĩ tới chuyện đã xảy ra rồi. Nếu cứ phải dùng giả thiết để tưởng tượng thì không thể có đáp án đúng được. Vẫn là câu trả lời rất lý trí vô cùng quen thuộc, nhưng Cơ Hương ngưng nghe mà thấy không thoải mái, bởi vì đây không phải đáp án mà cô muốn nghe. Tiến vào hội đồng quản trị đã được coi như một thắng lợi ở nhánh chính, tất cả mọi người trong nhà phấn khởi vì điều này. Thực ra trong lòng cô cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình, nhưng đối với Hoắc Khải, cô có tâm tư khác lạ đủ thứ suy nghĩ xoắn chặt vào nhau khiến lúc này đây cô khó lòng kiềm chế bản thân, buột miệng hỏi, anh có từng nghĩ rằng, nếu anh không lấy ninh thần mà lấy tôi? chương 490, vấn đề. Vấn đề này chỉ có thể hỏi tới đây, cơ hương ngưng không tiếp tục nói nữa, vì cô đột nhiên nhận ra mình đang hỏi một câu không nên hỏi nhất. Vấn đề này đã dày vò cô rất lâu, mỗi lần nghĩ tới khả năng đó, cô cực kỳ chán ghét bản thân mình dùng danh nghĩa lý trí để ninh thần gánh chịu tất cả thay mình nhưng trên thực tế, đây chỉ là một hành vi yếu đuối. Cơ hương ngưng không thích kiểu người yếu đuối, cô càng không mong mình là người như vậy nhưng cô lại biết rất rõ, tất cả đều là cô vịn cớ. Lúc trước có suy nghĩ lúc đó, hiện tại lại có ý tưởng khác, tất cả đều thay đổi vì người đàn ông này. Nếu anh vẫn chỉ là con mọt sách chẳng hiểu biết gì, nếu anh không thể hiện ra năng lực đáng sợ như vậy, cô còn cảm thấy hành vi trước đó là hành vi yếu đuối không? chắc chắn là không. Còn Hoác Khải, khi đối mặt với vấn đề này, bị hỏi như thế, chính anh cũng sửng sốt, sau đó anh nhìn cơ hương ngưng hỏi ngược lại, sao cô lại muốn hỏi cái này? Đã hỏi ra rồi, dù trong lòng biết là không nên hỏi, cơ hương ngưng vẫn muốn biết đáp án. Cô cắn môi, lại hỏi thêm một vấn đề mới, anh cảm thấy. Kiểu người như tôi làm vợ tốt hơn hay ninh thần sẽ hợp hơn? Câu này khiến mặt cơ hương ngưng đỏ bừng, cô vẫn luôn là kiểu người có cá tính mạnh, rất ít khi có dáng vẻ ngượng ngùng thế này. Mấy người nhà họ cơ đứng cách đó không xa thấy cảnh này thì đều cười thầm và xì xào bàn tán. Đa số đều cảm thấy cơ hương ngưng và Hoác Khải có gì đó với nhau, nói cách khác, vì sao Hoác Khải lại chịu hạ mình làm một phó tổng giám đốc ở một công ty con nhỏ bé chứ? Trong mắt người thường, phó tổng giám đốc công ty con đã là một chức vụ cao, lương một năm tới mấy triệu nhưng đối với Hoác Khải, bấy nhiêu đó chẳng nhầm nhò gì. Lợi nhuận một năm của hy vọng mới có thể đạt tới hơn một tỷ, hơn nữa, vì không có người góp vốn nên có thể nói những lợi nhuận sẽ chảy hết vào túi của Hoác Khải. Đương nhiên, nếu cứ phải tính toán chi ly thì anh và ninh thần mỗi người một nửa. Nhưng dù là mỗi người một nửa, bấy nhiêu đấy cũng hơn xa mức lương mà cơ hương ngưng có thể trả. Nên chỉ còn một khả năng là giữa cơ hương ngưng và Hoác Khải có mối quan hệ đặc biệt, còn việc anh đã kết hôn chưa thì đó lại là một vấn đề khác nữa đối với mấy người kinh doanh những điều này không quan trọng mà thứ quan trọng là việc đó có mang lại lợi ích cho họ hay không chỉ cần là có họ sẽ ủng hộ nhìn bộ dạng thẹn thùng của cơ hương ngưng sao hoác khải không hiểu ý của cô ấy chứ sức quyến rũ của mình thế nào trong lòng hoác khải vẫn biết dù anh không phải loại người nổi bật khiến người ta kinh ngạc nhưng cũng không quá tệ còn đối với phụ nữ vẻ ngoài đủ tiêu chuẩn nhân phẩm còn được còn lại phải xem năng lực cá nhân năng lực càng mạnh thì càng có thể tạo cho người phụ nữ cảm giác có thể dựa vào, mà có thể dựa vào sẽ mang tới cảm giác an toàn. Thú thật, sau khi nhận ra lòng giả của cơ hương ngưng, suy nghĩ đầu tiên của Hoác Khải là anh hơi đau đầu. Một phan tư mế cũng đã đủ làm anh nhức óc, nếu thêm cơ hương ngưng nữa, anh nên làm gì đây? Lưỡng lự một chút, Hoác Khải mới đáp, hai người đều có ưu điểm riêng, không hề giống nhau, không thể so sánh được. Tôi đang nói về anh, nếu đã đến nước này, Cơ hương ngưng cũng không tiếp tục giấu giếm nữa, dũng khí trong lòng càng nhiều. Cô hỏi tiếp, nếu là anh, anh muốn kết hôn với tôi hay là ninh thần? Câu hỏi này quá trực tiếp, chỉ thiếu điều hỏi thẳng ra là anh thích ai thôi. Hoắc Khải cười khổ, tôi có thể không trả lời không? Không thể, cơ hương ngưng nói tiếp, dù anh muốn nói là ninh thần phù hợp với tiêu chuẩn của anh hơn thì vẫn phải nói. Anh cũng không cần quá áp lực, tôi chỉ muốn biết kiểu đàn ông như anh thích hình tượng phụ nữ nào thôi tôi thích khá nhiều kiểu, dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp, đoan trang, cá tính, đều được. Anh biết tôi muốn hỏi điều gì mà, cơ hương ngưng nhìn anh chầm chầm, dáng vẻ như thể hôm nay anh không đáp thì cũng đừng mơ ra khỏi cửa. Hoác Khải rất bất đắc dĩ, anh đành phải trả lời, thật ra, từ góc độ lý trí, cô hợp làm vợ hơn ninh thần, vì năng lực của cô cao, cách suy nghĩ cũng thiên về kinh doanh. Trong sự nghiệp, cô có thể giúp đỡ chồng nhiều hơn. Nhưng ninh thần không giống cô, cô ấy là kiểu con gái cưng của gia đình nếu như trước đó không bị tôi ép tiến vào con đường làm ăn buôn bán có lẽ hiện tại cô ấy chỉ thích giúp chồng dạy con thôi đương nhiên tới tận lúc này cô ấy vẫn thích cuộc sống bình yên giản dị còn tôi ấy à thật ra tôi không nghĩ quá nhiều về tình yêu chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người là được về phần năng lực của bạn đời tôi không quá chú trọng tôi có thể hiểu ý của anh là anh không được tự nhiên khi ở cạnh tôi không cơ hương ngưng bĩu môi nói nhưng thường ngày tôi cũng không thấy anh có biểu hiện như thế. Nếu cô hiểu như vậy thì đã hiểu lầm ý tôi rồi, Hoắc Khải đành phải giải thích, ý của tôi rất đơn giản, cô ấy gả cho tôi, còn sinh cho tôi một đứa con gái thì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, cũng là một phần không thể nào thay đổi trong số mệnh của tôi. Vì thế, tôi sẽ không nghĩ tới những người phụ nữ khác, vì tôi không muốn phụ lòng cô ấy, càng không muốn làm đường đường buồn. Nên ý anh muốn nói là anh gặp cô ấy trước nên chỉ có thể chọn cô ấy chứ không phải khác biệt giữa chúng tôi, cơ hương ngưng hỏi dồn Ý tôi cũng gần như thế, Hoác Khải nói. Anh đã cố gắng truyền đạt đáp án một cách huyền chuyển nhất có thể để không làm tổn thương cơ hương ngưng. Người càng mạnh mẽ thì càng khó tiếp thu sự thất bại. Đặc biệt là người có cá tính như cơ hương ngưng, nói nặng nề quá thì chưa biết chừng cô ấy nhảy lầu tự sát luôn. Mà hiện giờ, đáp án của Hoác Khải lại khiến cơ hương ngưng thở vào nhẹ nhõm, ít nhất thì cô có thể xác định là mình không bị người ta ghét cơ hội để ở cạnh hoác khải đã rất nhỏ rồi giờ cô muốn dùng đáp án này để an ủi bản thân cô không bại bởi ninh thần chỉ bại bởi một cơ hội nếu thời gian quay ngược lại cô là vợ của hoác khải thì bây giờ anh sẽ phát triển cực kỳ tốt nghĩ như vậy trong lòng cơ hương ngưng thoải mái hơn nhiều cô cười nói nếu những lời này bị vợ anh nghe được không chừng cô ấy sẽ cào nát mặt anh mất anh có biết phụ nữ ghét mấy câu như thế lắm không? Hoác Khải cảm thấy giờ khóc giờ cười, tôi nói thế không phải vì an ủi cô à. Hơn nữa ninh thần cũng không phải loại thích tiến hành giao lưu tình cảm gia đình theo kiểu bạo lực như thế. Không nói tới chuyện Hoác Khải không làm gì, dù anh có gì đó với cơ hương ngưng, với tính cách của ninh thần, cùng lắm cô cũng chỉ khóc lóc hoặc yên lặng đề nghị ly hôn. Còn kiểu, một khóc, hai quậy, ba thắt cổ, cô tuyệt đối không làm. Nói cách khác, khi chuyện Phan Tư Mễ lộ ra, Ninh Thần đã nên bùng nổ rồi. Có được một đáp án tạm gọi là hài lòng, cảm xúc của cơ hương ngưng thoải mái hơn trước nhiều, cô nâng ly, cụng vào ly của Hoác Khải rồi nói cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Sau đó, cô nâng ly, nhấp một ngụm rồi đi tới chỗ những người khác, bắt đầu củng cố địa vị bản thân. Nhìn cơ hương ngưng thành thạo trò chuyện, tươi cười với đám đông, Hoác Khải cảm thấy hơi đau răng. Câu, cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Suốt cuộc đang nói tới việc Hoắc Khải giúp cô ngồi vào ghế chủ tịch hay là vấn đề vừa rồi. Thú thật, Hoắc Khải càng hy vọng là cảm ơn để có địa vị hiện giờ. Tất cả là nhờ anh hỗ trợ hơn. Nếu vậy anh không cần lo lắng nhiều. Hoắc Khải cũng nghĩ lại, nếu sau này Cơ Hương ngưng lại đột nhiên lên cơn, chạy tới nhà mình làm ẩm ý giống Phan Tư Mễ thì sao? Ninh Thần có thể nhịn chuyện như thế một lần, cô có thể nhịn chịu đựng lần nữa hay không? hoác khải không mong cô sẽ nghỉ chơi hết với bạn thân ngày xưa vì mình như bây giờ phan tư mễ đã rất ít liên lạc với ninh thần càng về sau cô ta và từ lực phàm sẽ có khởi đầu mới hai người đó đã đính hôn lâu rồi nghe nói sắp tới sẽ chuẩn bị kết hôn tin tức này do phan tư mễ nói trong nhóm chat bạn bè mọi người vừa chúc mừng cô ta vừa cảm thấy kinh ngạc người đẹp luôn thờ ơ với đàn ông lại sắp kết hôn từ lực phàm đúng là không tệ trong đám người theo đuổi Phan Tư Mễ trước đây, nhiều người tốt hơn Từ Lực Phàm. Sau khi ấy cô ta không đồng ý mà giờ lại chịu. Mọi người đều tò mò là sức quyến rũ của Từ Lực Phàm lớn cỡ nào mà có thể khiến Phan Tư Mễ mê muội tới vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 491: Kế hoạch mua lại. Chỉ có Hoắc Khải và Ninh Thần biết rằng, cho dù Phan Tư Mễ muốn đính hôn hay là kết hôn thì đều là vì muốn kích thích Hoắc Khải. Đáng tiếc là cô ta càng làm như vậy thì Hoắc Khải lại càng thở ơ. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Hoắc Khải rời khỏi nhà họ Cơ. Hiện tại chuyện của nhà họ Cơ đã gần kết thúc, Cơ Hương Ngưng đã thành công lọt vào hội đồng quản trị, mục tiêu lần sau sẽ là trở thành một cổ đông lớn cấp cao hơn, lần sau nữa thì sẽ là vị trí chủ tịch. Lần này, theo ước tính của Hoắc Khải thì chắc sẽ mất khoảng 2 năm, không dài cũng không ngắn. Ít nhất đối với 99% người dân trên thế giới mà nói, việc có thể trở thành chủ tịch của nhà họ cơ trong hai năm chính là một kỳ tích. Theo như tình hình hiện tại, cho dù Hoác Khải không còn tiếp tục thăng chức, thì việc cơ hương ngưng trở thành chủ tịch nhà họ cơ cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Bởi vì ngoài việc tiến vào hội đồng quản trị, cô ấy đã có sẵn điều kiện khó khăn nhất để tranh chức chủ tịch, đó là tiến vào hàng thừa kế thứ nhất. Đồng thời, cơ hương ngưng cũng có một vũ khí khác có thể hỗ trợ cho mình, đó là công ty chi nhánh mà cá nhân cô ấy tuyệt đối nắm giữ. Trong tương lai, Cơ Hương Ngưng sẽ xây dựng một chuỗi công nghiệp toàn diện xung quanh công ty chi nhánh này, đến lúc đó cho dù nhà họ Cơ có muốn tách nó khỏi cô ấy thì họ cũng sẽ không thể nào làm được. Khi đó, mọi người sẽ dựa vào Cơ Hương Ngưng để gặt hái lợi ích, vậy còn ai phản đối việc cô ấy trở thành chủ tịch nữa? Chống lại cô ấy tức là từ bỏ lợi ích của bản thân. Về phần con cháu dòng chính, Hoắc Khải không cho rằng đó là vấn đề. Trong quá khứ không ai trong nhánh phụ có thể làm chủ tịch hội đồng quản trị, thứ nhất là do năng lực cá nhân không đủ, thứ hai là số phiếu bầu trong hội đồng quản trị không đủ. Nhưng bây giờ, cả hai vấn đề đó đều đã biến mất. Năng lực cá nhân của cơ hương ngưng rất tốt, trong số phiếu bầu của ban giám đốc, cô ấy hiện có thể giành được ít nhất hai phiếu bầu của dòng chính. Nếu tính thêm cả phiếu của nhánh phụ, tỷ lệ gần như là 50 đến 50 khi đấu với dòng chính. Khi thời điểm đến, chỉ cần sử dụng bộ não của mình hợp lý một chút thì sẽ có được chiếc chìa khóa vàng một cách thật dễ dàng. Thời tới, không ai có thể cản kịp nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Cơ, Hoắc Khải lại tiếp tục kế hoạch liên minh của mình. Mặc dù 27 công ty đã thành lập liên minh, nhưng vẫn còn hàng chục công ty trong danh sách chờ anh đi đàm phán. Những công ty này không phải là vấn đề, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian nhiều công ty có những yêu cầu dai dẳng về thị phần và không dễ để họ đồng ý với ý tưởng của anh. Không phải ai nhìn thấy tiềm năng của hy vọng mới cũng đều sẽ tin tưởng như con thiêu thân lao vào lửa. Công ty thứ 28 đặt trụ sở tại một tỉnh khác, có khoảng cách khá xa. May mắn thay, hiện nay phương tiện giao thông rất phát triển, anh có thể tới nơi trong nháy mắt bằng máy bay. Sau khi đến thành phố đó, Hoác Khải đã gặp chủ tịch của công ty kia tại sân bay. Việc chủ tịch đích thân ra máy bay đón anh đã thể hiện sự khẩn trương và quyết tâm của bên kia. Khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, Hoác Khải biết rằng việc đàm phán cơ bản đã ổn định. Chắc chắn rằng khi bắt xe đến công ty, chủ tịch hội đồng quản trị tên Tô Tử Hàng này đã tỏ ra rất háo hức mong muốn đạt được thỏa thuận hợp tác với hy vọng mới càng sớm càng tốt. Không phải vì anh ta cảm thấy việc hợp tác này có thể mang lại nhiều lợi ích cho mình ngay lập tức, mà vì anh ta vừa được thừa kế tài sản của gia đình, nên đang cần một đồng minh mạnh mẽ để chứng minh năng lực và giúp anh ta ổn định vị trí của mình. Công ty hy vọng mới tuy không lớn lắm, nhưng tiềm năng của nó rất rõ ràng đối với tất cả mọi người, và nó lại vừa đánh bại nhà họ hoác hùng mạnh. Ngoài ra, anh ta đã có liên hệ với các công ty lớn do quốc tế đường thị đứng đầu, và người ta nói rằng hàng chục công ty đã liên minh với nhau, có ý định xây dựng một thị trường VR lớn mạnh trong tương lai. Nhiều người nói rằng đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay, ai tham gia vào chắc chắn sẽ còn được hưởng lợi cả trăm năm nữa, nhưng nếu không tham gia thì 10 năm sau nhiều khi còn có khả năng sẽ bị thời đại trực tiếp đào thải. Vì vậy, nhiều người đang tìm kiếm các mối quan hệ ở khắp mọi nơi, mong muốn trở thành đối tác với công ty này, nhưng thật không may, không phải công ty nào thì hy vọng mới cũng sẵn sàng liên minh. Những công ty mà Hoác Khải chọn phải có tiềm năng và có thể bước vào top 5 trong mọi ngành công nghiệp. Quan trọng nhất, những công ty này không được có trong danh sách do ám giới cung cấp. Nếu công ty nào có tên trong danh sách, thì dù cho có xếp hạng nhất trong nước cũng vô ích. Hầu hết các công ty đều được sàng lọc theo cách này, công ty có thể khiến cho Hoác Khải thể trực tiếp đến thăm và đàm phán đều có nền tảng khá sạch sẽ. Có thể có gián điệp thương mại do các đối thủ khác gửi đến, nhưng không thể để cho các thế lực đen thâm nhập vào liên minh này. Đối với công ty này bây giờ, mặc dù nó còn chưa vào top 20 trong bảng xếp hạng ngành hiện tại, nhưng tổng tài sản của nó cũng ngang ngửa với hy vọng mới. Nhưng theo quan điểm của Hoắc Khải, vị trí của họ cũng quan trọng như của Quốc tế Đường Thị. Vì công ty này chủ yếu tham gia vào ngành công nghiệp chip, còn kế hoạch của Hoắc Khải là thành lập công ty chip độc lập của riêng mình trong tương lai, nên đây là một trong những mục tiêu quan trọng của anh. Vì vậy ngoài sự hợp tác, điều mà Hoắc Khải mong muốn hơn cả là cổ phần của người khác, càng nhiều càng tốt. Cho dù phải trả nhiều tiền mặt cho việc này cũng không thành vấn đề dù sao, đối với hy vọng mới thì dòng tiền có đủ hay không cũng không quan trọng. Mặc dù họ bắt đầu từ thương mại điện tử, nhưng họ hiện đang phát triển ngày càng mạnh tại thị trường truyền thống và giữ được dòng tiền dồi dào. Hoắc Khải chưa nói chuyện với Tô Tử Hàng về việc mua cổ phần, anh chỉ nói về điều kiện và yêu cầu hợp tác. Về vấn đề này, Tô Tử Hàng không thể chờ đợi được nữa, chỉ cần thành công hợp tác, hầu như chuyện gì anh ta đều có thể đồng ý. Từ góc độ này có thể thấy, kinh nghiệm của Tô Tử Hàng vẫn còn quá ít, thậm chí có thể gọi là quá non nớt. Anh ta chỉ biết tìm một đồng minh đắc lực để ổn định vị trí của mình chứ chưa hề nghĩ đến hậu quả của việc cõng sói về làng. Những người xung quanh tuy đã cố ý nhắc nhở anh ta rằng không nên thể hiện mục đích quá rõ ràng, nhưng Tô Tử Hàng không quan tâm. Nhiều người đã lên tiếng khuyên nhủ, nhưng anh ta chỉ cảm thấy rằng bọn họ đang cố tình làm khó mình. Bố anh ta vừa qua đời, giao cho anh ta tiếp quản công ty cũng chưa được hai tháng, đúng lúc rất cần phải lập thành tích. Có người trong hội đồng quản trị từ lâu đã nói sau lưng rằng anh ta không đủ tư cách để làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm sao một người trẻ tuổi có lòng tự ái mạnh mẽ như anh ta lại có thể chịu đựng được những lời lẽ như vậy. Người khác càng nói không, anh ta càng muốn làm. Trong vòng một giờ đi đường, Hoác Khải đã nắm được thóp của chàng trai trẻ này, nên đương nhiên cũng biết cách đối phó với công ty của anh ta. Sau khi đến công ty, Tô Tử Hàng đích thân dẫn bộ phận pháp lý, bộ phận tiếp thị, bộ phận quan hệ công chúng tham gia đàm phán. Ngoại trừ một số trưởng phòng, trong hội đồng quản trị chỉ có hai vị giám đốc xuất hiện, ngoài ra không có ai khác. Với mức độ hợp tác này, đáng lý ra tất cả các thành viên hội đồng quản trị nên có mặt. Đánh giá tình hình hiện tại, rắc rối mà Tô Tử Hàng gặp phải trong công ty chắc chắn là khá nghiêm trọng, chẳng trách tên này lại khẩn trương như vậy. Hoắc Khải đã đưa ra các điều kiện và yêu cầu liên quan của việc hợp tác đồng thời thêm một kế hoạch mua lại bổ sung. Công ty Hy vọng mới sẽ đầu tư 500 triệu để mua lại 10% cổ phần của tập đoàn Phong Âu, số cổ phần này phải có mọi quyền lợi hợp pháp chứ không phải là chỉ được chia cổ tức. Nói cách khác, Hoắc Khải sẽ chi 500 triệu để có được quyền quyết định trong tập đoàn Phong Âu. Cần biết, nắm 10% vốn cổ phần chắc chắn sẽ trở thành cổ đông lớn trong một công ty niêm yết. Ngay cả bản thân Tô Tử Hàng cũng chỉ có 10% vốn cổ phần vì vậy điều kiện này ngay lập tức bị bác bỏ. Tô Tử Hàng không muốn bán cổ phần, các thành viên hội đồng quản trị cũng vậy, họ chỉ cần dựa vào tên tuổi của hy vọng mới để gia tăng phần thắng trong các chiến lược đàm phán sau này mà thôi. Muốn nhận lợi ích mà không muốn cho đi lợi ích, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Hoác Khải có quá nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch với các công ty nhỏ này, ngay cả hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần cũng đã phải học hỏi từ anh mọi người không đồng ý bán cổ phần cũng được chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác tôi sẽ không dùng điểm này để làm khó mọi người nhưng tôi cũng hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ bản thân đang cự tuyệt cơ hội gì trong tương lai công ty của tôi sẽ nắm tất cả thiết bị công nghệ va mọi người nên hiểu thị trường công nghệ va lớn như thế nào nói một cách tương đối thì thị trường chip này cũng sẽ chiếm một vai trò rất lớn vì lợi ích này nên tôi phải có quyền kiểm soát nhất định trong công ty mà tôi muốn tham gia hợp tác nếu không thì tại sao tôi lại phải nhường thị phần của mình cho mọi người. Nói thẳng ra, nếu chúng tôi đã có thể cung cấp công nghệ VR, thì cũng không khó để xây dựng nên một công ty chip với đẳng cấp ngang với công ty của mọi người. Mọi người nên hiểu rõ điều này. chương 492, gặp lại Cố Phi Dương. Các công ty chip trong tương lai phải dựa vào công nghệ VR để phát triển, cho dù đó là điện thoại di động, máy tính, tivi, thiết bị điện tử cá nhân. Chúng đều không thể tách rời. Công nghệ VA của chúng tôi hiện đang ở trình độ hàng đầu thế giới, không biết chủ tịch Tô có hiểu sự khác biệt đẳng cấp thế giới là như thế nào hay không, nhưng tôi có thể nói chắc chắn với anh là chúng tôi sẽ chiếm hơn một nửa thị trường này trong tương lai. Tôi không nói quá, mà đây chính là sự thật, thị phần là như vậy, ai đứng trước sẽ là người đi trước, không mắc sai lầm lớn thì dù công nghệ giống nhau cũng khó bị lật đổ, Hoắc Khải nói. Lời nói của anh càng lúc càng gây áp lực cho Tô Tử Hàng. Vì những gì mà Hoác Khải nói không hề sai, nếu công nghệ VR thực sự phát triển thì hơn một nửa ngành công nghiệp chip trong tương lai đều phải liên quan đến công nghệ này. Còn với chip phần cứng thông thường thì hãng nào cũng có thể sản xuất được, giá thành cạnh tranh hơn chip cao cấp. Nếu Tô Tử Hàng muốn ổn định vị trí của mình, thậm chí muốn nâng cao vị trí, dẫn dắt công ty phát triển lớn mạnh hơn nữa, thì nhất định phải lên con thuyền này. Bây giờ mà không lên, nếu như sau này Hoác Khải thật sự phát triển công ty chip của riêng mình, làm thế nào anh ta có thể giữ được lợi thế trong tương lai trong lĩnh vực khoa học công nghệ không có lợi thế thì cũng đồng nghĩa với việc bị đào thải công nghệ càng tụt hậu thì khách hàng càng ít nét mặt của tô tử hàng trông như rất khó nghĩ anh ta nói tôi cần thảo luận lại với hội đồng quản trị anh biết đấy đây không phải là việc mà một mình tôi có thể đưa ra quyết định tất nhiên hoác khải có thể hiểu điều này anh gật đầu và nói anh có thể tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị nhưng không nên mất quá nhiều thời gian, bởi vì chúng ta đang hình thành một liên minh khổng lồ trong thị trường tương lai. Ngoài các thành viên của liên minh này, các công ty mới sẽ không dễ dàng được thêm vào. bị loại cũng đồng nghĩa với việc anh phải cạnh tranh với vô số đối thủ. chuyện này có lẽ không cần tôi nói thì anh cũng hiểu. tôi biết tổ tử hàng bị hoắc khải làm cho dao động, hoặc là nói anh ta hiện tại vì rất muốn củng cố vị trí của mình nên không có thời gian nghĩ đến chuyện khác chỉ cần Hoắc Khải chịu ném cho anh ta một chiếc phao cứu mạng, anh ta nhất định sẽ tìm cách nắm lấy. Cần có thời gian triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận vấn đề này, hôm nay thì quá muộn rồi. Ngay cả khi họp lại bây giờ cũng chưa chắc đã có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Vị trí của Tô Tử Hàng trong công ty không ổn định, muốn thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị thì cần phải có thái độ cứng rắn, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Vì vậy, trong khi thảo luận với các giám đốc cấp cao khác trong công ty, Tô Tử Hàng đã sắp xếp chỗ ở lại cho Hoác Khải. Mọi thứ đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn cao nhất bởi lòng hiếu khách. Ngoài ra, một buổi tiệc chào mừng đã được chuẩn bị đặc biệt cho Hoác Khải. Không chỉ có những người từ tập đoàn Phong Âu đến đây, mà còn có cả những vị khách từ các công ty khác. Hầu hết các công ty này dựa vào tập đoàn Phong Âu để tồn tại, và một số trong số họ muốn sử dụng tên tuổi của Phong Âu để kết nối với hy vọng mới để xem liệu họ có thể đạt được thỏa thuận hợp tác nào hay không. Anh Lý, chờ một chút tôi sẽ giới thiệu cho anh một người phụ nữ xinh đẹp. Ở chỗ của chúng tôi thì cô ấy là người tuyệt vời nhất, nhưng người phụ nữ xinh đẹp này lại luôn tỏ ra không quan tâm đến đàn ông. Tôi đã theo đuổi cô ấy rất lâu rồi nhưng không được, Tô Tử Hàng nói. Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói, những chuyện này tôi không có hứng thú, Chủ tịch Tô không cần bận tâm. Theo quan điểm của Hoắc Khải, Tô Tử Hàng này quá non nớt, nếu là một doanh nhân có kinh nghiệm muốn sử dụng mỹ nhân ký cũng sẽ không nói những lời như vậy lời nói đó chẳng khác nào đang tố cáo bản thân anh ta kém cỏi đến mức không thể theo đuổi được phụ nữ trong một thời gian dài lời nói đó cũng có nghĩa rằng anh ta theo đuổi không được nên mới đẩy người đó cho người khác đúng là một ý tưởng chẳng ra gì lời nói này cứ giống như là đang hạ thấp người khác vậy nếu như không phải cách nhìn người của hoác khải đã khác trước thì cũng sẽ không hợp tác tiếp với tô tử hàng Tô Tử Hàng hoàn toàn không nhận ra sự mơ hồ trong chính lời nói của anh ta, anh ta vẫn đang băn khoăn không biết làm thế nào để lấy lòng Hoắc Khải. Lúc này, người thư ký bước tới nói nhỏ, "Cô Cố đến rồi." Tô Tử Hàng nhìn về hướng cửa, sau đó mắt anh ta sáng lên, kéo Hoắc Khải chỉ về một hướng nhất định và nói, "Anh Lý, nhìn này, đó là người đẹp băng giá mà tôi đang nói đến, cô Cố Phi Dương." Trái tim của Hoắc Khải nảy lên khi nghe thấy cái tên này, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc khi nhìn thấy người đi từ hướng đó đến, anh không khỏi sướng sờ. Anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dạ hội với dáng người duyên dáng, đang đi về phía bên này. Cô ấy trang điểm không đậm nhưng lại khiến bản thân trông thuần khiết hơn, đường nét thanh tú, xương quai xanh lộ ra một nửa, chiếc cổ thon thả như thiên nga, mọi thứ trông thật xinh đẹp. Làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn, như thể có một lớp sữa phủ trên bề mặt. Cô ấy là cố phi dương, Người phụ nữ đã từ chối sự giúp đỡ của Hoắc Khải và đưa con gái mình đi tìm cuộc sống mới. Cố Phi Dương rõ ràng là không mong đợi nhìn thấy Hoắc Khải ở đây. Khi nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trong tầm nhìn của mình, cô ấy còn tưởng rằng mình đang mơ. Sau khi xác nhận đúng là anh, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Cố Phi Dương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười quyến rũ. Ánh mắt của rất nhiều người đàn ông đều dán vào cô ấy, nhưng Cố Phi Dương không hề để ý đến cô ấy đi thẳng đến chỗ hoác khải chậm rãi nâng cánh tay ngọc ngà của mình lên lòng bàn tay vẫn thon dài mềm mại như hai năm trước thanh âm nhẹ nhàng nói với hoác khải anh lý đã lâu không gặp khi cô ấy nói câu này nhịp tim của cố phi dương đã tăng nhanh hơn rất nhiều ngay từ ngày đầu tiên bỏ đi cô ấy đã thề rằng sẽ sống tự lập cô ấy thừa nhận rằng cô ấy có thể thích người đàn ông này nhưng cô ấy không muốn ở lại vì suy nghĩ không nên có này vì điều đó đang hủy hoại thiện cảm của người khác và hủy hoại chính bản thân của cô ấy. Quan trọng hơn, cô ấy còn cảm thấy tự ti. Người đàn ông tốt như vậy sao có thể chấp nhận một người phụ nữ quá bụa đã có một đứa con gái chứ? Cô ấy không xứng. Vì vậy, cô ấy phải nỗ lực để trở thành một người phụ nữ xứng đáng với anh, để một ngày nào đó, khi hai người gặp lại, cô ấy có thể bình tĩnh mà nói với anh rằng, anh Lý, đã lâu không gặp. Bây giờ cô ấy cảm thấy mình đã làm được. Nhìn thấy người quen cũ đã lâu không gặp, trong lòng Hoắc Khải có chút xúc động. Cố Phi Dương không phải là người phụ nữ tốt nhất mà anh biết sau khi sống lại, cô ấy không giỏi hơn Cơ Hương Ngưng trong việc kinh doanh, cũng không giỏi bằng Ninh Thần trong việc quán xuyến nhà cửa. Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ ngay cả khi cô ấy không thể sống hạnh phúc được nữa, vì cô ấy mong muốn được tự lập. Dù đắng cay, mệt mỏi thế nào, cô ấy cũng sẽ cắn răng nuốt hết vào bên trong. Hoắc Khải vẫn luôn đánh giá cao tính cách này. Lúc Cố Phi Dương đột ngột ra đi vào 2 năm trước, nói thật thì Hoắc Khải cũng đã lo lắng rất nhiều. Điều thứ nhất anh lo lắng là sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra với người phụ nữ quá mạnh mẽ này, thứ hai là lo cô con gái nhạc văn văn của cô ấy sẽ không được ổn định. Cô bé mũm mĩm đó rất đáng yêu, và cho đến giờ, thỉnh thoảng Đường Đường vẫn hỏi về việc khi nào cô bé mới được gặp lại người bạn nhỏ của mình. Bây giờ xem ra lo lắng của anh đã thừa thái rồi, vì Cố Phi Dương đang làm rất tốt. Nhưng những ánh mắt nhìn cô ấy chằm chằm đã khiến Hoắc Khải bất giác cảm thấy không được vui. Anh không nghĩ rằng điều này là do tình cảm của anh dành cho Cố Phi Dương, mà chỉ là sự cảm thông của anh dành cho cô ấy, nên đó là mong muốn được bảo vệ cô ấy. Hoắc Khải biết đàn ông đang nghĩ gì khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, bởi vì anh cũng là đàn ông. Vì vậy, những cái nhìn đó khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh có lý do để tin rằng Cố Phi Dương cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng để sống tốt Cô ấy phải thích nghi và đối mặt với những cái nhìn này. Chưa nói đến những người khác, ngay cả Tô Tử Hàng bên cạnh cũng có bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Hoắc Khải bất giác tiến lên một bước, chặn tầm mắt của Tô Tử Hàng, đưa anh đến gần Cố Phi Dương hơn một bước. Đồng thời anh đưa tay ra bắt tay Cố Phi Dương, mỉm cười nói, "Đã lâu không gặp, cô có khỏe không?" "Tốt lắm, tốt hơn bao giờ hết." Cố Phi Dương càng cười tươi hơn. Mặc dù Hoác Khải không làm điều gì đặc biệt, nhưng bước đi nhỏ của anh ấy đã khiến cố Phi Dương tin tưởng nhận ra điều gì đó. Vì vậy, cô ấy rất vui, hạnh phúc vô cùng. Tô Tử Hàng lúc này cũng có phản ứng, ngạc nhiên hỏi, anh Lý và cô cố quen nhau từ trước rồi à? Cố Phi Dương nhìn Hoác Khải mỉm cười giải thích, anh Lý từng là ân nhân của tôi, không, phải nói rằng anh ấy là ân nhân của tôi cả đời. chương 493, Kinh nghiệm từng trải. Tô Tử Hàng càng tỏ ra kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy tò mò hỏi, anh Lý từng cứu cô cố sao? Hay là có chuyện gì khác? Toàn là chuyện nhỏ nhặt thôi, không khoa trương như lời cô cố nói đâu, Hoác Khải đáp lại. Có lẽ đối với anh là chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi mà nói thì đó là chuyện lớn cả đời không quên, cố Phi Dương bỗng nhiên cười lên hỏi, không biết tay nghề nấu ăn của anh Lý có giảm sút chút nào không? Văn Văn vẫn luôn muốn ăn sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu anh nấu đó. Hoác Khải cười lên, Nói chuyện này có khó gì, cô bé thích ăn thì tôi sẽ làm cho cô bé ăn. Không khí vui vẻ trò chuyện giữa hai người khiến Tô Tử Hàng nhận ra ngay, mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản. Vì đến cả tài nấu ăn của Hắc Khải mà Cố Phi Dương cũng biết, nếu chỉ là bạn bè bình thường gặp nhau vài lần thì có thể có kinh nghiệm từng trải như thế sao? Rõ ràng là điều không thể, hơn nữa Tô Tử Hàng còn nhìn thấy vẻ khác thường trong ánh mắt của Cố Phi Dương. Đó là sự tán thưởng với một người đàn ông sự lưu luyến thậm chí còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mong đợi cô ấy đang mong đợi cái gì đàn ông thì hiểu đàn ông nhưng cũng có khi hiểu cả phụ nữ sự mong đợi của phụ nữ đối với đàn ông sẽ không có quá nhiều ý nghĩa đó là điều thường thấy nghĩ như thế trong lòng tô tử hàng bỗng nhiên có chút không vui anh ta theo đuổi cố phi dương đã rất lâu rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa được chấp nhận Đừng nói đến chuyện cầm tay, ôm ấp mà đến cả cơ hội ăn cơm cùng nhau cũng ít đến đáng thương. Không chỉ có anh ta mà những người khác theo đuổi cô ấy cũng như vậy. Rất nhiều người cho rằng đó là tính cách của Cố Phi Dương hoặc là nói đây là thủ đoạn mập mờ với những người đàn ông để nhận được nhiều lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ rồi thì đến một ngày nào đó là có thể ôm cô ấy lên giường. Nhưng bây giờ, Tô Tử Hàng đã hiểu ra, không phải Cố Phi Dương lợi dụng sự theo đuổi của đàn ông để đạt được lợi ích ít nhất đó không phải là lý do duy nhất vẫn còn một nguyên nhân khác là vì trong lòng cô ấy đã sớm cho người đàn ông khác mà người đàn ông này bây giờ đang đứng trước mặt cô ấy nói chuyện cô ấy thích còn mình lại thành cái lá xanh chỉ dùng để làm nền tô tử hàng trẻ tuổi bột chộp không giỏi che giấu cảm xúc thật sự trong lòng rất dễ thể hiện hết lên khuôn mặt sự không hài lòng với cố phi dương sự đố kỵ với hoác khải có thể nhìn rõ mồn một Đối với điều đó, Hoác Khải cũng coi như không thấy, chỉ cần Tô Tử Hàng không tự tìm phiền phức thì anh cũng không dễ ra tay. Trong khi nói chuyện, Hoác Khải cũng biết tình hình gần đây của Cố Phi Dương. Sau khi đến thành phố này, Cố Phi Dương làm theo những gì mà Hoác Khải dạy trước đây, làm lại từ đầu, tìm nơi có số lượng người khá đông để dạy học. Đầu tiên chỉ có một mình cô ấy làm, sau đó dần dần tuyển sinh thêm học sinh. Tư thế vũ đạo của cô ấy rất đẹp cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có phần man mác buồn nên càng thêm thu hút người khác. Chỉ trong thời gian 2 tháng, cô ấy đã tuyển được hơn trăm học sinh. Cô ấy dùng toàn bộ tiền học phí để mở rộng phòng tập. Theo lời của Hoắc Khải, cô nhảy càng tốt thì càng phải làm cho cơ sở hạ tầng của phòng tập chuyên nghiệp và đẳng cấp. Chỉ có như vậy mới có thể bổ trợ cho nhau, khiến người ta vừa nhìn đã có ấn tượng cực tốt đối với cô. Cố Phi Dương không có kiến thức kinh doanh nhưng cô ấy biết Hoác Khải rất hiểu biết về vấn đề này, cho nên cô ấy vận dụng triệt để những gì mà Hoác Khải dạy cho. Tất cả mọi thứ đều mua loại tốt nhất. Đúng như dự đoán, tuy rằng phải đầu tư một khoản lớn đến mức mà đôi khi cô ấy cũng thấy hoảng khi nhìn hóa đơn thanh toán nhưng lợi nhuận thu về cũng là cực lớn. Bây giờ, các bậc phụ huynh cực kỳ chiều chuộng con cái, lại vì sự tiếc nuối của đời mình khiến họ vô cùng khát khao, con cái có thể học được các loại kỹ năng khác nhau, học múa nghiệp dư cũng là một trong những môn học nhận được sự yêu thích của nhiều người. Cố Phi Dương có dáng dấp xinh đẹp, nhảy múa chuyên nghiệp, phòng tập được trang trí cao cấp và sang trọng mà học phí cũng không quá đắt khiến người khác không có lý do gì mà từ chối cô ấy. Rất nhiều phụ huynh gia đình khá giả đều đưa con đến đây, sau đó thì tiếng lành đồn xa. Trong một năm, lớp vũ đạo của Cố Phi Dương mở rộng thành công ty vũ đạo. Trong thành phố này mở năm trung tâm dạy múa, mỗi trung tâm đều có khoảng 1.000 học sinh. Bình quân số học sinh mỗi năm là khoảng 7 8 ngàn, doanh thu gần chục triệu tệ. Sau khi trừ tất cả chi phí thì còn lại 2 triệu giữ lại cho bản thân cô ấy. Tuy rằng so với nhiều công ty lớn, chỉ chút lợi nhuận này cũng không có gì ghê gớm, nhưng nên biết rằng, để xây dựng phòng tập vũ đạo, thông thường phải cần đến vài năm. Cũng có thể nói, trong năm đầu tiên, công ty vũ đạo của Cố Phi Dương chỉ thu về được 2 triệu lợi nhuận vì phần lớn đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Năm thứ hai, chi phí ít hơn, đến lúc đó ít nhất cũng đạt được 5, 6 triệu tiền lãi. Mà đến năm thứ hai, Cố Phi Dương đã thu hút sự chú ý của không ít người có tiền. Hầu như ai cũng biết, cô ấy là một bà mẹ đơn thân từ tỉnh khác đến, tự mình nuôi con, gây dựng sự nghiệp. Chuyện này ngoài việc khiến người ta thương cảm thì còn cảm thấy cô ấy dễ bắt nạt. Cho nên, rất nhiều người có suy nghĩ như vậy theo đuổi cô ấy như Tô Tử Hằng, còn giả vờ tỏ ra lịch sự. Không có chuyện gì thì tặng quà, giúp cô vài chuyện nhỏ, cũng có người vô cùng thẳng thắn, vừa đến là cầm tiền đưa cho cô, thậm chí còn hỏi cô cần bao nhiêu tiền thì đồng ý làm tình nhân. Một tháng 50 ngàn không đủ, vậy thì 100 ngàn. 100 ngàn không đủ vậy thì 200 ngàn. Trong mắt người giàu có, tiền chỉ là một con số, có thể giúp họ thỏa mãn dục vọng thì còn có ích. Nếu không thì chỉ là một đống giấy vụn. Những người này đều bị Cố Phi Dương từ chối. Cho dù đó là người như thế nào, thẳng thừng hay gợi ý, thật lòng hay chỉ chơi đùa, cô ấy đều tỏ ra một loại thái độ. Đó là không chấp nhận. Vốn cho rằng từ chối dứt khoát sẽ khiến những người này bỏ đi ý nghĩ đó, ai ngờ phần nhiều đều không những không nản lòng mà còn cảm thấy cô ấy thú vị. Trong một nhóm nào đó, nghe nói họ còn cá cược nhau xem ai có thể ôm được người đẹp về đầu tiên. Những người phụ nữ xinh đẹp, nhất là người phụ nữ đơn thân không có chỗ dựa thì rất dễ bị người khác đùa cợt. Đã thấy nhiều rồi nên Cố Phi Dương cũng học được cách càng ngày càng trở nên kiên cường, cũng học được cách làm sao để tạo một vỏ bọc mạnh mẽ cho sự yếu đuối của mình. Giống như bây giờ, trong tiệc rượu không liên quan gì tới cô ấy, Tô Tử Hàng chỉ gọi một cuộc điện thoại thì cô ấy đã tới ngay. Không có lý do nào khác, chỉ vì biết bản chất của giống được luôn muốn tuyên bố chủ quyền đối với giống cái sẵn lòng phục tùng mình nếu có giống nực khác đến tranh giành thì sẽ khó tránh khỏi một trận đánh. Mượn tay người khác để giải quyết khó khăn cũng là một cách hay, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Cố Phi Dương vào thời điểm này. Mà vào năm thứ hai, Cố Phi Dương phát triển ngày càng thuận lợi. Với sự giúp đỡ của những người xung quanh, công ty vũ đạo nhanh chóng mở rộng, đến nay đã có hơn 10.000 học sinh. Thậm chí có không ít học sinh còn từ tỉnh khác đến. Từ lúc đầu chỉ là lớp học năng khiếu dạy các bé, đến giờ đã phân thành nhiều lớp khác nhau, lớp đào tạo chuyên nghiệp, lớp cao cấp, lớp sơ cấp, lớp căn bản. Trong các cuộc thi vũ đạo cấp tỉnh, thành phố, học sinh các lớp cũng đạt nhiều giải thưởng, mang về nhiều danh hiệu và thứ hạng khiến danh tiếng của công ty càng nổi bật hơn. Đến năm sau, Cố Phi Dương đã làm xong kế hoạch mở chi nhánh ở các tỉnh khác. Ở tỉnh này có thể làm tốt nhưng đến tỉnh khác có thể bị lỗ không ít, Cố Phi Dương cũng nhớ những điều mà Hoác Khải từng nhắc nhở, làm đâu chắc đấy đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại một khi kinh doanh ở bên ngoài không tốt thì lập tức cắt lỗ lui về tuyệt đối không để những phần thua lỗ ảnh hưởng đến toàn hệ thống nhưng không ngờ ở đây cô ấy gặp lại người đàn ông ngày nhớ đêm mong tất cả sự nỗ lực của cô ấy là để có thể ngẩng cao đầu đứng trước mặt anh mà không phải cúi đầu khóc nức nở nữa nghe những chuyện mà cố phi dương trải qua trong hai năm này trong lòng hoác khải nảy ra nhiều cảm xúc anh không ngờ được người phụ nữ từng khóc lóc đau đớn dưới cơn mưa ngày đó có thể làm được đến bây giờ thành thực mà nói nếu đổi lại là ninh thần thì có lẽ sẽ không làm được như thế vốn dĩ hai người không phải cùng một kiểu ninh thần cần có người dẫn dắt phía trước nếu không sẽ lạc lối hoặc sẽ lùi bước nhưng cố phi dương thì không như thế cô ấy không có đường lui chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước mới có thể sống tiếp vậy hai năm nay cô vất vả nhiều rồi khoác khải nói không có gì là vất vả cả đều phải cố gắng vì cuộc sống mà thôi cố phi dương mỉm cười nói vậy anh thì sao việc kinh doanh vẫn ổn phải không cô ninh vẫn khỏe chứ mọi chuyện đều ổn hoắc khải cười lớn không nói quá nhiều đến chuyện của mình chỉ nói nhưng một người phụ nữ gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài ít nhiều cũng sẽ gặp phải chuyện phiền phức sau này nếu có vấn đề gì thì có thể gọi điện cho tôi chuyện lớn chuyện nhỏ nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp chương 494, trở mặt. Thật sao, cố Phi Dương nhìn anh, nói, vậy bây giờ tôi có một việc muốn nhờ anh giúp. Cô nói đi, con bé Văn Văn từ nhỏ đã không có bố, cho nên tôi muốn tìm một người bố cho con bé, anh có thể giúp tôi không? cố Phi Dương tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Hoác Khải bị hỏi mà ngây người, làm bố của nhạc Văn Văn. Thấy vẻ mặt sướng sờ của Hoác Khải, cố Phi Dương bỗng nhiên che miệng cười lớn, nói, đùa anh thôi, nhìn vẻ mặt của anh kia, Sợ cô Ninh biết thì sẽ giận anh sao? Nhưng Hoác Khải thì lại không cười mà nói, không nên đùa như thế, dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhìn cái vẻ sợ vợ của anh kia, trước đây tôi không biết anh sợ cô Ninh như thế, Cố Phi Dương nói. Diệp Vấn đã nói, chỉ có người đàn ông tôn trọng vợ mình chứ không ai sợ vợ cả, Hoác Khải cười nói. Tin anh mới lạ, Cố Phi Dương lại che miệng vừa rất vui vẻ. Lúc này, tổ tử hàng đi tới, sơ tay đưa về phía Cố Phi Dương cười híp cả mắt nói, cô cố, tôi có vinh hạnh mời cô khiêu vũ một điệu không? Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với bạn, cố phi dương khéo léo từ chối. Nếu bình thường, cô ấy sẽ không từ chối lời mời khiêu vũ, dù sao cũng không mất gì. Nhưng hôm nay, cô ấy lại gặp được hoác khải thì sao có thể chú ý đến người đàn ông khác chứ? Lời từ chối của cố phi dương khiến tô tử hàng càng không vui. Trước đây không phải là chưa từng mời cô nhảy coi như đang nói chuyện với người khác thì cũng đồng ý. Thế mà hôm nay gặp được người đàn ông tên Lý Phong này thì cô lại không đồng ý. Cảm thấy ôm được cái đùi lớn hơn rồi sao? Tô Tử Hàng cười lạnh lùng, nói cô cố không nể mặt chút nào sao? Hoắc Khải nghe ra Tô Tử Hàng đang không vui, quay lại nói, "Chủ tịch Tô, cô Cố và tôi là bạn cũ. Chúng tôi đã mấy năm không gặp nhau rồi nên muốn nói chuyện nhiều một chút, quả thật xin lỗi." lời nói này của Hoắc Khải đã cho Tô Tử Hàng đường xuống. Xét về địa vị xã hội mà nói thì anh cao hơn Tô Tử Hàng nhiều. Nhất là trong lần hợp tác này, Hoắc Khải nắm trong tay quyền chủ động quyết định. Mà Tô Tử Hàng lại không nghĩ như thế, anh ta luôn cảm thấy bản thân anh ta muốn hợp tác là do coi trọng liên minh này chứ không phải là hy vọng mới. Kỹ thuật VR rất quan trọng, nhưng công ty có kỹ thuật này cũng không chỉ có mình hy vọng mới công ty chip của anh ta là nhà máy hàng đầu trong nước khách hàng không ít hơn nữa gần đây công ty lại có đột phá mới một khi nó thành công thì có thể giành được càng nhiều khách hàng nếu mất kỹ thuật VR của hy vọng mới thì cũng vẫn tiếp tục phát triển tốt cho nên cố phi dương không nể mặt thì tô tử hàng cũng không muốn nhẫn nhịn thậm chí ở mức độ nào đó anh ta còn cố ý làm thế nếu đổi lại là một người thông minh thấy Hoắc Khải và Cố Phi Dương nói chuyện vui vẻ như thế đều không dễ dàng đến làm phiền. Sau khi Hoắc Khải giải thích thay Cố Phi Dương, Tô Tử Hàng cũng không nhượng bộ, mà mang vẻ mặt lạnh nhạt nói, không phải anh Lý đã có vợ sao? Cô cố thân thiết với anh như thế không sợ vợ anh hiểu lầm à? Tôi thật sự lo lắng cho anh Lý đấy. Hoắc Khải cũng không phải là kẻ ngốc, sao lại không hiểu Tô Tử Hàng đang gây khó dễ? Điều này khiến anh hơi cho mày, nói chuyện cá nhân của tôi, không cần chủ tịch Tô phải lo lắng hộ. Còn cô Cố, cô ấy đã không muốn nhảy thì hà tất phải ép buộc làm khó người ta chứ? Xung quanh có không ít người chú ý đến tranh chấp bên này, bị nhiều người nhìn như thế, Tô Tử Hàng cũng là kẻ có máu mặt ở đây thì nào dễ cúi đầu chịu thua chứ. Tôi chỉ muốn nói, anh Lý là người đã có vợ, mà cô Cố lại là mẹ đơn thân, không nên tiếp xúc quá thân mật. Chuyện cá nhân của anh Lý thì tôi không muốn hỏi, nhưng chuyện của tôi và cô Cố cũng là chuyện riêng anh Lý lại chủ động giải thích thay cho cô cố, thật sự khó tránh khỏi người khác nghĩ nhiều, giọng nói của Tô Tử Hàng dần trở nên lạnh băng. Cố Phi Dương cảm thấy không khí có vẻ không đúng, vội vàng đứng dậy nói, Chủ tịch Tô, anh đừng hiểu lầm, tôi và anh Lý thật sự là bạn bè cũ, anh ấy. Tôi bảo cô nói à, Tô Tử Hàng liếc nhìn Cố Phi Dương, cô chẳng qua chỉ là một vũ công, thật sự cho rằng mình là món ngon lắm sao. Nếu không phải do tôi bảo vệ cô từ trước đến nay thì cô cho rằng công ty của cô có thể phát triển thuận lợi như thế không? Một chút biết ơn cũng không có, thật không biết điều. Mời cô nhảy là cho cô mặt mũi rồi, cô cho rằng tôi thật sự muốn có phát sinh quan hệ gì đó với cô sao? Chỉ là tàn hoa bại liễu, giả vờ trong sáng cái gì? Lời nói này quả thật quá khó nghe, sắc mặt của Cố Phi Dương lúc này cũng trở nên khó coi. Cô ấy liếc nhìn Hoắc Khải, sự tự ti đã mất đi trong lòng lại xuất hiện không sao so với ninh thần cô ấy thật sự là tàn hoa bại liễu cho dù cố gắng thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không so được với người ta là người vợ chính thức của người đàn ông này người xung nghe thấy tiếng tranh cãi đều kinh ngạc nhìn tô tử hàng không hiểu tại sao anh ta lại tự nhiên nóng nảy như thế không phải nói muốn hợp tác với hy vọng mới sao tại sao anh lại tỏ thái độ như thế với người ta mà hoác khải lại nhìn chằm chằm tô tử hàng nghiêm nghị nói chủ tịch tô Tôi thấy chắc là anh sai rồi, không bằng đợi đến khi tỉnh rượu rồi nói chuyện. Hoác Khải vẫn giữ lại mấy phần thể diện cho Tô Tử Hàng, không làm gì thái quá, nhưng Tô Tử Hàng lại coi lời nói này là sự dạy dỗ của kẻ trên với người dưới. Thời gian gần đây, anh ta sống quá áp lực. Sau khi bố qua đời, rất nhiều người đều thèm thuồng cổ phần của công ty. Sau khi anh ta tiếp quản công ty thì gặp khó khăn khắp nơi. Đến mẹ anh ta còn không chịu nổi, khuyên anh ta buông bỏ quyền điều hành chia cổ phần, an ổn sống một đời giàu có. Nhưng Tô Tử Hàng không nghĩ như thế, anh ta luôn cảm thấy bản thân rất có năng lực, sở dĩ không đạt thành tích đều là do đối thủ cố ý ngáng chân. Trong lòng anh ta chưa từng nghĩ, nếu thật sự có năng lực thì tại sao toàn thể công ty từ trên xuống dưới, những người có thể nói thật lòng đếm không quá năm đầu ngón tay. Phải biết rằng, khi bố của anh ta qua đời, công ty vẫn rất đoàn kết. Sau một đêm lại trở thành như thế, có thể sao? người đi trà lạnh thì cũng có nhưng không thể lạnh nhanh như thế được. Chỉ có thể nói, bản thân Tô Tử Hàng có vấn đề, nhất là về tính cách là thiếu sót lớn nhất của anh ta. Từ ngày đầu tiên nhậm chức đã cho mình là chủ tịch mà diễu võ dương oai. Cho dù là người lớn tuổi đóng góp rất nhiều cho công ty đến người mới được tuyển vào, chỉ cần không phù hợp với cách nghĩ của anh ta thì mắng là mắng, không nể mặt chút nào. Rất nhiều bạn tốt của bố anh ta năm đó, từng được gọi là bác, là chú cũng bị anh ta mắng cho một trận có vài người làm việc ở công ty nhiều năm trải qua bao nhiêu khó khăn nào dễ để anh ta mắng mỏ như thế anh không nể mặt họ họ cũng sẽ không nể mặt anh đừng nói anh là chủ tịch thì chúng tôi nhất định phải nghe lời anh công ty theo chế độ cổ phần quyền cổ phần trong tay ai nhiều hơn thì nghe theo người đó để anh làm chủ tịch là nể mặt bố của anh không phải do tô tử hàng anh có gì tài giỏi trước khi bước vào công ty Tô Tử Hàng chính là một công tử bột chỉ biết ăn chơi ca múa, nào hiểu được cái gì là đối nhân xử thế. Anh ta đem những thứ học được từ thời ăn chơi dùng trong công ty thì đương nhiên gặp phải phiền phức rồi. Cho nên người trong công ty đều đồng loạt phản đối với những chuyện mà Tô Tử Hàng muốn làm. Cho dù tốt hay xấu, họ đều không đồng ý, chính là để dạy cho thằng nhãi này một bài học. Cũng do chuyện hợp tác với hy vọng mới thật sự quá quan trọng khiến họ không dám dễ dàng phá hỏng cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu không, có khi Hoắc Khải còn không bước vào được cửa công ty vì bị người cản lại bên ngoài rồi. Nhưng bây giờ, thái độ của Tô Tử Hàng đối với Hoắc Khải khá tồi tệ khiến những người này thấy thế lại nhìn nhau thở dài. Nếu Tô Tử Hàng thật sự đàm phán được chuyện lần này, hợp tác thành công với hy vọng mới thì họ sẽ sẵn sàng mượn cơ hội này để nhượng bộ. Nhưng giờ đây xem ra, là họ đánh giá Tô Tử Hàng quá cao rồi. Thằng nhãi này căn bản không thể thay đổi suy nghĩ công tử bột trước đây còn cho rằng công ty là đồ chơi của anh ta, muốn chơi thế nào thì chơi. Vui vẻ thì cười với người ta, không vui thì cho người ta một cái tát, không ai dám phân tranh với anh ta. Vốn dĩ anh ta không hiểu được sự khốc liệt và tàn nhẫn của xã hội này. Những người khác hiểu nhưng lại không thể khuyên Tô Tử Hàng lúc này. Họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn thằng phá gia này đưa công ty vào vũng bùn. Hoặc Khải còn nể mặt, người khác có thể nhìn ra mà Tô Tử Hàng lại không hiểu. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Hoắc Khải, nói, những lời anh Lý nói là thế nào? Tôi không uống bao nhiêu, sao có thể say? Nếu anh Lý năm lần bảy lượt bảo vệ người phụ nữ đơn thân này thì không tốt lắm đâu. Hai người nói là bạn cũ, nhưng theo tôi thấy đây là mối quan hệ không bình thường. Chẳng trách trước đây dù theo đuổi cô cố thế nào thì cô ấy cũng không đồng ý, xem ra trong tim đã có người khác rồi. Chương 495, chuẩn bị xong chưa? Những lời bức bách của Tô Tử Hàng khiến Cố Phi Dương không thể giữ nổi vẻ ôn hòa thường ngày. Nếu Tô Tử Hàng chỉ nhằm vào mình cô ấy thì cũng chẳng sao. Hai năm nay, tất cả những khó khăn cô ấy gặp phải cũng không ít ỏi gì, cô ấy đã sớm quen việc nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Nhưng bây giờ, Tô Tử Hàng lại lôi cả Hoắc Khải vào nên Cố Phi Dương không muốn nhịn nữa. Cho dù cô ấy trải qua bao nhiêu chuyện, cũng không quan tâm việc kinh doanh của cô ấy thuận lợi hay không, trong lòng Cố Phi Dương Hoắc Khải vẫn luôn là người mà buổi tối mưa gió bão bùng đó, xuất hiện cứu vãn mẹ con cô ấy, vào lúc cuộc đời cô ấy bơ vơ nhất, tuyệt vọng nhất. Anh là người hoàn hảo nhất, sánh ngang với thần linh. Mà thần linh thì không cho phép kẻ nào khinh nhờn. Hành động của Tô Tử Hàng giống như sự khinh nhờn với vị thần ở trong lòng cố phi dương. Vẻ mặt của cô ấy dần trở nên lạnh lùng, nói chủ tịch Tô, nếu vì chuyện anh theo đuổi tôi không thành liền cố ý bôi nhỏ anh Lý thì hình như không phù hợp lắm với thân phận của anh. Bôi nhỏ, tôi bôi nhỏ ai sao? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Tô Tử Hàng nói. Cố Phi Dương còn muốn nói gì đó nhưng Hoác Khải đã giơ tay lên ngăn lại. Vẻ khiêu khích hiện rõ trên nét mặt của Tô Tử Hàng, trái lại khiến Hoác Khải buồn cười, tính cách của chủ tịch Tô, thật sự khiến tôi bất ngờ. Tuổi trẻ bồng bột có thể giải thích được nhưng anh nghĩ kỹ làm như thế sẽ phải trả giá thế nào chưa trả giá anh dọa tôi tôi tử hàng tức giận chừng mắt nhìn hoác khải đã nói đến mức độ này rồi cũng không cần thiết phải nhẫn nhịn nhượng bộ hợp tác cái khỉ gì không được thì thôi dưới trời đất này có nhiều công ty lớn hơn thế dựa vào trình độ kỹ thuật của tập đoàn phong âu muốn hợp tác với công ty thỏa mãn yêu cầu của anh ta chắc chắn không thành vấn đề hoác khải nhẹ nhàng lắc đầu nói tôi không dọa anh chỉ hỏi anh một vấn đề này mà thôi. Anh trả lời cũng được, không trả lời thì thôi, thật ra đều không thể thay đổi kết quả. Nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, làm tốt công tác chuẩn bị bảo vệ chính mình đi. Sao nào, anh Lý thích chơi kiểu gì? Thích làm công khai hay lén lút? Tô Tử Hàng lạnh lùng cười, đây là địa phận của tôi, anh cho rằng có thể làm gì được tôi? Anh nghĩ nhiều rồi, người trẻ tuổi như anh, nếu tôi tự mình ra tay thì lại thành bắt nạt người khác. Đa số những người ở đây đều muốn dạy dỗ anh, Hoắc Khải nói xong thì nói với Cố Phi Dương, ở đây xem ra không phù hợp chúng ta nói chuyện, nên đổi chỗ khác yên tĩnh một chút. Cố Phi Dương đương nhiên không phản đối, gật đầu đáp ứng rồi theo Hoắc Khải rời đi. Tô Tử Hàng nhìn bóng lưng của cô ấy, tức giận vô cùng, không nhịn được uy hiếp nói, họ Cố kia, hôm nay cô dám đi, tôi sẽ khiến công ty Vũ Đạo của cô phá sản, tin không? Bước chân của Cố Phi Dương ngừng lại một lát, điều này khiến trong lòng Tô Tử Hàng vui vẻ, cho rằng cô ấy sợ rồi. Kết quả là Cố Phi Dương quay lại, nhìn anh ta mỉm cười rồi nói, trình độ dọa dẫm của Chủ tịch Tô chẳng cao chút nào. Trước khi đến đây, vốn dĩ tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu công ty vũ đạo phá sản, thì những gì tôi thu được đã nhiều hơn trước đây rất nhiều rồi. Không thể tiếp tục ở đây thì đi nơi khác là được. Không phải Chủ tịch Tô cảm thấy với thực lực của mình sẽ đuổi cùng giết tận tôi trên cả nước đấy chứ. Muốn đổi cùng giết tận một người trên toàn quốc mà chỉ dựa vào sức mạnh của tập đoàn Phong Âu là chuyện không thể làm được. Công ty họ chỉ làm chip, sức ảnh hưởng nhiều nhất cũng chỉ giới hạn trong ngành này. Có lẽ nguyên nhân do địa vị xã hội ở thành phố này nên có sức ảnh hưởng lớn nhưng trên phạm vi toàn quốc thì lại chẳng đáng xếp hạng. Sự thản nhiên của Cố Phi Dương khiến Tô Tử Hàng cảm thấy ngoài ý muốn. Điều này khiến anh ta càng tức tối, chỉ vào mặt Cố Phi Dương mà chửi rủa. Dáng vẻ này của anh ta nào có giống chủ tịch có giá trị hàng trăm triệu, mà giống tên lưu manh đầu đường hơn. Vốn dĩ Cố Phi Dương đã chẳng yêu thích gì cậu công tử bột này, bây giờ thấy bộ dạng vô lễ này của anh ta thì càng thấy buồn cười. Cùng Hoắc Khải rời khỏi tiệc rượu, sau khi ra khỏi cửa khách sạn, Cố Phi Dương mới nói, "Xin lỗi, tất cả là tại tôi khiến anh và anh ta xảy ra xung đột, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh sao?" Chắc chắn là có ảnh hưởng một chút, nhưng không quan trọng trái lại giúp tôi có thể đưa ra một quyết định, Hoắc Khải cười nói. Trước đây, anh chỉ muốn lợi dụng lần hợp tác này giành lấy quyền khống chế lượng cổ phần nhất định tại tập đoàn Phong Âu, nhưng bây giờ, Hoắc Khải cảm thấy mình quá mềm lòng rồi. Nếu đã muốn tự tay tạo ra một nhà quyền quý mới thì công ty sản xuất chip như tập đoàn Phong Âu cần phải hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay mới đúng. 10% cổ phần thì không bao giờ đủ, con số Hoắc Khải cần bây giờ là 100%. Tô Tử Hàng nhất định không thể nghĩ tới, bản thân anh ta lại vì chuyện tình trường mà đắc tội với người khác, bây giờ đã lên kế hoạch đuổi cùng giết tận anh ta rồi. Từ trước đến nay, Hoác Khải đều không cho rằng bản thân anh là một người hiền lành, lương thiện gì, nhất là chuyện trên thương trường. Đến cả cơ hương ngưng, lúc đầu cũng bị anh lợi dụng nhiều lần, huống hồ là nhân vật phụ vừa mới gặp. Dựa vào thủ đoạn của Hoác Khải, muốn chỉnh chết Tô Tử Hàng thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Bây giờ anh đã có mấy chục công ty trong Liên Minh, lại thêm mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An. Có thể nói, Hoắc Khải như bây giờ có sức ảnh hưởng trên thương trường không kém những công ty hàng đầu một chút nào. Bởi vì tất cả công ty Liên Minh đều xây dựng vòng quanh Hy Vọng Mới. Nếu Hy Vọng Mới gặp phiền phức thì họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay làm ngơ. Cho dù muốn kiếm lợi hay có lý do nào khác thì nói chung, kẻ thù của Hy Vọng Mới là kẻ thù của họ. Xem ra năng lực của anh rất mạnh tôi nghe nói công ty của các anh tên là Hy vọng mới, bây giờ phát triển rất tốt. Bây giờ giá trị công ty đã đạt 5 tỷ rồi, đúng không? Cố Phi Dương nói. Trong 2 năm nay, cô ấy không cố ý nghe ngóng tình hình của Hoác Khải, nhưng nếu đã là người làm ăn, khó tránh khỏi nghe được những tin tức như thế. Công ty vũ đạo của Cố Phi Dương cũng đã có giá trị mấy trăm triệu, cho nên lần này gặp mặt, cô ấy biết sự chênh lệch giữa cô ấy và Hoác Khải, nhưng cảm thấy sự chênh lệch này vẫn còn có cơ hội bù đắp. Hoác Khải cũng không nói cho cô ấy biết, giá trị mới nhất của hy vọng mới đã sớm vượt qua 20 tỷ, tăng gấp mấy lần trước đây. Lời nói có vẻ khoe khoang này, anh cũng lười nói. Nếu một người đàn ông phải khoe khoang để chứng minh sức hấp dẫn của mình với một người phụ nữ thì chứng tỏ đó là một kẻ thất bại. Sức hấp dẫn trong nhân cách không đủ, thì tất cả những điều gọi là chinh phục chỉ là việc nắm lấy lợi ích của nhau. Con gái cô bây giờ thế nào rồi? Kết quả học tập tốt chứ? Hoác Khải chuyển chủ đề hỏi cũng không tệ, có thể không bằng đường đường nhà anh. Tính cách của con bé khá hướng nội, nếu có gì không hiểu thì cũng không dám hỏi người khác. Bình thường công việc của tôi rất bận, không có thời gian dạy con bé, tìm gia sư thì cũng không có hiệu quả lắm nên tôi đang lo lắng, cố phi dương thở dài nói. Đứa trẻ trong gia đình đơn thân sẽ gặp phải vấn đề lớn nhất là khi còn nhỏ thiếu hụt đi sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, không phải là không muốn đối tốt với cô bé mà là nếu chăm sóc đứa trẻ thì không có thời gian đi làm kiếm tiền, không kiếm tiền thì có mà đói chết. Muốn cân bằng cả hai việc này thì là chuyện cực kỳ khó khăn. Xe của cố Phi Dương dừng trước cửa khách sạn là một chiếc xe sedan Volkswagen CC đời mới. Loại xe này được định vị là dòng xe cắp nhưng mọi người đều biết rằng những xe gọi là xe cắp thì vẫn đều là xe con. Chỉ có điều ngoại hình dễ nhìn một chút, đổi một chữ nghe ra có vẻ cao cấp chứ thực ra đều là mất tiền làm màu. Hoác Khải cũng không vì chiếc xe cấp bồ hạng phổ thông có những nhược điểm không phù hợp với người ngồi mà phát biểu ý kiến gì, chỉ khen ngợi nói, rất phù hợp với phong độ của cô, nhìn rất nho nhã. Anh Lý hình như biết cách nói chuyện với phụ nữ hơn đấy, sau khi cố phi dương lên xe thì cười híp mắt nói. Cô cũng thế, dám tức giận với người khác, Hoác Khải trả lời nói. Cố phi dương cười ra tiếng, nói trước đây, anh đã nói làm người phải tự tin cũng phải có cá tính của mình tôi luôn cố gắng phát triển điểm này không biết như bây giờ đã được chưa cũng khá được rồi nếu lúc tức giận có thể cứng rắn thêm một chút thì càng tốt Hoắc Khải nói Cố Phi Dương cười một tiếng nói vậy thì quá khó rồi dù sao tôi cũng là giáo viên dạy vũ đạo trời sinh không thể khớp với từ cứng rắn hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi đây Cố Phi Dương rất nhiệt tình mời Hoắc Khải đến nhà ngồi. Cô ấy vừa mua một căn nhà, trả lần đầu một triệu, lại mua một chiếc xe nên chỉ còn dư mấy trăm ngàn nhưng cuộc sống cũng coi là khá tốt. Chỉ cần cố gắng chống đỡ sang năm sau thì tất cả sẽ tốt đẹp trở lại. Còn sự uy hiếp của Tô Tử Hàng, cố Phi Dương cũng không coi là chuyện gì ghê gớm. Giống như cô ấy nói, khi đến đây, cô ấy còn thảm hơn bây giờ rất nhiều. Nếu công ty phải đóng cửa thì cũng đã thu hoạch được rất nhiều rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 496, người theo đuổi. Cùng lắm là đổi chỗ khác, làm lại từ đầu. Có hai năm kinh nghiệm rồi, cô ấy tin chắc Đông Sơn tái khởi cũng không phải là chuyện quá khó. Khi đi qua chợ, cố Phi Dương kéo Hoác Khải đi mua một ít đồ tươi, muốn để Hoác Khải thể hiện tài nấu nướng để cô ấy lại được nếm mùi vị năm đó. Hoác Khải cũng không phản đối, tuy rằng tình cảm qua lại năm đó với cố Phi Dương không được coi là quá sâu sắc nhưng đối với mẹ con họ, anh cũng có chút thương cảm. Ở một thành phố xa lạ, hai người cũng được gọi đồng hương. Thấy đồng hương phải lăn lộn bên ngoài, không có chỗ dựa nên giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa có một số việc, một số người vẫn chưa giải quyết xong thì Hoác Khải cũng chưa định rời khỏi nơi này. Sau khi mua một túi đồ ăn to, hai người trở về nhà, đến 6 giờ chiều thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoác Khải đang bận rộn ở trong bếp, cố phi dương ra mở cửa, con gái nhạc văn văn nhảy chân sáo vào nhà, vừa đến cửa đã vui vẻ đưa cho cô ấy bài thi, mẹ, lần này con thi được 100 điểm. Nhạc văn văn đã lên cấp 1, nhìn có vẻ gầy hơn trước. Điều này khiến đôi mắt của cô bé có vẻ to tròn hơn, trông rất thông minh. Trong hai năm nay, khi cố Phi Dương dạy những đứa trẻ khác thì cũng cho nhạc văn văn học múa theo. Học múa không chỉ rèn luyện khả năng phối hợp nhịp nhàng mà còn tạo hình vẻ đẹp hình thể, nhất là đối với các bé gái mà nói thì hình thể là nền tảng quan trọng nhất trong đời người. Cô lớn lên không xinh đẹp cho lắm cũng không sao, kiên trì học vũ đạo, đi trên đường cũng có phong độ hơn. Mà phong độ là thứ duy nhất giống tiền, vượt qua vẻ bề ngoài khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Cho nên, nhạc văn văn học múa 2 năm khiến bây giờ cô bé xinh xắn hơn trước rất nhiều, ở trong trường học cũng được yêu mến vô cùng. Rất nhiều người nhìn thấy cô bé thì đều khen ngợi là tiểu mỹ nhân. Ngoài cửa, trừ nhạc văn văn còn có một thầy giáo, tuổi tác tương đương với cố Phi Dương. Anh ta cười nói, thành tích học tập của Văn Văn rất ổn định, lần này phát huy rất tốt, thi được 100 điểm. Nhạc Văn Văn ở bên cạnh nghe thấy thế thì cười hi hi, Cố Phi Dương lại khách sáo nói, "Cảm ơn thầy tưởng đã khen, thầy đã phải dạy dỗ học sinh rất vất vả còn thường xuyên phiền thầy đưa con bé về." "Không sao, dù sao sau khi tan học tôi cũng phải về nhà, vừa hay thuận đường." Tưởng An sư nói. Anh ta là thầy giáo dạy ngữ văn của Nhạc Văn Văn vẫn còn độc thân từ lần đầu tiên gặp Cố Phi Dương thì đã yêu thầm người con gái này. Ở trường học rất quan tâm đến nhạc văn văn, biết Cố Phi Dương ngày nào cũng dậy múa, thời gian rất ít ỏi nên chủ động đưa nhạc văn văn về nhà. Hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn ra ý muốn theo đuổi của anh ta, còn không ít người nói anh ta cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Người xinh đẹp như Cố Phi Dương, cuối cùng đều đi cùng người có tiền, một giáo viên ngữ văn tiểu học sao có thể theo đuổi được cô ấy nhưng Tưởng An sư chưa từng nản lòng, anh ta kiên trì cho rằng chỉ cần mình bỏ ra lòng thành thì nhất định sẽ khiến đối phương cảm động. Sự theo đuổi của Tưởng An sư khiến Cố Phi Dương không biết làm thế nào mới tốt. Cô ấy biết, Tưởng An sư không giống như những người đàn ông khác, hay như Tô Tử Hàng, đa phần là chỉ muốn chơi đùa cô ấy, chơi chán rồi thì vứt. Có lẽ, Tưởng An sư cũng vì vẻ đẹp của cô ấy mới theo đuổi, nhưng xuất phát điểm của anh ta và Tô Tử Hàng không giống nhau. Ít nhất là Tưởng An sư sẵn sàng kết hôn với cô ấy. Nhưng Tô Tử Hàng nói cũng không sai, Cố Phi Dương từ chối nhiều người như thế, ngoài việc biết những người này không có ý tốt thì là vì trong lòng cô ấy sớm đã có người chiếm giữ, không còn chỗ trống dành cho người đàn ông khác. Hơn nữa, Tưởng An sư là giáo viên ngữ văn của Nhạc Văn Văn, thường xuyên phải chạm mặt, thời gian dài sẽ khó tránh khỏi ngại ngùng. Cho nên thời gian gần đây, chỉ cần Cố Phi Dương có thời gian sẽ đều qua đón Nhạc Văn Văn thậm chí cô ấy còn nghĩ, hay là bỏ tiền thuê giúp việc đưa đón cô bé. Bây giờ bản thân cô ấy đã kiếm được tiền rồi, tiêu tốn một chút cũng không sao, không cần phải gây thêm phiền phức. Thật phiền thầy quá, mời thầy vào uống chén nước, Cố Phi Dương nói. Tưởng An sư cũng có ý này, nghe thấy cô ấy chủ động mời thì vui vẻ không thôi, lập tức đi vào phòng, hỏi có cần giúp đỡ gì không. Tôi dọn dẹp vệ sinh cũng giỏi lắm. Không cần phiền phức, Cố Phi Dương nói. Lúc này, trong bếp vọng ra tiếng hoác khải thái rau, tưởng an sư hỏi, trong nhà có khách sao? Là bạn cũ của tôi, cố phi dương vỗ vỗ vào vai của nhạc văn văn, cười vui vẻ nói, con vào bếp xem ai đến. Nhạc văn văn tò mò chạy vào bếp, lúc cô bé nhìn thấy hoác khải đang thái hành thì bỗng nhiên sững sờ. Hoác khải quay lại nhìn thấy cô bé cũng ngây người. Cô bé mập mạp trong tưởng tượng đã trở nên mảnh mai như thế này, vừa lên cấp 1 đã cao 1 mét khối, 1 mét 4. Từ nền tảng này có thể thấy, sau khi lớn lên cô bé nhất định cũng xinh đẹp không kém Cố Phi Dương. Nếu không phải là anh cực kỳ có ấn tượng thì Hoắc Khải cũng không thể nhận ra cô bé. Mà sau khi Nhạc Văn Văn hoàn hồn thì hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, sau đó nhanh chóng chạy đến ôm đùi Hoắc Khải kêu chú lý. Năm đó, bố của Nhạc Văn Văn mất sớm, từ nhỏ cô bé đã thiếu mất tình yêu của bố, nên muốn tìm kiếm tình cảm này từ Hoắc Khải. Có thể chăm sóc cô bé và mẹ, lại có thể nấu cơm ấn tượng này khiến nhạc văn văn không thể nào quên được. Rời khỏi quê hương 2 năm, cô bé vẫn không lúc nào ngừng hỏi khi nào mới được gặp lại chú Lý. Bây giờ cuối cùng cũng đã gặp được khiến cô bé khó mà khống chế nổi cảm xúc. Thấy dáng vẻ nghẹn ngào của cô bé, Hoác Khải cũng cảm động, quay lại ôm cô bé và nói, được rồi, chú ở đây, tối nay làm sườn xào chua ngọt cho cháu ăn. Cháu còn muốn ăn thịt kho tàu, nhạc văn văn nức nở nói. Được rồi, sẽ làm hết Hoắc Khải cười lên. Do cô bé như con bạch tuộc ôm lấy anh không rời, nên Hoắc Khải chỉ có thể ôm cô bé ra ngoài, nếu không thì không có cách nào để làm cơm. Đến phòng khách, vừa hay thấy Tưởng An sư ngồi trên ghế sofa. Vừa rồi ở trong bếp, Tưởng An sư đã loáng thoáng nghe thấy giọng của đàn ông, nhưng không chắc lắm. Bây giờ thấy Hoắc Khải ôm Nhạc Văn Văn bước ra, anh ta sững người, sau đó hỏi Cố Phi Dương, hỏi "Cô Cố, người này là?" đây là anh lý phong là bạn cũng nhiều năm rồi anh ấy vẫn luôn đối tốt với mẹ con tôi cố phi dương giới thiệu nói lời giới thiệu của cô ấy theo hoác khải thấy thì hình như có ý nghĩa khác mà tưởng an sư khi nghe thấy thế thì trong lòng run rẩy anh ta sững sờ nhìn hoác khải nào có nghe ra ý tứ của cố phi dương bạn cũng nhiều năm đối với mẹ con cô ấy rất tốt hai năm nay anh ta qua lại nhà cố phi dương nhiều lần từ khi ở nhà thuê đến nhà mới bây giờ chưa từng gặp người đàn ông thứ hai. Ở đây lúc nào cũng ngăn nắp như thế, ngoài hơi thở của hai mẹ con thì không còn ai khác. Bây giờ bỗng nhiên có thêm một người đàn ông, là ý gì? Tưởng An sư rất dễ dàng để hiểu, trái tim của Cố Phi Dương đã thuộc về người đàn ông mà mình chưa từng gặp này. Điều này khiến anh ta có ý đối địch với Hoắc Khải. Anh ta lập tức đứng lên, giơ tay ra nói, tôi là Tưởng An sư là thầy giáo ngữ văn của Nhạc Văn Văn và cũng là bạn của cô Cố. Anh Lý đúng không? Không biết bây giờ anh Lý đang làm việc ở cơ quan nào. Trong mắt người bình thường, vào biên chế chính là thành tựu lớn nhất trong đời người. Nếu cả công việc chính thức cũng không có thì không chừng sẽ có lúc phải uống gió đông bắc mà sống. Hoắc Khải đương nhiên nhìn ra sự thù địch trong mắt Tưởng An Sư. Anh hiểu ra ngay, người đàn ông này có ý với Cố Phi Dương một người đàn ông có suy nghĩ khác với một cô gái xinh đẹp như Cố Phi Dương cũng rất bình thường. Hoác Khải cũng không thấy bất ngờ hay vì vẻ thù địch của đối phương mà cảm thấy không vui. Anh mỉm cười, giơ tay ra bắt tay tưởng An Sư, nói tôi không làm việc ở cơ quan nào mà tự kinh doanh nhỏ. Làm kinh doanh nhỏ, bây giờ nền kinh tế không tốt lắm, anh Lý phải chú ý đấy, vẫn nên sớm tìm một công việc ổn định mà làm, tưởng An Sư nói. Anh ta bất giác nước nhìn Cố Phi Dương nhưng lại thất vọng phát hiện, Cố Phi Dương chẳng hề tỏ ra vẻ khác thường. Cảm giác yêu việt trong lời nói khiến từ đầu đến cuối Hoắc Khải đều phải cố nén nụ cười trên môi, thầy tưởng nói đúng. Nói đến đây, Hoắc Khải không nói nữa, Cố Phi Dương cũng không nói gì, trái lại khiến Tưởng An sư không biết nên nói gì thêm hay làm gì, cảm thấy có chút ngại ngùng. Đến lúc này, Nhạc Văn Văn nói, "Chú Lý, chú đặc biệt đến tìm cháu và mẹ sao?" Lần trước cháu nói với mẹ rồi, chú nhất định sẽ đến tìm hai mẹ con cháu mẹ lại không tin. Mẹ, mẹ thấy con nói đúng chưa? Chú Lý đã đến tìm chúng ta rồi đấy. chương 497, nghiện lại còn ngại. Tuy cố Phi Dương không muốn mượn Hoác Khải để xóa đi ý tưởng muốn theo đuổi cô ấy của tưởng An Sư nhưng con gái lại nói thẳng ra như thế khiến hai gò má cô bỗng nhiên hồng rực. Văn văn, không nên nói linh tinh, cố Phi Dương nói. Con nào có nói linh tinh đâu, con thích chú Lý, con còn muốn chú ấy làm bố của con. Nhất định mẹ cũng nghĩ như thế, Nhạc Văn Văn ôm lấy cánh tay của Hoắc Khải, tỏ vẻ chắc chắn. Lời nói này càng khiến cho Cố Phi Dương đỏ mặt hơn. Tuy rằng cô ấy từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Hoắc Khải đã kết hôn rồi không phải người độc thân. Chuyện phá vỡ gia đình người khác, Cố Phi Dương tuyệt đối không làm. Nếu thật sự bảo Hoắc Khải vì cô ấy mà ly hôn với Ninh Thần thì cả đời này Cố Phi Dương sẽ không tha thứ cho mình. Mà Tưởng An Sư ngồi một bên nghe thấy thế thì cảm thấy rất tuyệt vọng có câu lời nói của trẻ con thì không nể ai nhưng lời nói của đứa trẻ cũng là chân thật nhất tất cả những gì nhạc văn văn nói có lẽ là nguyện vọng của cả gia đình nếu hai mẹ con đều nghĩ như vậy thì anh ta làm gì còn cơ hội nữa dáng vẻ của hoác khải cũng không kém phong độ hơn nhiều so với bản thân anh ta trước mặt anh tưởng an sư luôn cảm thấy có một sự hổ thẹn khó hiểu nhưng anh ta không muốn nhận thua như thế dù sao bây giờ cố phi dương vẫn phủ nhận chuyện này chứng tỏ anh ta còn cơ hội. Cho nên, tưởng An Sư nhìn Hoắc Khải, nói, việc buôn bán của anh Lý có vẻ không bận rộn lắm nhỉ. Nếu không sao có thể chạy đến đây, tôi nhớ là cô cố từng nói, quê nhà cách đây rất xa. Vẫn ổn, tôi chủ yếu là chân chạy, trời Nam Biển Bắc đều đi suốt, Hoắc Khải trả lời nói. Anh biết ý tứ của những câu nói này của tưởng An Sư, nhưng lại không muốn vì thế mà khoe khoang. Tưởng An Sư nào biết Hoắc Khải chỉ đang khiêm tốn mà thôi anh ta chỉ nghe ý nghĩa trên mặt chữ cho rằng hoác khải thật sự là con tốt không đáng để ý buôn bán nhỏ sao có thể so sánh được với bản thân là người đã vào biên chế anh lý có thể không biết tôi rất quen thân với cô cố tôi cũng coi nhạc văn văn như con của mình đứa bé này ngoan ngoãn nghe lời khiến người khác không thể không thương tưởng an sư nói lời nói này đã rất rõ ràng đến cố phi dương cũng tỏ ra căng thẳng nhìn sang hoác khải cô ấy rất muốn giải thích mình và thầy giáo ngữ văn này không có quan hệ gì lúc này hoác khải bỗng nhiên nhìn cố phi dương hỏi chuyện cô đắc tội với chủ tịch tô cô đã nói qua với thầy tưởng chưa cố phi dương xứng người bất giác lắc đầu nói chưa từng nói chuyện kinh doanh không liên quan gì đến người ta tự nhiên nói làm gì hoác khải ừ một tiếng quay sang nhìn tưởng an sư hỏi nếu hai mẹ con họ không kiếm được tiền thậm chí còn liên lụy đến anh cũng bị đuổi việc anh có thể nuôi hai mẹ con họ không? Tưởng An Sư bị hỏi thì bối rối, lời này của anh là sao? Công ty vũ đạo của cô cố rất ổn. Quên nói cho anh, trước khi chúng tôi trở về thì ở tiệc rượu đã đắc tội với chủ tịch của tập đoàn Phong Âu. Anh biết tập đoàn Phong Âu không? Chính là công ty sản xuất chip lớn nhất trong tỉnh. Chủ tịch hội đồng quản trị có tài sản dòng hơn một tỷ. Vị chủ tịch đó đã nói, muốn đuổi cô cố đi, những người liên quan đến cô ấy đều không có kết cục tốt vừa rồi tôi đã bàn bạc với cô cố nếu thật sự xảy ra chuyện như thế thì chắc chắn không thể ở lại đây sau này đến đâu xây dựng lại sự nghiệp không biết thầy tưởng có quyết tâm này không cùng cô cố rời xa quê hương làm lại từ đầu lời nói của góc khải khiến sắc mặt của tưởng an sư rất khó coi anh ta không hiểu người làm ăn nhưng cái tên tập đoàn phong âu thì đã từng nghe qua biết đó là một công ty rất lớn bình thường cố phi dương qua lại với những người kinh doanh anh ta cũng biết nhưng chuyện mà Hoắc Khải nói lại khiến anh ta nghi ngờ. Cô cố tốt như vậy, sao có thể đắc tội với chủ tịch tập đoàn Phong Âu, Tưởng An sư hỏi lại. Còn không phải là do chủ tịch Tô theo đuổi cô cố, nhưng lại bị cô cố từ chối rất nhiều lần. Lần này cuối cùng thẹn quá hóa giận không nhịn nổi, nói tóm lại, đây đều là tai họa do nhan sắc mà ra. Người xưa nói không sai, hồng nhan họa thủy không có thực lực nhất định mà lại ở cùng với người xinh đẹp như cô cố thì chỉ có kết cục thảm hại mà thôi, Hoắc Khải thở dài nói. Tưởng An Sư nghe thấy thế thì mặt xanh lét, anh ta luôn vô cùng hài lòng với công việc của mình. Tuy rằng không nhiều tiền nhưng nghe ra có vẻ rất đẳng cấp. Hơn nữa, tổ tiên trong nhà đều là người bản địa. Nếu bảo anh ta phải ra ngoài làm lại từ đầu thì chắc chắn anh ta không đồng ý. Một là bên ngoài lạ lắm, không quen biết ai, không có cảm giác an toàn, hai là anh ta chỉ biết dạy học không biết làm việc gì khác nhưng nếu ở lại mà chủ tịch của tập đoàn phong âu thật sự tìm đến gây phiền phức thì ai có thể chống đỡ được người ta là ông chủ lớn tài sản hơn một tỷ đấy cho nên trong lòng tưởng an sư đột nhiên có ý muốn lùi bước cố phi dương nhìn ra điểm này cô ấy liếc nhìn hoác khải rồi nói với tưởng an sư anh lý cũng bị tôi liên lụy vốn dĩ kinh doanh rất tốt lại không thành vị chủ tịch kia rất nhỏ mọn phao tin muốn chỉnh chết anh ấy. Tôi đang lo không biết nên làm thế nào, không biết thầy tưởng có cách gì hay giúp tôi không. Tưởng An Sư nghe thấy thì sắc mặt không được tự nhiên, lắp ba lắp bắp nói tôi, tôi nào có cách gì. Nếu không thì như này đi, một lát nữa người của tập đoàn Phong Âu đến, thầy tưởng giúp chúng tôi nói tốt vài câu, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến, hoắc khải nói. Tưởng An Sư nghe thấy thế thì suýt nữa nhảy dựng lên, hỏi, người của tập đoàn Phong Âu đến đây sao? đúng rồi họ nói muốn dạy cho tôi một bài học đương nhiên sẽ đến nhưng có thầy tưởng ở đây thì tôi cũng yên tâm dù sao thân phận của anh chắc chắn sẽ khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ hoác khải nói tưởng an sư nghe thấy thế thì bị dọa cho suýt khóc tôi có thể có thân phận gì khiến người của tập đoàn phong âu không dám hành động thiếu suy nghĩ chứ anh ta rất muốn bỏ chạy nhưng lại ngại cứ thế rời đi cố phi dương cất lời một lát nữa người của tập đoàn phong âu sẽ đến vừa rồi không phải nói sắp hết muối rồi sao? Thầy tưởng, có thể giúp tôi đi mua túi muối không? Hả, muối, được được được, để tôi đi, lúc tưởng An Sư nói còn có chút bấn loạn, cuống cả lên đi ra khỏi cửa. Nhìn dáng vẻ kia của anh ta, một thời gian nữa chắc chắn sẽ không quay lại. Đợi anh ta đi khuất, cố phi dương mới cười lớn, nhìn Hoác Khải nói, nhìn anh dọa người ta chạy rồi kia, mặt trắng bệch cả, Hoắc Khải cười nói, những điều tôi nói đều là sự thật, không dọa anh ta. Cô cho rằng Tô Tử Hàng của tập đoàn Phong Âu thật sự bỏ qua cho cô sao? Theo tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cô đấy. Thích gây rối thì cứ đến, cùng lắm là như anh nói, tìm một nơi khác làm lại từ đầu, Cố Phi Dương thản nhiên nói. Sau đó cô ấy lại nhìn Hoắc Khải, vẻ cười như không cười, nói, "Nhưng vừa rồi anh nói ai hồng nhan họa thủy? Thầy tưởng sợ gặp họa, anh thì không sợ sao?" người thật không sợ cái bóng đương nhiên không có gì đáng sợ cả hoác khải nói cố phi dương khẽ cắn răng cố ý tiến sát lại một chút sau đó nói anh không sợ hỏa thủy vậy hồng nhan thì sao không sợ vợ anh biết à hay là nên nói vốn dĩ anh tới tìm hồng nhan hương vị thanh mát trên người cô ấy theo hơi ấm bay đến khiến hô hấp của hoác khải có chút nặng nề so với tưởng tượng cố phi dương bây giờ hình như to gan hơn nhiều ít nhất trước đây cô ấy tuyệt đối không dám dùng thái độ mập mờ như thế đến gần Hoắc Khải. Ở phương diện nào đó, có thể nói cô ấy có chút giống Phan Tư Mễ. Nhưng Phan Tư Mễ thì thể hiện tất cả lên khuôn mặt, hơn nữa hành động cũng to gan, dứt khoát, còn cố Phi Dương thì có chút như là nghiện nhưng còn ngại. Anh nói cô ấy đang nói thật, cô ấy lại nói chỉ là đùa anh. Anh nói cô ấy đang đùa hả, sao lại tỏ ra chân thật như vậy? Thật thật giả giả khiến người ta dối rắm Điều này càng khiến cho không khí mờ ám ngày càng trở nên nồng đậm. Hình như thấy hô hấp của Hoắc Khải có chút thay đổi nên gò má Cố Phi Dương đỏ ửng lên, trong đôi mắt đẹp long lanh sóng nước, dường như hút hồn người khác vào đó. Tuy cô ấy không nói gì, nhưng động tác sát lại gần lại có sức mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Giờ phút này, cho dù là Hoắc Khải cũng không thể không thừa nhận, Cố Phi Dương rất có sức hấp dẫn. Cô ấy luyện múa lâu năm nên thân hình còn đẹp hơn so với Ninh Thần. Một là thân hình đẹp, hai là vẻ hoàn mỹ không tì vết. Những thứ gì người đàn ông muốn có thì đều tìm thấy trên người cô ấy. Lấy bốn chữ để hình dung thì đó là đẹp, mảnh, dài, thẳng. Lại kết hợp với một vẻ ngoài tinh tế, chẳng trách có nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy như vậy. Chương 498, không thể. Lúc này, Nhạc Văn Văn đột nhiên nói, "Mẹ ơi, con đói." Hoắc Khải hoàn hồn lại, vội vàng đáp, "Để chú vào bếp." nhạc văn văn ngoan ngoãn nhảy từ trên người anh xuống đưa mắt nhìn hoác khải vào bếp nấu ăn còn cố phi dương thì ngại ngùng nhìn bóng lưng anh tình cảnh mập mờ ban nãy không biết được là cố ý hay đang đùa nhưng cô ấy cảm hận được nội tâm của hoác khải có chút xúc động điều này làm cố phi dương rất vui nhạc văn văn ngẩng lên hỏi mẹ mình mẹ ơi chú lý có thể làm bố con không ạ cố phi dương nghe vậy thì sửng sốt tâm trạng vốn dĩ đang rất tốt bỗng nhiên trở nên suy sụp cô ấy khẽ thở dài ôm con gái nói không được đâu chú lý là bố của người khác mất rồi nhưng con thích chú lý lắm con thích cơm chú ấy nấu nhạc văn văn không vui nói cố phi dương không đáp vì cô ấy không thể trả lời được có những chuyện có thể làm cũng có những chuyện tuyệt đối không thể không lâu sau hoác khải bắt đầu bưng món ăn ra ngoài tất cả đều là các loại thịt mà nhạc văn văn thích ăn dĩ nhiên anh cũng không quên xen vào hai món rau vì như vậy mới đủ dinh dưỡng mặc dù dạo gần đây anh rất bận rộn nhưng kỹ năng nấu ăn thì đã trở thành bản năng in sâu trong máu chỉ cần động tay là biết nên làm thế nào mùi vị của thức ăn khiến hai mẹ con vô cùng vừa ý nhạc văn văn vừa ăn vừa khen hoác khải không ngớt miệng thời gian hạnh phúc thường ngắn ngủi ăn cơm xong hoác khải lại giúp đỡ dọn dẹp vài việc vặt trong nhà mắt thấy trời đã muộn anh liền chuẩn bị rời đi dù sao Cố Phi Dương cũng là phụ nữ độc thân, dù là đã có con gái nhưng ở lại đây lâu quá cũng không phải chuyện tốt. Đúng như những gì anh đoán, Tưởng An sư rời đi cũng chưa một lần quay lại, có lẽ sau này cũng vậy. Vậy cũng mừng, nếu không tôi thật sự không biết phải từ chối anh ấy như thế nào nữa. Thật ra anh ấy cũng tốt, Cố Phi Dương nói. Những lúc lăn lộn bên ngoài, cũng nên học cách từ chối, nếu không, càng yếu lòng thì càng dễ gặp phải phiền toái, Hoắc Khải nhắc nhở. Tôi nhớ rồi, Cố Phi Dương ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, đột nhiên nói, "Thật ra anh có thể tạm thời ở lại đây một chút, chúng tôi có phòng dư mà, không cần ra ngoài khách sạn ở đâu." Lúc nói câu này, Cố Phi Dương cảm thấy tim mình đập nhanh gấp mấy lần, sắc mặt cũng đỏ ửng lên. Bất kể là vì lòng tốt hay gì, một người mẹ đơn thân mà chủ động mời một người đàn ông ở lại qua đêm, cho dù không ở cùng một phòng thì đây cũng là chuyện khiến người ta xấu hổ. Cố Phi Dương nói ra được câu này là đã tự cổ vũ bản thân lắm rồi. Nhạc Văn Văn cũng mong chờ nhìn Hoắc Khải, cô bé thật sự rất thích chú Lý, không muốn rời xa chú Lý chút nào, càng sợ chú Lý sẽ biến mất mấy năm liền như hồi trước. Nhưng Hoắc Khải không đồng ý, anh nghĩ đến danh tiếng của Cố Phi Dương, bèn lắc đầu nói thôi, tôi ở lại không tiện đâu, mà khách sạn cũng dễ tìm. Nhưng cháu muốn ở với chú Lý cơ, Nhạc Văn Văn chu miệng nói. Hoắc Khải bật cười đáp chú ở ngay gần đây thôi khi nào cháu muốn tìm chú thì cứ đến nhé thật không ạ nhạc văn văn vui vẻ hỏi chú không được lừa cháu đâu nha không lừa cuối cùng hoác khải vẫy tay với cố phi dương nói tôi đi đây có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé ừm cố phi dương gật đầu nhìn bóng dáng anh rời đi nỗi buồn trong lòng cố phi dương dâng lên lúc đó cô ấy lại cảm nhận được sự cô đơn cảm giác này không tốt chút nào Cô ấy cực kỳ không thích, nhưng bắt buộc phải đối mặt. Hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau, nhìn người đàn ông đó đi xa. Sau khi ra khỏi nhà Cố Phi Dương, Hoắc Khải lập tức gọi điện thoại cho Ninh Thần, em thông báo cho các công ty liên minh và đăng một bài thông báo công khai rằng, tập đoàn Phong Âu sẽ bị khai trừ ra khỏi hệ thống liên minh VIA vĩnh viễn. Tất cả các công ty có hợp tác với tập đoàn này sẽ nằm ở vị trí thấp nhất trong hệ thống liên minh của chúng ta. Ninh Thần nghe vậy thì sửng sốt, không hiểu tại sao lại phải làm vậy hả anh? Họ đắc tội với anh à? Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này không phải là đối tượng hợp lý để hợp tác, anh muốn mượn cơ hội này để thu mua bọn họ luôn, khoác khải đáp. Ninh thần khẽ trao mày trả lời, vậy không ổn lắm đâu, sẽ khiến người ta nói mình nghỉ thế ăn hiếp người ta đó. Đây chính là thương trường, không phải nơi chúng ta không muốn làm thì thôi nghỉ làm. Tô tử hàng không được lòng nhân viên trong công ty, anh tin là người của tập đoàn bọn họ sẽ vui vẻ khi bị thu mua thôi. Nếu để Tô Tử Hàng làm công ty phá sản thì đáng tiếc lắm, chẳng thà chúng ta mua lại, hoặc khải biết ninh thần đang nghĩ gì, nói em cứ yên tâm, anh không phải kiểu người thích bắt nạt người khác đâu, chuyện này anh tự có chừng mực. Ninh thần không nói thêm nữa. Cô cũng hiểu tính cách của Hoác Khải, biết chồng mình không giống đám người Hoác Lập Quần. Dù có muốn thu mua thì cũng phải dựa trên lý do chính đáng, chứ không chỉ dựa vào thế lực và đi áp bức người khác. Được, em sẽ đi thông báo, còn việc gì cần làm nữa không anh, Ninh Thần hỏi. Hoắc Khải nghĩ một lúc rồi nói, phái nhân viên kỹ thuật của Bính Tuất đến thảo luận với công ty chi nhánh ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh. Mặc dù kỹ thuật VR vẫn chưa hoàn thiện nhưng chúng ta không thể chờ cho đến khi nó hoàn thành thì mới nghĩ cách ứng dụng được. Kể từ hôm nay, mỗi năm công ty ta sẽ đầu tư ít nhất một tỷ vào để thử nghiệm và quảng bá. 1 tỷ, Ninh thần kinh ngạc thốt lên, đó là lợi nhuận dự tính cả một năm của chúng ta đó. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của các nhà máy trong vụ làm hàng giả hàng nhái, hy vọng mới đã có lợi nhuận tăng cao gấp mấy lần. Bộ phận marketing đã dự tính tổng lợi nhuận cả năm có thể tăng gấp 11 lần. Hiện giờ Hoác Khải lại nói mỗi năm đầu tư ít nhất 1 tỷ vào công ty chi nhánh Bính Tuất, vậy còn các công ty chi nhánh khác thì sao? Thị trường của chúng ta sẽ ngày một rộng lớn, tiền sẽ ngày càng nhiều, không thiếu được đâu, em yên tâm, Hoắc Khải nói, hơn nữa, tiêu càng nhiều, càng cho nhiều người biết đến thì sẽ càng nhiều người chịu đưa tiền cho chúng ta. 10% cổ phần mà hy vọng mới chịu bán ra đã chuyển hết vào trong hai công ty chi nhánh là Đinh Mão và Mậu Thìn để vận hành và quảng cáo. Sau này, toàn bộ đầu tư của hy vọng mới sẽ lấy phần cổ phần này làm gốc. Tính đến hiện tại, hiệu quả đầu tư không quá lớn, nhưng trong việc bán cổ phần thì cũng có tiến bộ không nhỏ. Dạo này số lượng công ty đầu tư mạo hiểm tăng lên nhiều, thậm chí còn có cả cá nhân chơi cổ, cộng lại vào cũng phải đến 300 triệu. Nghe thì nhiều, thật ra hiện giờ mới chỉ bán ra có 0,000 mấy phần trăm cổ phần mà thôi. 100 triệu cổ phần, mỗi cổ 10 ngàn, muốn mua hết thì cũng tốn thời gian lắm. Bây giờ thế giới đang rất kỳ vọng vào hy vọng mới, định giá đang tăng lên không ngừng, nhưng muốn đạt được mục tiêu ngàn tỷ do hóc khải đề ra thì không hề dễ. Quan trọng nhất là quy mô ngàn tỷ của người khác là dựa vào việc huy động vốn của thị trường thứ cấp, mà mục tiêu của Hoắc Khải lại không có cân nhắc đến vấn đề này. Ít nhất thì bán ra 100 triệu cổ phiếu sẽ chẳng liên quan đến việc huy động vốn truyền thống, cấp bậc khác nhau quá nhiều. Tóm lại, Hoắc Khải muốn đem 10% cổ phần này giúp đỡ cho việc mở rộng, chủ thể vẫn là do công ty tự thân vận hành. Ninh Thần hiểu ý anh, đồng ý, em hiểu rồi, em sẽ thông báo cùng một lúc luôn. Vậy khi nào anh về? mấy hôm nữa, để xem tình hình bên tập đoàn phong Âu này đã, hoắc khải đáp. Vâng, trong giọng nói của ninh thần tràn đầy sự nhớ nhung, nhưng cô không nói, vì cô biết chồng mình không phải đi chơi mà là đi làm công chuyện. Giờ là lúc quan trọng để xử lý công việc, không thể nghĩ mãi đến chuyện tình yêu được. Quy mô công ty càng lớn thì ninh thần càng hiểu được vì sao đám thương nhân lớn kia lại nói trách nhiệm càng nặng nề rồi. Bao nhiêu người đi theo bạn kiếm ăn, nếu bạn không làm tốt, ảnh hưởng đến không chỉ mình bạn mà còn hàng ngàn người khác nữa, thậm chí là hàng triệu người tiêu dùng. Áp lực này là quá lớn. Chờ anh làm xong thì sẽ về ngay, Hoắc Khải an ủi. Anh hơi do dự, cũng không nói chuyện gặp Cố Phi Dương ở đây cho Ninh Thần biết. Vì anh cảm nhận được tình huống y hệt với Phan Tư Mễ. Vì vậy nên việc gì phải nói? Chương 499, ngứa đòn. Cho dù anh không chột dạ, nhưng phụ nữ ghen cũng là bình thường. Anh không muốn ninh thần nghĩ về chuyện này quá nhiều. Cúp máy xong, Hoác Khải lại gọi cho cổ môn tài. Điện thoại mới gieo được một tiếng đã có người nhận, đây là thói quen của anh ta. Xếp ạ, à, giọng nói ấm áp của cổ môn tài phát ra từ đầu dây bên kia. Hoác Khải nói, công ty chi nhánh ở nước ngoài sao rồi? Mặt kỹ thuật thì không có vấn đề gì, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng coi như là hàng đầu trên thế giới. Dạo này nhà họ Hoác có người đến để khảo sát tình hình công ty xem ra bọn họ định để công ty này cho người khác phụ trách. Hoác Giai Minh đã cãi nhau với họ một trận vì chuyện này mà cổ ngôn tài nói. Công ty chi nhánh ở nước ngoài của Hoác Minh nắm giữ phần quan trọng của kỹ thuật VR và rất được quan tâm. Nhà họ Hoác muốn thu về cũng là chuyện thường. Nhưng Hoác Khải cũng không lo lắng, anh nói anh không cần quan tâm việc này, bọn họ không lấy được đâu. Bố của Hoác Minh có quyền hơn trước rồi, anh chỉ cần nắm chắc kỹ thuật chính là được, không được sai sót, và tuyệt đối không để lộ cho nhà họ Hot biết. Anh yên tâm, lúc thành lập công ty chi nhánh, chúng tôi đã viết rõ trong hợp đồng rồi. Tất cả tài liệu kỹ thuật đều phải cho nhân viên kỹ thuật quản lý, người khác không được động tay vào cổ ngôn tài đáp. Nếu để người khác của nhà họ Hot nhìn thấy hợp đồng này thì chắc chắn sẽ không đồng ý, vì nó đồng nghĩa với việc ném kỹ thuật chủ chốt vào tay người khác. Nhưng lúc đầu Hot Gia Minh mở công ty chi nhánh là để chơi cổ phiếu cũng tránh cho người trong nhà nói cậu ta ăn không ngồi rồi. Vì vậy cậu ta chẳng buồn xem nội dung hợp đồng hay điều khoản gì hết. Cho dù có biết có điều khoản như thế thì cậu ta cũng chẳng quan tâm. Mà giờ đây nó đã trở thành con bài lớn nhất để đối đầu với nhà họ Hoắc. Các người muốn công ty chi nhánh ở nước ngoài à, cũng được, cứ lấy đi, nhưng tài liệu kỹ thuật thì lại là của tôi, chẳng ai lấy được hết. Nhà họ Hoắc muốn kỹ thuật chủ chốt thì chỉ có hai con đường một là mua chuộc lại nhân viên kỹ thuật, hai là hợp tác với Hoắc Khải. Độ khó của vế số 1 cũng rất cao, đội ngũ thiên cơ của cổ ngôn tài rất giỏi trong việc giữ bí mật. Mỗi điểm phụ trách của một thành viên đều khác nhau, mỗi người viết một chương trình mật mã khác nhau, sau đó gửi cho cao thủ vô danh để tổng hợp, cuối cùng là gửi cho cổ ngôn tài giữ. Cho dù nhà họ Hoắc có mua chuộc được mấy nhân viên kỹ thuật thì cũng không thể lấy được mật mã hoàn chỉnh. Mà dù có lấy được, bọn họ mà dám dùng thì đội ngũ thiên cơ sẽ khiến công ty bọn họ phá sản vì công ty chi nhánh nước ngoài thành lập là tuân theo luật pháp quốc tế không một công ty nào dám mạo hiểm trong việc bị thế giới bài xích huống hồ là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng không phải việc gì hay ho trong nước nhà họ hoắc không có năng lực che giấu mọi chuyện đâu còn lựa chọn sau thì đúng ý hoắc khải quá anh giúp hoắc gia minh lập công ty chi nhánh ở nước ngoài chính là muốn nhân cơ hội này để dung nhập vào nhà họ hoắc thật ra dù là giúp cơ hương ngưng nắm quyền nhà họ Cơ hay đối phó nhà họ Hoắc thì Hoắc Khải đều dùng một chính sách. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nếu thực hiện thì phải khống chế được tương lai rõ ràng, nếu không sẽ rất dễ lâm vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Tất cả những chuyện Hoắc Khải làm đều khiến người ta không hiểu lúc đầu, đến lúc cần dùng thì mới bừng tỉnh, hóa ra đây là mục đích của anh. Tôi không lo chuyện đó lắm, có anh phụ trách thì sẽ an toàn thôi tôi muốn anh nhanh chóng để cho nhân viên kỹ thuật của công ty chi nhánh bính tuất nắm vững phương pháp ứng dụng và tiến hành thử nghiệm. các anh phụ trách khung số liệu, bính tuất phụ trách ứng dụng vào thị trường và quảng cáo, tiến hành đồng bộ. tôi muốn thấy kết quả đầu tiên trong vòng một tuần, dù chỉ là bản ppt cũng được. khoác khải nói. yêu cầu này nói thật là rất cao, vì nhân viên kỹ thuật của công ty chi nhánh bính tuất còn chưa xuất phát. khi bọn họ tới đó phải làm quen với chương trình mật mã rồi đi dung hợp ứng dụng thì ít cũng phải tốn một tháng, thậm chí là một năm. Muốn có kết quả trong một tuần thì rất khó. Nhưng cổ ngôn tài không hỏi vì sao lại gấp như vậy, cũng không nói việc này khó, không thể thực hiện. Anh ta chỉ cần biết, chuyện xếp sao cho thì cấp dưới phải làm xong. Tôi hiểu rồi, trong một tuần sẽ có kết quả, cổ ngôn tài nói. Vất vả rồi, không có gì. Không nói thêm lời nào dư thừa nữa, Hoắc Khải cúp máy và thở một hơi thật sau, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời. Không có nhiều sao, chỉ có một ông trăng ở đó như một chiếc bóng đèn lớn màu trắng. Con đường dưới chân không hề sáng lên nhờ ánh trăng, giống như cuộc đời Hoắc Khải, luôn có chút ảm đạm. Nhưng anh biết, nếu cứ kiên trì thì sẽ có một ngày ánh dương kia sẽ tỏa ra từ đường chân trời và chiếu sáng cả thế giới. Đó mới là ngày mai thật sự. Trước khi ánh mặt trời lên cao, Khoác Khải chỉ có thể không ngừng cổ vũ bản thân kiên trì, tự nhủ rằng nhất định sẽ làm được. Anh tìm được một khách sạn cũng khá ổn, sau khi làm xong thủ tục, vừa vào phòng, chưa kịp tắm rửa thì nhận được cuộc gọi của Cố Phi Dương. Giọng cô ấy hoảng loạn vô cùng, "Là Tô Tử Hàng, anh ta cho người đến bắt tôi, làm sao đây?" Có nên báo cảnh sát không? "Cô báo cảnh sát đi, tôi qua đó luôn." Khoác Khải lập tức nói. Sau đó anh mặc lại chiếc áo khoác ban nãy Xông ra khỏi phòng, chạy như điên đến trước tòa nhà của Cố Phi Dương thì thấy một chiếc xe ô tô dừng cạnh đường. Cửa xe đang mở, một tên mặc vest đứng bên cạnh. Hoắc Khải nhìn lên trên tầng, đèn vẫn sáng, tức là người chưa đi. Có thể mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Hoắc Khải đi bộ qua đó, đến cạnh xe, nhìn vào bên trong thì thấy Tô Tử Hàng đang ngồi đó hút thuốc. Vị chủ tịch hội đồng quản trị này thấy Hoắc Khải thì hơi ngẩn ra, rồi cười khẩy, nói: "Anh Lý đấy à?" sao muộn rồi mà vẫn đi bộ thế? Hoắc Khải nhìn anh ta, bất kể anh định làm gì thì tốt nhất là rời khỏi đây đi, cô cố đã báo cảnh sát rồi. Ơ, ờ, thì sao, tôi có làm gì đâu, Tô Tử Hàng lơ đãng nói. Hoắc Khải cho mày, tuy Tô Tử Hàng ở đây, nhưng người gõ cửa trên kia không phải anh ta. Nếu có xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng sẽ thoát được tội. Chỉ cần số tiền bỏ ra đủ nhiều thì sẽ có người chịu nhận tội thay anh ta. Tối nay, Tô Tử Hàng đến đây rõ ràng là muốn đem Cố Phi Dương đi, mà không cần nghĩ cũng biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Thấy Hoắc Khải cho mày, Tô Tử Hàng từ trên xe bước xuống, đứng đối diện với Hoắc Khải và lạnh lùng nói, tôi biết anh và Cố Phi Dương có chút quan hệ, nhưng sao? Vẫn là câu nói đó, đây là địa bàn của tôi, biết điều thì cút ngay, đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu không đừng trách tôi ác, tôi đang muốn biết, anh định ác với tôi như thế nào đấy, dựa vào cái dáng vẻ thấp bé này à, Hoắc Khải bình tĩnh hỏi. Tên mặc vest đen ở bên cạnh tô tử hàng đi qua. Tên này cao 1m9, vô cùng to con, nhìn như một ngọn núi vậy. Có người như vậy bên cạnh, tô tử hàng đã mạnh miệng hơn rất nhiều, tôi cũng muốn biết anh dựa vào cái gì mà đòi xen vào chuyện người khác đấy, là dựa vào cái gương mặt ngứa đòn đó à. Xếp tao bảo mày cút đi mà, điếc à, tên mặc vest đen nói rồi vươn tay về phía Hoắc Khải. Tô Tử Hàng cười khẩy nhìn mọi chuyện diễn ra, trong tưởng tượng của anh ta, đêm nay Hoác Khải không thoát khỏi việc bị đánh đâu. Điều này khiến Tô Tử Hàng thầm hưng phấn trong lòng, cái đám lão già không biết nể mặt ở công ty kia giờ đang chưa thể động vào, nhưng cái loại địa vị xã hội thấp và không có quan hệ ở đây như Hoác Khải thì lại là đối tượng rất hợp để xả tức. Thế nhưng khi tên mặc vest đen vừa vươn tay đến thì chỉ nghe thấy một tiếng, hự, sau đó tên mặc vest đen kêu lên oai oái rồi ngã xuống đất. Tô Tử Hàng sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một giây sau, đường thế minh từ trong bóng tối bước ra, không người nhặt cây côn đen lên và đứng bên cạnh Hoắc Khải. Tuy anh ta không to cao như tên mặc vest đen, nhưng biểu cảm lạnh lùng tàn khốc cùng khí thế mạnh mẽ phát ra từ trong người khiến người ta càng thêm áp lực. chương 500 đều là hiểu lầm. Đương nhiên, kỹ năng của đường thế minh không phải là kiểu người trải qua sự huấn luyện chiến đấu sơ cấp. Anh ta là con nhà võ chân chính. 18 loại võ công đều thành thạo, đánh cận chiến gần như không có đối thủ. Cũng chỉ có cao thủ như Đồng Thiên Thanh thường xuyên dạo chơi nơi cửa sống cửa chết mới đủ sức giao đấu một trận. Còn giống như kiểu mấy tên mặc âu phục màu đen, Đường Thế Minh còn không để hắn nhìn thấy mặt đã đánh ngã, do đó mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một đốm nhỏ. Sự xuất hiện của Đường Thế Minh khiến Tô Tử Hàng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy sợ hãi. Vì xung quanh anh ta không có một ai. Tất cả đàn em mà anh ta mang đến đã đều lên trên bắt cố phi dương rồi. Chỉ còn anh ta mới có thể bảo vệ mình mà thôi. Nhưng đến cả tên mặc Âu phục đen cũng bị một đòn gục luôn thì cái thân hình như con gà này của anh ta liệu có thể đánh lại được ai? Hoắc Khải nhìn ra sự hoảng sợ của Tô Tử Hàng, lạnh nhạt nói, tôi không muốn làm khó anh, bảo người của anh xuống đây, sau đó rời đi thì có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng tôi hy vọng không có lần sau nữa. Tô Tử Hàng im lặng một lát rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc, khi đầu bên kia bắt máy thì anh ta nói: "Tất cả xuống đây." Tiếng đập cửa trên lầu đột nhiên dừng lại, không lâu sau thì năm tên cũng mặc âu phục màu đen đi xuống. Chúng chạy đến bên Tô Tử Hàng, hơi cúi đầu nói: "Chủ tịch." Tô Tử Hàng không hé môi nói một lời liền quay người đi, chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng khi một chân bước lên xe thì anh ta bỗng nhiên quay lại, nhìn Hoắc Khải, hỏi: "Anh nói xem." nếu bây giờ tôi bảo họ đánh anh thì sẽ thế nào anh cứ thử xem đường thế minh tiến lên trước một bước năm tên mặc âu phục đen đã chú ý đến đồng bọn nằm trên mặt đất cũng nhìn thấy côn đen trong tay đường thế minh trên khuôn mặt chúng tràn đầy vẻ thù địch nhìn chằm chằm vào đường thế minh một người trong số đó chỉ vào mặt anh ta rồi gào lên đứng đó không được động đậy đường thế minh liếc mắt nhìn tên kia một cái khóe môi nhếch lên tỏ vẻ coi thường tô tử hàng cười lạnh lùng rút chân về rồi quay người lại nói, một người không đánh được anh, vậy nếu năm người cùng lên thì sao? Tôi lại muốn xem xem anh có thể đánh được không. Đánh chết hai người đó cho tôi, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Vốn dĩ mấy tên mặc Âu phục đen này là vệ sĩ do Tô Tử Hàng thuê, chỉ cần người thuê sẵn lòng bỏ tiền thì bảo chúng làm gì cũng được. Tô Tử Hàng ra lệnh một tiếng thì năm tên cùng tiến lên. Ba tên trong số đó xông về phía Đường Thế Minh, hai tên còn lại thì nhắm chúng Hoắc Khải. Rất rõ ràng là chúng phân bố phần lớn lực lượng để đối phó với Đường Thế Minh nhìn có vẻ mang chút bản lĩnh. Nhưng chúng không ngờ rằng, cái gọi là phần lớn lực lượng lại không đủ để đối phó với người này. Cây côn đen trong tay Đường Thế Minh nhanh như chớp, cả người chủ động xông lên trước, trong nháy mắt đã đánh trúng ngực của một tên trong đó. Tên đó hự một tiếng, mắt trợn tròn, ôm ngực đau đớn ngã xuống. Cùng lúc đó, cây côn đen trong tay Đường Thế Minh lại di chuyển nửa vòng, nện vào sườn của một tên khác sau đó đâm lên trước chúng vào cạnh sườn của tên thứ ba phần sườn mềm của hai tên này bị đánh chúng trên mặt hắn đầy vẻ đau đớn trông có chút ghê tởm không đợi chúng kêu đau hai chân đường thế minh đã móc vào bắp chân của hai tên sau cùng kéo một cái khiến chúng bị vấp đứng không vững lúc này hoác khải cũng ra tay tuy rằng kỹ năng của anh không so được với đường thế minh nhưng cũng coi là giỏi hơn người bình thường bây giờ những tên đó đang đứng không vững nếu anh không dám lên thì quá kém rồi. Anh đấm trực tiếp vào mũi của một trong hai tên, tên kia bất giác giơ tay ôm chỗ bị đau thì hoắc khải lại đạp cho một phát vào đúng quần của hắn. Hai mắt hắn trợn lên, hít sâu một hơi, vẻ mặt đau đớn ngã xuống. Còn người thứ năm bị đường thế minh tiến lên, ăn ngay một cùi trỏ vào giữa lưng khiến hai mắt tối om, bỗng nhiên hôn mê tại trận. Năm tên mặc âu phục đen, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây đều bị đánh ngã, có tên thì hôn mê, có tên thì kêu lên đau đớn, còn có tên thì đang hít khí lạnh, hận một nỗi không thể chết đi. Đường Thế Minh cầm cây côn đen, chậm rãi bước về phía Tô Tử Hàng, nhìn tư thế đó có vẻ như muốn dạy cho tên đó một bài học. Tô Tử Hàng bị dọa mặt mũi tái mét, anh ta nào có nghĩ đến, sức chiến đấu của đường Thế Minh lại cao như thế. Hơn nữa, đừng nói đường Thế Minh, cả Hắc khải ra tay cũng rõ ràng là rất dứt khoát và tàn nhẫn. Nhìn vẻ đau đớn của tên mặc Âu phục đen kia ôm lấy hạ bộ mà Tô Tử Hàng cũng cảm thấy ở bộ phận nào đó của mình có chút lạnh lẽo. Anh ta bất giác lùi lại, nhưng không ngờ lại lùi đến ngưỡng cửa, mông bệt xuống cạnh cửa, toàn thân run rẩy nhìn đường thế minh, tôi, tôi là chủ tịch của tập đoàn Phong Âu. Anh dám đánh tôi thì sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu. Lúc này rồi còn muốn dọa dẫm người khác, thật là ngu xuẩn, đường thế minh thản nhiên bình luận. Tô Tử Hàng tỉnh ra, vội vàng nhìn Hoác Khải nói, anh Lý, đều là hiểu lầm, vừa rồi thật sự là trò đùa thôi. Anh xem này, các anh sao có thể cho là thật chứ? Thế này nhé, tôi lập tức đưa chúng đi ngay, chuyện này coi như không xảy ra. Nói lắm quá, đường thế mình đập một gậy lên vai tô tử hàng, khiến hắn hét lên đau đớn. Cố phi dương trên lầu, loáng thoáng nghe thấy có giọng nói. Cô ấy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống thì nhìn thấy ngay mấy người hoác khải. Vừa rồi khi tiếng gõ cửa ngừng lại đã khiến cô ấy nghi ngờ, bây giờ tận mắt nhìn thấy Hoắc Khải, lại thấy mấy người nằm la liệt cạnh xe thì sự phấn chấn và vui mừng trong lòng cô ấy không có từ ngữ nào miêu tả được. Cố Phi Dương không ngờ rằng Tô Tử Hàng lại hành động như thế. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn mà lại gây ra chuyện to gan, đê tiện như thế ở xã hội pháp trị này. Tiếng đập cửa của những tên mặc âu phục đen giống như cái búa đánh vào sự sợ hãi của Cố Phi Dương. Cô ấy hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông, nếu thật sự bị bắt thì hậu quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Cho nên, suy nghĩ đầu tiên của cô ấy là gọi điện cho Hoắc Khải mà không phải là báo cảnh sát. Vì trong lòng cô ấy, Hoắc Khải mới là người có năng lực nhất để bảo vệ cô ấy. Bây giờ, Hoắc Khải đến rồi, kiểm chứng cho suy nghĩ, cũng chứng minh sự lựa chọn của cô ấy không sai. Nhạc Văn Văn cũng trèo lên cửa sổ, mừng rỡ hét xuống dưới lầu, "Chú Lý!" Chú Lý Hoác khải nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó với tay với hai mẹ con đứng ở cửa sổ, nói: "Một lát nữa chú lên." Nhạc Văn Văn cười vui sướng, Cố Phi Dương cũng mỉm cười, kéo cô bé ra khỏi cái cửa sổ, nói: "Đừng trèo lên trên, nguy hiểm đấy." "Mẹ, là chú Lý, chú ấy đến cứu chúng ta rồi." Vẻ vui mừng tràn đầy trên khuôn mặt của Nhạc Văn Văn. Cô bé đắc ý nói: "Mẹ thấy không, con nói chú Lý sẽ đến, không có gì phải sợ." Dáng vẻ hớn hở của con gái cùng sự nhẹ nhõm vừa thoát khỏi hiểm cảnh khiến Cố Phi Dương cũng không phủ nhận lời cô bé. Vì trong lòng cô ấy, sự tồn tại của Hoắc Khải thật sự khiến người khác có cảm giác an toàn. Lúc này ở dưới lầu, Hoắc Khải gọi Đường Thế Minh một tiếng, bảo anh ta dừng tay. Đường Thế Minh cũng rất nghe lời Thu Côn về, lùi lại một bước, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Tử Hàng. Chỉ cần tên này có bất kỳ hành động gì khác thường sẽ lập tức sẽ đánh cho anh ta một đòn phủ đầu. Nhưng Đường Thế Minh đã đánh giá quá cao Tô Tử Hàng rồi. Đây chỉ là một tên công tử bột tầm thường, ngày ngày bắt nạt người yếu thế cũng thôi đi, đến lúc gặp phải kẻ cứng rắn như Hoắc Khải thì anh ta không biết làm thế nào. Nói trắng ra, đây chính là một kẻ hèn nhát, mềm nắn rắn buông mà thôi. Thấy Hoắc Khải đi qua, toàn thân Tô Tử Hàng phát run lên, nói anh Lý, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm hay không, không cần anh nói, tôi hiểu rất rõ, Hoắc Khải đi đến trước mặt anh ta giơ tay lên. Động tác này khiến Tô Tử Hàng càng run rẩy, suýt chút nữa tè ra quần. Mà Hoắc Khải lại không ra tay với anh ta, trái lại nghiêm túc giúp anh ta chỉnh lại cà vạt, nói: "Làm người mà lại sống như chó, sao cứ thích làm những chuyện bẩn thỉu thế?" "Đương nhiên, đó là tự do cá nhân của anh, tôi không có lý do để khuyên anh phải làm gì, nhưng chỉ muốn nhắc nhở anh, tốt nhất là nên trân trọng những ngày tháng sau này, đừng lãng phí thời gian tốt đẹp nhất trong đời nữa." Hoắc Khải nói câu này, chính là để nhắc về chuyện thu mua tập đoàn Phong Âu, nhưng Tô Tử Hàng lại nghe ra một ý nghĩa khác. Anh ta vội vàng gật đầu, nói tôi sẽ làm vậy. Tôi nhất định sẽ không làm những chuyện thế này nữa, sẽ nỗ lực làm việc. Biết anh ta nghe không hiểu, Hoắc Khải cũng không định giải thích, vỗ vỗ vào vai anh ta, nói, vậy đưa người của anh đi đi. Đừng ở đây làm chướng mắt tôi, nếu không lát nữa, công an trật tự đến rồi thì anh không giải thích được đâu. Một câu của cô cố, coi như không định tội được anh thì cũng khiến anh vô cùng mất mặt. Tô tử hàng nào dám nói trái lời, chưa kể là lời hoắc khải nói nghe rất hợp lý, mà chỉ một mình đường thế minh đã dọa cho anh ta sợ đái ra quần. Anh ta vội vàng đồng ý rồi đạp đạp mấy tên vệ sĩ mặc âu phục đen đứng dậy chạy khỏi đây, còn tên đang hôn mê thì ném luôn lên xe. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 500.